Chế tạo hào môn, chương 249, tài sản thừa kế, gocchuyenaudio.com. Anh đã nói vậy rồi thì người của bên quản lý khu nhà cũng chỉ biết im lặng, dù sao Triệu Vĩnh An cũng là một giáo sư có tiếng tăm. Kể cả mất hết danh lợi khi về già thì cũng chẳng thể phủ nhận được những đóng góp trước đây của ông ấy. Nếu người như ông ấy chẳng có được một hậu sự tử tế khi qua đời thì đúng là rất đáng thương. Khiến người khác khó lòng chấp nhận, vậy nên Hoắc Khải tình nguyện đứng ra lo liệu chuyện này. Bên quản lý khu nhà cũng nhẹ lòng khi thấy mọi chuyện suôn sẻ. Chuyện đóng gói di vật thì có thể tìm chuyên gia đến làm như Hoắc Khải nói. Bên chính quyền địa phương và quản lý khu nhà đã đứng ra. Các bác sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ biết đặt thi thể của ông cụ xuống. Thi thể của Triệu Vĩnh An được đặt vào trong quan tài. Đồng thời nhà tang lễ đặc biệt cử người tới giúp đỡ dựng linh đường. Bọn họ tìm được một tấm ảnh cũ của Triệu Vĩnh An ở trong nhà ông ấy. Sau khi phóng to lên thì dùng nó làm ảnh thờ. Mọi thứ đều đi vào trật tự. Có rất nhiều người ở trong khu nhà chạy tới hóng chuyện hoặc xem có giúp được gì không. Mặc kệ Triệu Vĩnh An có phải giáo sư hay không, ít nhất thì một người già như ông ấy đã ở trong khu nhà này bao năm. Khi qua đời còn không có một đứa con đưa tiễn, thật sự khiến người khác rất đồng cảm. Hoắc Khải không mặc áo sơ mi bởi vì anh cho rằng mình không đủ tư cách để đại diện cho con cháu của Triệu Vĩnh An. Đứng trước bàn thờ, Hoắc Khải là người đầu tiên thắp ba nén hương, đốt hai tập giấy tiền. Sau khi biết được tin, Ninh Thần cũng đưa Đường Đường tới. Hoắc Khải dắt cô bé đến trước bàn thờ, nói, con đốt cho ông chút giấy tiền rồi vái ba vái. Đường Đường rất nghe lời, cô bé đi đến trước thau đốt giấy tiền, nhìn ảnh thờ được đặt trên bàn nhưng không hề sợ hãi. Hoắc Khải đứng một bên, nói với cỗ thi thể trong quan tài, ông già, con gái tôi đến muộn rồi, không thể để ông tận mắt nhìn thấy con bé, tôi để con bé vái ông ba vái, gọi một tiếng ông coi như là chuộc tội, ông yên tâm, chuyện ông đã dặn dò tôi sẽ nhớ mãi không quên. Ninh Thần đứng cạnh anh, trong bộ dạng giả vờ bình tĩnh của chồng mình, cô đưa tay nắm lấy nắm đấm của Hoắc Khải, lúc lên tiếng, tay Hoắc Khải siết rất chặt. Chứng tỏ trong thâm tâm anh không hề bình thản như bề ngoài. Ninh Thần không an ủi anh nhiều, cô biết Hoắc Khải rất tôn trọng ông cụ này, chứng kiến ông ấy qua đời, anh khó tránh khỏi việc đau lòng, chẳng cần nói đâu xa, đến cô, người không tiếp xúc nhiều với Triệu Vĩnh An nhưng nhìn thấy cảnh một người lớn tuổi qua đời mà chẳng ai thăm viếng đúng là rất đau lòng. Hầu như người đến đốt giấy tiền đều là dân sống trong khu nhà. Khi đến, bọn họ đều nhìn người đàn ông đang ngồi khoanh chân dưới đất, cẩn thận đánh bóng mấy miếng gỗ. Tất cả đều biết người này có quan hệ rất tốt với Triệu Vĩnh An. Anh là người chủ động đứng ra lo hậu sự cho ông giáo sư già. Tình bạn này đúng là khiến người khác kính nể. Hoắc Khải khom người đáp lễ với mỗi một người tới đốt giấy tiền. Sau đó tiếp tục tập trung vào việc gọt rũa mấy miếng gỗ. Giờ này ngày hôm qua, anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chiếc hộp gỗ nên làm việc không được khéo léo cho lắm nhưng bây giờ anh có rất nhiều thời gian. Với lại ông cụ cũng không còn sốt ruột nữa. Do vậy, anh muốn cố gắng làm ra chiếc hộp gỗ một cách hoàn hảo nhất. 3 giờ sau khi dựng linh đường, một người đàn ông trung niên mặc đồ vest rưng rưng nước mắt bước vào. Ông ta nhìn Hoắc Khải rồi hỏi, cậu là người lo hậu sự cho giáo sư Triệu sao? Hoắc Khải liếc nhìn ông ta rồi hỏi, có chuyện gì sao? Chào cậu, tôi là Đồng Lương Tài, là luật sư được giáo sư Triệu ủy thác trước khi qua đời. Người đàn ông trung niên nói rồi bèn lấy ra một tập tài liệu từ trong chiếc cặp. Tôi có cầm một bản di chúc của giáo sư để lại trước khi qua đời. Bản di chúc này sẽ được giao phó cho người đầu tiên làm hậu sự cho ông ấy. Nói đơn giản, cậu lo hậu sự cho ông ấy, vậy cậu chính là người thừa kế của giáo sư. Người đàn ông trung niên đưa bản di chúc qua nhưng Hoắc Khải không có ý nhận lấy. Anh làm những chuyện này không phải vì để kế thừa tài sản của Triệu Vĩnh An mà chỉ đơn giản là muốn lòng mình được thanh thản chút thôi. Thấy Hoắc Khải không hề nhúc nhích, người đàn ông trung niên có chút ngượng ngùng, ông ta chỉ đành cầm lại sấp tài liệu, cậu không nhận cũng không sao, nội dung di chúc đã được tôi và giáo sư xác nhận. Cũng được đóng dấu rồi, có hiệu lực pháp luật, dựa vào nội dung di chúc. Những tài sản đứng tên giáo sư đều do cậu thừa kế. Trong đó có căn nhà này, phần đất thuộc nhà cũ cùng với số đồ cổ để trong két bảo hiểm ngân hàng có tổng giá trị khoảng 400 triệu. Ngoài ra, theo yêu cầu trong di chúc, toàn bộ số tiền mặt phải được thông qua thủ tục hợp pháp để quyên tặng cho công trình hy vọng. Tạm thời do tôi phụ trách, cuối cùng, giáo sư Triệu đã gọi điện cho tôi vào 2 ngày trước. Ông ấy nói rằng nếu như cậu lo hậu sự cho ông ấy thì tôi giúp ông ấy truyền đạt một điều. Khi người luật sư trung niên nhắc tới chỗ tài sản thừa kế của giáo sư, Hoắc Khải chẳng thèm ngẩng đầu, thậm chí còn không ngừng công việc trong tay lại, Ninh Thần thì ngơ ngác, căn nhà trong khu nhà này chẳng đáng là bao cũng đã tầm 800 đến 1 triệu tệ. Nhưng miếng đất ở nhà cũ thì vô cùng đáng giá, diện tích rất rộng lại ở trong trung tâm nội thành, nghe nói có người ra giá 300 triệu để mua rồi mở khu mua sắm ông cụ cũng không chịu bán. Còn cả chỗ đồ cổ có giá khoảng 400 triệu kia nữa. Không phải nói rằng toàn bộ số đồ cổ đều bị thiêu cháy cùng với căn nhà cũ rồi sao? Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này đúng khiến Ninh Thần có chút bàng hoàng. Hoắc Khải nhìn người luật sư trung niên rồi hỏi,
Giáo sư bảo ông truyền đạt cái gì? Luật sư Đồng Lương Tài nhìn miếng gỗ trong tay Hoắc Khải rồi nói. Giáo sư Triệu bảo tôi nói với cậu, hy vọng có một ngày cậu học được cách đựng đầy nước vào hộp gỗ này. Hoắc Khải ngơ ngác, câu nói này có chút kỳ lạ khiến người khác không hiểu được. Đựng đầy nước vào chiếc hộp gỗ, nghe thì kỳ lạ đấy nhưng không có gì là khó cả. Thời xưa chưa có thùng sắt, mọi người đều dùng thùng gỗ để đựng nước, chỉ cần tay nghề đủ khéo léo, thùng gỗ sẽ không có khe hở làm giò nước. Nhưng Hoắc Khải biết, lời Triệu Vĩnh An nhờ người khác truyền đạt chắc không có ý bảo anh dùng hộp gỗ để làm thùng đựng nước. Có lẽ ông ấy đang nói cho anh biết triết lý nhân sinh nào đó. Chỉ có điều, lời của giáo sư phức tạp quá, người khác nhất thời không thể hiểu rõ được. Đồng Lương Tài nhìn được ra sự hoài nghi của Hoắc Khải. Nhún vai nói, cậu đừng hỏi, tôi cũng không biết lời này của giáo sư Triệu có ý gì. Ông ấy chỉ nói tôi truyền đạt lại thôi. Hoắc Khải im lặng một lúc, sau đó giơ tay ra và nói, đưa di chúc và các giấy tờ khác cho tôi. Đồng Lương Tài không hề do dự, nhanh chóng đưa đồ cho anh, sau đó nói bâng quơ, nếu như cậu muốn đổi những thứ này thành tiền mặt thì tôi có quen biết mấy nhà đấu giá khá tốt. Kể cả miếng đất chỗ nhà cũ cũng được, tôi không nói là mình muốn bán. Hoắc Khải nhìn ông ta, bây giờ không bán, sau này cũng không, vậy chỗ tài sản này, trước đây chúng là của giáo sư, sau này cũng thế, ông cụ không có con cháu, chẳng ai kế thừa, tôi cũng không tham gì mấy thứ này, toàn bộ tài sản mãi thuộc về mình ông ấy. Tôi sẽ xây một viện bảo tàng nhỏ trên nền đất nhà cũ của ông ấy. Đặt tất cả chỗ đồ cổ của ông ấy vào trong đó để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Cũng là để những người tới tham quan nhớ rằng từng có một người tên Triệu Vĩnh An sống trên đời này. Hoắc Khải nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt người đời, tim ngừng đập tức là chết. Trong mắt bác sĩ, sóng não biến mất tức là chết. Còn trong mắt những nhà triết học, chỉ khi một người bị lịch sử lãng quên, không để lại chút dấu tích nào trên cõi đời, chẳng một ai nhắc tới cái tên đó nữa thì mới thực sự là chết. Hoắc Khải nhận mình không phải triết gia nhưng Triệu Vĩnh An thì phải. Vậy nên một nhà triết học chắc sẽ không muốn mình bị lãng quên. Anh muốn dựng nên một khoảng đất thanh bình cho Triệu Vĩnh An. Cố gắng lưu lại tên tuổi của ông ấy trong dòng chảy lịch sử càng lâu càng tốt. Tiền chẳng phải là thứ gì quan trọng đối với một người từng là cậu cả nhà họ Hoắc. Điều thực sự quan trọng là trong cuộc sống mới này, anh tìm được ý nghĩa cuộc sống thuộc về mình. Ninh Thần ngồi bên cạnh nhìn Hoắc Khải, ánh mắt của cô dần dần hiện lên sự ngưỡng mộ, đây là chồng của cô. Một người đàn ông không hề tham tiền hám bạc, một người vô cùng thờ ơ với số tiền vài trăm triệu dâng đến tận tay. Người khác có thể nói anh không cao thượng sao? Trước thời khắc này, Ninh Thần chưa từng gặp người cao thượng, những người mà cô có thể gặp được quanh mình, thậm chí là nghe nói đến đều là người phàm tục. Hoắc Khải là người vượt qua cái tầng lớp ấy, là người mà cô chưa bao giờ nghe tới và nhìn thấy. Khiến cô ấy cảm thấy may mắn hơn cả thì người đàn ông ấy chính là chồng cô. Có thể làm vợ người như này, cô cảm thấy chắc kiếp trước mình đã giải cứu cả giải ngân hà. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 250, văn võ song toàn, góc truyện audio.com. Cậu Lý, cậu nói nghiêm túc sao? Đây đều là những tài sản có giá cả trăm triệu. Xét trên góc độ pháp luật, tất cả chỗ này đều thuộc về cậu. Đồng Lương Tài nói, Hoắc Khải vô cùng bình thản, không chút lung lay, nhận thấy sự kiên trì của anh. Đồng Lương Tài thở hắt một hơi, xem ra mắt nhìn người của giáo sư Triệu quả thật tinh tường. Nói rồi, ông ta móc ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo. Đây là chìa khóa của kết bảo hiểm ngân hàng. Theo lời dặn của giáo sư Triệu, nếu như cậu lựa chọn để tôi hoặc bất kỳ một ai khác thay cậu bán đấu giá số đồ cổ kia thì chìa khóa sẽ được giao trực tiếp cho viện bảo tàng. Tỉnh, toàn bộ số đồ cổ sẽ được quyên tặng miễn phí cho viện bảo tàng của tỉnh. Nhưng hiện giờ chiếc chìa khóa này thuộc về cậu rồi, cũng có nghĩa, toàn bộ tài sản thừa kế của giáo sư Triệu đã chính thức thuộc về cậu. Nhìn thấy Đồng Lương Tài đưa chiếc chìa khóa đầy đặc biệt với vô số đường nét hoa văn cho mình. Hoắc Khải đã hiểu, đây đều là bài sát hạch mà ông cụ đề ra. Ông ấy đang thăm dò xem người này có đủ tư cách giúp mình bảo quản những món đồ chân quý hay không. Nói chính xác hơn là đang xác nhận xem tài sản của mình có giao vào tay một người biết làm việc thiện. Hơn nữa đáng tin hay không, may là Hoắc Khải không bị dụ dỗ. Nói đúng ra, Hoắc Khải lại có lời, nếu như anh chỉ là một người bình thường trọng sinh thì sẽ chẳng thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đống tài sản thừa kế trị giá cả trăm triệu. Kia, có điều Hoắc Khải lại là người của một gia đình giàu có bậc nhất thế giới. Anh từng sở hữu số tiền lên đến cả ngàn tỷ. Vậy nên với anh, vài trăm triệu này chẳng đáng là gì. Đối với Hoắc Khải, tưởng niệm một người có ý nghĩa và quan trọng hơn việc bán số đồ cổ kia để lấy tiền. Đợi Hoắc Khải nhận lấy chiếc chìa khóa, Đồng Lương Tài đi đến trước cửa linh đường, gọi vọng ra bên ngoài. Vào đây đi, sau đó, Đường Thế Minh bước vào, nhìn thấy người người từng là tài xế của Triệu Vĩnh An bước vào. Hoắc Khải không lấy làm ngạc nhiên, với trí thông minh của mình, anh đã đoán được đại khái mọi chuyện. Sau khi bước vào linh đường, Đường Thế Minh lập tức quỳ sụp trước chiếc quan tài. Dập đầu thật mạnh ba cái, anh ta là người học võ, bởi vì nghe theo lời khuyên của người lớn trong dòng họ nên đến làm tài xế riêng cho người có đầy chất văn thơ nhằm học hỏi thêm để đạt đến cảnh. Giới có cương có nhu, trong vài năm làm tài xế riêng cho Triệu Vĩnh An,
Đường Thế Minh tận mắt chứng kiến tất cả về ông cụ. Dường như anh ta chẳng có gì để nói nhiều nhưng lại ấn tượng rất sâu sắc về Triệu Vĩnh An. Cảm giác như ông cụ và bản thân mình như hình với bóng. Trong lòng Đường Thế Minh, ông cụ là một người có thể hòa hợp với thiên nhiên. Mỗi hành động của Triệu Vĩnh An đều phù hợp với quy luật của vạn vật. Vậy nên mới khiến mỗi người gặp ông ấy đều ghi nhớ sâu sắc. Có điều người bình thường rất khó đạt đến trình độ hòa hợp với thiên nhiên trong lĩnh vực văn học. Cũng rất khó để giải thích rõ ràng chuyện này, chỉ riêng người như Đường Thế Minh mới có thể hiểu được. Dập đầu xong, anh ta đứng dậy, cúi đầu với Hoắc Khải. Trước khi nhà cũ bị thiêu rụi, giáo sư cho tôi hai lựa chọn, một là cầm khoản tiền lớn rồi rời đi, hai là coi đó là tiền lương rồi sau này đi theo cậu. Ông ấy nói trên người cậu có một luồng sức mạnh khó để diễn tả. Ông ấy có thể nhìn thấy được sự quyết tâm vùng lên khi bị dồn vào chỗ chết trong mắt cậu. Giáo sư từng nói, chỉ có những người từng chết rồi mới biết nên sống như nào. Hơn nữa, khắp trời đất này, không có gì quan trọng hơn ý nghĩa của việc sống chết nữa. Đi theo người từng nếm trải qua mùi vị sinh tử có ít hơn là đi theo một lão già học văn như ông ấy. Vậy nên tôi chọn ở lại, sau này cậu chính là ông chủ của tôi. Hoắc Khải im lặng nhìn Đường Thế Minh đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt điển trai nhưng lại tràn đầy sự quả quyết, dũng mãnh, anh biết được Triệu Vĩnh An đánh giá rất cao về mình nhưng chẳng ngờ rằng. Ông cụ này lại nhìn thấu được mọi chuyện, vùng lên khi bị dồn vào chỗ chết, anh đâu chỉ bị dồn mà anh đã từng chết thật rồi. Không ai nhìn thấy được điều này, ngoại trừ Triệu Vĩnh An, lời khuyên mà ông ấy dành cho Đường Thế Minh giống như đang nói với Hoắc Khải rằng. Tôi biết được những gì cậu từng trải qua, cho dù là vì điều này thì Hoắc Khải cũng không thể từ chối Đường Thế Minh. Huống hồ, quả thực anh rất cần một người tài giỏi như Đường Thế Minh ở cạnh bảo vệ mình. Sau này địa vị của anh ngày một cao, việc ngày một nhiều, đồng thời rắc rối cũng càng tăng lên. Không có một người đáng tin ở bên cạnh để bảo vệ thì bi kịch của kiếp trước sẽ lại tái diễn. Đồng thời, Đồng Lương Tài đưa cho anh một tấm danh thiếp. Khi còn sống, giáo sư Triệu đã đưa cho tôi hai chiếc bình quai đôi song phượng thời nhà Minh có giá khoảng 20 triệu coi như tiền lương. 10 năm sau kể từ lúc này, nếu như có bất kỳ vấn đề gì về pháp luật, cậu có thể gọi điện thoại. Tôi sẽ phục vụ suốt 24 giờ, cậu đừng vội từ chối, dùng câu nói của giáo sư Triệu, tú tài gặp binh lính, nói chuyện khó tường minh, xã hội hiện giờ sống và làm việc theo pháp luật, cậu sẽ cần đến tôi thôi. Hoắc Khải cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, bên trên in rõ chức vụ của Đồng Lương Tài, luật sư trưởng kiêm đối tác cấp cao của văn phòng luật sư Triệu Hòa. Có 5 văn phòng luật sư được công nhận đứng đầu cả nước. Triệu Hòa không nằm trong nhóm 5 văn phòng này nhưng nó cũng có vị trí ngang hàng. Không phải không được công nhận đứng đầu thì sẽ không tốt. Văn phòng luật sự được công nhận đứng đầu tức là tùy ý tìm bất kỳ ai trong văn phòng luật cũng đều là người có tiếng tăm trong giới. Văn phòng luật sư Triệu Hòa không đạt được đến mức độ này nhưng có thể làm đối tác cấp cao chắc chắn không phải người tầm thường. Bình thường, khi mới vào nghề, luật sư sẽ thuộc cấp 1, sau đó cứ khoảng 1 đến 3 năm sẽ tăng một cấp bậc. Trở thành cấp 2 và cấp 3, sau khi lên đến cấp 6 có thể tăng cấp thành đối tác sơ cấp. Vậy nhưng điều kiện tối thiểu là phải kiếm được tiền triệu cho văn phòng luật. Thông thường, đối tác cấp cao sẽ là những đối tác có thể dẫn dắt một nhóm người. Yêu cầu thu nhập cho văn phòng sẽ càng cao hơn, tính theo cấp bậc của văn phòng luật sư Triệu Hòa, người như Đồng Lương Tài mỗi năm phải kiếm được cho văn phòng ít nhất 20 triệu trở lên. Thậm chí có thể hơn, quan trọng hơn cả, Đồng Lương Tài còn là luật sư trưởng của văn phòng luật sư Triệu Hòa. Được làm luật sư trưởng ở một văn phòng luật sư, chắc chắn không phải chuyện một đối tác cấp cao bình thường có thể làm. Có thể nói, ngoại trừ người điều hành văn phòng luật giữ chức vụ cao nhất. Còn lại mọi quyền lực đều thuộc về ông ta, được một đối tác cấp cao kiêm luật sư trưởng của văn phòng luật sư Triệu Hòa phục vụ miễn phí 10 năm. Ngoại trừ món đồ cổ trị giá 20 triệu loa, có lẽ Triệu Vĩnh An còn phải lôi thêm thể diện của mình ra nữa. Nếu không, với cấp bậc của Đồng Lương Tài, chắc chắn một năm không chỉ thu nhập 20 triệu, bởi vì ông ta nói rằng sẽ phục vụ suốt 24 giờ. Có thể coi như tương đương với luật sư riêng, Đồng Lương Tài và Đường Thế Minh, một văn một võ, bảo vệ Hoắc Khải, không cần nói cũng nhìn rõ được tấm lòng của Triệu Vĩnh An. Đối mặt với hai người này, Hoắc Khải vẫn im lặng, không phải vì không biết nói gì mà anh đang nghĩ, nói có nhiều đi nữa thì người cần nghe cũng đã chẳng còn. Ninh Thần lặng lẽ đặt tay lên lưng anh, cô cảm nhận được chồng mình đang run rẩy. Cô biết, người đàn ông này đang không được bình tĩnh, anh càng thể hiện ra sự bình thản, chứng tỏ nội tâm anh càng dậy sóng. Tài sản để lại của Triệu Vĩnh An quá nhiều, sắp xếp rất cẩn thận từ người đến đồ vật, nhận được sự giúp đỡ này, cho dù là thằng đần cũng có thể lên trời. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe chói tai. Người dân đứng bên ngoài linh đường hóng chuyện nhìn thấy ba chiếc xe sang như Rolls Royce và Maybach lao tới. Cửa xe vừa mở ra, bốn người của Miêu Nhất Khoa bước xuống. Khi nhìn thấy linh đường, khóe mắt bốn người lập tức đỏ hoe, bọn họ nhanh chóng chạy vào trong linh đường. Sau khi nhìn thấy quan tài thì đồng loạt quỳ gối, Đặng Vinh Hoa lớn tuổi nhất, cúi rạp người xuống đất, gào khóc thảm thiết, nước mắt rơi lã chã. Thầy ơi, học trò tới muộn rồi,
Ba người còn lại cũng giống thế, ai nấy đều nước mắt lưng tròng, không ngừng dập đầu, rất nhiều người đều bất ngờ trước phản ứng của bốn người này. Hầu hết chẳng ai biết thân phận của bọn họ, nhưng vẫn có ít người đọc tin tức, biết được rằng đây là bốn học trò nổi tiếng nhất của giáo sư Triệu. Điều này càng khiến bọn họ khó hiểu, không phải Triệu Vĩnh An cãi nhau với học trò rồi sao? 1-2 tháng sau khi ông cụ chuyển vào khu nhà này, ngoại trừ Hoắc Khải ra, hầu như không có ai khác đến thăm ông ấy, lúc ban đầu còn có người tới, sau đó chẳng thấy bóng ma nào nữa, ngay cả lúc ông ấy nhận được kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối cũng chẳng một ai hỏi han. Nên mọi người đều cho rằng chuyện cãi nhau là thật, nếu không, thầy giáo sắp chết đến nơi rồi, sao học trò còn không tới thăm hỏi chứ? Bây giờ, bốn người Đặng Vinh Hoa sắp dập bể cả ngực rồi, người đứng xem bàng hoàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 251 không xứng, gocchuyenaudio.com. Đồng Lương Tài nhìn Hoắc Khải ngồi đó bất động, đành phải đi đến đỡ đám người Đặng Vinh Hoa, nói, xin các vị hãy nén bi thương, tôi tin rằng giáo sư Triệu trên trời có linh, chắc sẽ mong các vị có thể nén bi thương để đưa tiện ông ấy. Cút con mẹ ông đi, đây là thầy của ông đây cứ muốn khóc đấy, ông cứ khóc cho thầy xem, cho thầy phải buồn lòng. Miêu Nhất Khoa đột nhiên ngoạc mồm ra chửi, đang yên đang lành, cứ phải làm khổ nhục cái gì cơ chứ, sao mà phải làm, thầy thì hay rồi, nằm thẳng cẳng đó mà đi, còn bọn em thì sao? Còn không thể gặp mặt thầy lần cuối, em, Miêu Nhất Khoa mắng mãi, rồi đột nhiên lại nghẹt mồm ra khóc om sòm, thầy đi mất rồi, sau này còn ai mắng bọn em nữa, em, mẹ kiếp nhà nó chứ, chẳng vui gì cả, một người đã ngoài 50 mà khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Trông quả thực có chút khôi hài, nhưng giờ phút này lại chẳng có ai dám cười ông ta. Cho dù là người đứng bên ngoài linh cữu, nghe tiếng gào khóc tê tâm liệt phế đó cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng của Miêu Nhất Khoa. Khổ nhục kế là do Triệu Vĩnh An chủ động đề ra. Thực ra lúc đó ông đã biết mình mắc phải ung thư giai đoạn cuối. Chính bởi vì vậy nên ông mới mong muốn mau chóng tìm được người kế thừa thích hợp. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy, một văn nhân thực sự không mong không cầu đáng lẽ không nên nghĩ đến việc truyền lại thế lực. Điều này không phù hợp với hình tượng nho nhã đó, nhưng Triệu Vĩnh An không phải chỉ là một văn nhân, ông ấy còn là một ông lão đầy thông tuệ, một đời này của ông có học trò khắp nơi. Nếu phải nói có hình tượng gì thì đó chắc chắn là đã dạy ra vô số học sinh vừa có tiền vừa có quyền. Mạng lưới quan hệ rộng lớn không phải là điều mà chính Triệu Vĩnh An mong muốn có được mà là do người khác gán ép cho ông ấy. Nói chính xác hơn thì ông trời cho Triệu Vĩnh An những thứ này. Cho dù ông ấy không muốn nhận thì cũng chẳng thể từ chối được. Trong mạng lưới quan hệ như thế này dính dáng đến lợi ích của vô số người. Triệu Vĩnh An có thể không tự mình dùng, nhưng ông ấy bắt buộc phải tìm một con nhện nhỏ có thể duy trì mạng lưới ấy. Nếu không, một khi mạng lưới này đứt, hoặc là không có người lãnh đạo, thì sẽ dẫn đến một chuỗi những rắc rối. Nếu nói Triệu Vĩnh An tìm người thừa kế cho mình, chẳng bằng nói ông ấy muốn tìm người có thể khống chế được học sinh của mình. Không để họ vì mất đi sự kiểm soát của thầy giáo mà làm ra quá nhiều chuyện vô pháp vô thiên. Từ điểm này mà nói thì Hoắc Khải giống như một thầy giáo dạy thay vậy. Miêu Nhất Khoa ngồi đó kêu trời khóc đất, cuối cùng bị Thượng Toàn Minh kéo sang một bên, còn Đặng Vinh Hoa thì lại đến trước mặt Hoắc Khải, nhìn anh một cách cao cao tại thượng, hoặc nói đúng hơn là đang đánh giá anh. Mấy người bọn họ chưa từng điều tra người mà thầy đã chọn. Bởi đó là sự lựa chọn của thầy, là học sinh, bọn họ nên tiếp nhận, chứ không phải nghi ngờ. Nhưng chuyện lần trước Hoắc Khải đi tìm Miêu Nhất Khoa bọn họ đều đã nghe nói. Chỉ từ điểm này thôi là Hoắc Khải đã rất hợp với khẩu vị của bọn họ. Uy quyền chẳng khuất phục, nghèo hèn không nhụt lòng, hai điều này anh đã làm rất tốt. Triệu Vĩnh An cả đời luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chưa từng cúi mình trước ai. Bọn họ đương nhiên cũng hy vọng người kế thừa của thầy không phá hỏng tư thái này. Ánh mắt đánh giá của Đặng Vinh Hoa làm Ninh Thần có chút căng thẳng. Cô ấy biết người đứng trước mặt này đây rất có thế lực. Không phải loại tiểu thương mới nổi như mình có thể so bì được. Hoắc Khải dường như cảm nhận được sự bất an của cô ấy. Anh ngẩng đầu hỏi, nhìn đủ chưa? Đặng Vinh Hoa dường như không ngờ câu đầu tiên của Hoắc Khải lại là lời trách cứ. Ông ta không hề tức giận, chỉ là sau khi hơi ngây ra thì nói, nếu luật sư Đồng vẫn còn ở đây, chứng tỏ cậu đã không phụ lòng mong mỏi của thầy, có điều cần phải nói rõ với cậu một chuyện. Trong tất cả di sản của thầy, còn có mạng lưới quan hệ của nhóm người bọn tôi, phần di sản này không thể đặt trên bề nổi, nhưng cậu chắc chắn phải biết rằng, cậu kế thừa di sản của thầy, sau này cũng là sư đệ nhỏ của mấy người chúng tôi. Sau này cho dù có gặp khó khăn gì đều có thể tới tìm bọn tôi. Cho dù có là vấn đề gì bọn tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết. Thanh âm của Đặng Vinh Hoa thuộc kiểu trầm ổn, thêm sự tự tin không gì bằng càng khiến cho người khác có vẻ an tâm vô cùng. Rất nhiều người đứng ngoài linh cữu nghe được những lời này, đều đưa mắt nhìn nhau rồi cả mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn với vẻ hối hận. Hóa ra lo chuyện hậu sự cho ông giáo sư còn có nhiều lợi ích đến vậy. Di sản mấy trăm triệu tệ thì thôi đi, lại còn được cả mấy người Đặng Vinh Hoa giúp đỡ, trong nước có ai không biết năng lực của mấy người này.
có lẽ xét riêng ra thì họ cũng không tính là quá giỏi giang. Nhưng kết hợp lại thì sức mạnh của họ có thể làm bất cứ ai cũng phải kiêng dè. Nếu không, khi tin bên lề nói Triệu Vĩnh An muốn tìm người kế thừa cũng sẽ chẳng có nhiều người trong các gia tộc. Các doanh nghiệp tấp nập chạy lại xung xoe đến thế, bây giờ tất cả lợi ích đều bị cái tên chỉ đến giúp giáo sư Triệu tưới hoa. Trồng rau mấy lần chiếm mất, quả thật làm họ hối hận chết đi được, sớm biết thế bọn họ đã dành làm hết rồi, đám người này đâu có biết, lý do cho dù Triệu Vĩnh An bị cười nhạo mấy tháng trời. Cũng phải quét sạch đám người bên cạnh, chính là vì muốn lọc ra những kẻ đầu cơ trục lợi giống họ. Trên thế gian này làm gì có nhiều nếu như đến vậy. Có những người đạt được những lợi ích hơn trời, cũng không phải chỉ toàn dựa vào vận may, những nỗ lực mà họ đã bỏ ra lúc trước, không phải ai cũng nhìn thấy được. Thực ra từ trước khi Đặng Vinh Hoa nói chuyện, Hoắc Khải đã đoán ra được hết thảy. Dựa vào trí thông minh của anh, sao có thể không nhìn ra được manh mối bên trong, nếu thật sự giữa thầy trò đã tranh cãi đến mức từ mặt. Đám người Miêu Nhất Khoa bọn họ có còn khóc đến thương tâm như thế nữa không? Tất cả những thứ này đều đã được sắp đặt sẵn. Sau này thì cảm thấy đơn giản đấy, nhưng lúc đó người bị sắp đặt lại ngu ngơ, được mấy ai có thể nhìn rõ vấn đề, cho dù có là Hoắc Khải, không phải cũng tin rồi hay sao? Nói thật lòng, nếu bảo Hoắc Khải không hề có chút phấn khích nào với những điều Đặng Vinh Hoa nói thì là nói dối. Khi anh mới tiếp cận Triệu Vĩnh An, thực ra cũng có ý chủ động lấy lòng ông giáo sư. Muốn mượn sức ảnh hưởng của ông để giúp mình tiến bộ nhanh hơn. Chỉ có điều cái tâm công danh lợi lộc của anh không mạnh như người khác. Cho nên dù Triệu Vĩnh An có làm ra vẻ chẳng còn gì thì anh cũng không vì vậy mà rời xa. Vì thế nên ngoài sức ảnh hưởng cá nhân, Hoắc Khải cũng rất kính trọng nhân cách của Triệu Vĩnh An. Bây giờ anh đã có được tất cả những gì mình muốn. Nhưng sau giây phút phấn khích ban đầu qua đi, anh lại không vui mừng như tưởng tượng, ngược lại trong lòng còn dần cảm thấy nặng nề, phần di sản này của ông giáo sư thật sự quá nặng. Đây nào phải là ông ấy tặng mình một món quà, nói thẳng ra đây là phó thác tất cả những gì đã có trong cuộc đời cho Hoắc Khải. Áp lực lớn như vậy thì cho dù có từng là ngôi sao hy vọng cũng sẽ cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Hơn nữa, có được càng nhiều, Hoắc Khải càng cảm thấy buồn bã, bây giờ anh chỉ hận không thể cho mình mấy cái tát. Rõ ràng tối qua đã cảm thấy bất an, tại sao lại không thể quay đầu lại chứ, tại sao lại phải đi, tại sao lại cảm thấy ngày hôm sau đến cũng không muộn. Anh chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về hướng di ảnh trước quan tài, khuôn mặt của Triệu Vĩnh An, mãi mãi giữ được nụ cười của ông ấy gần gũi. Yên bình như thế, cảm giác như vạn vật của thế giới này đều là con của ông ấy. Ông ấy dùng tất cả sức lực ôm trọn lấy thế giới này. Nhưng lúc ông ấy đi lại cô độc một mình, Hoắc Khải không thể tưởng tượng được, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ông ấy đã phải đau khổ đến mức nào, khi việc mà tất cả mọi người trên thế giới này đều sợ hãi xảy đến cái chết. Lại không có đến một người bên cạnh, cho dù có đối với ai mà nói thì đây cũng là việc bi thương đến cùng cực. Mà bản thân anh, rõ ràng có thể khiến ông ấy không cần bi thương như vậy. Lại bỏ lỡ mất cơ hội này, cho dù tối qua đi rồi, nếu hôm nay không đến công ty, thậm chí không vì liên hệ với Vương Vũ Hành mà bỏ lỡ nhiều thời gian đến thế trên thị trường cổ phiếu, thì có lẽ vẫn kịp đưa tiện ông ấy một đoạn, đáng tiếc là trên thế giới này không có nhiều nếu như đến vậy. Bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ rồi, nhưng những nếu như này, lại đại biểu cho sự ân hận và bi thương của Hoắc Khải. Anh cảm thấy mình không có tư cách tiếp nhận di sản của ông ấy. Bất kỳ một phần di sản nào đến tay đều giống như một cái tát lên mặt anh ấy. Có lẽ trong mắt người khác, anh là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với giáo sư Triệu. Tại lúc giáo sư khốn đốn nhất vẫn không rời xa, tại lúc không ai quan tâm lại chủ động giúp ông ấy lo hậu sự. Chỉ có Hoắc Khải biết, anh đã sai rồi, sai lầm rất lớn, cho nên, anh nhìn Đặng Vinh Hoa, nói, tôi không có tư cách trở thành người kế thừa của giáo sư Triệu. Cũng không có tư cách làm sư đệ nhỏ của các ông. Cho nên, tất cả những điều này coi như chưa từng xảy ra, tôi, mẹ khiếp, cậu thử nói một câu nữa cho tôi xem. Miêu Nhất Khoa đột nhiên xông qua như phát điên, túm một phát lấy cổ áo Hoắc Khải, mắng, thầy đã vì ngày hôm nay mà đến cả ung thư giai đoạn cuối cũng không dám nói cho người khác. Thầy khổ tâm bày bố ra tất cả những thứ này chính là để có thể để lại một người kế thừa. Bây giờ cậu lại nói với tôi là câu không cần, cậu nói lại lần nữa xem, có tin ông đây vặn đầu cậu xuống luôn không? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 252, rầm rộ, góc chuyện audio.com, dáng vẻ của Miêu Nhất Khoa quá khủng khiếp, khiến cho Ninh Thần bị dọa sợ. Cô dùng hết sức mình để đẩy ông ta, ông đừng như thế, đừng. Đặng Vinh Hoa và Thượng Toàn Minh cũng tiến lên trước. Kéo Miêu Nhất Khoa ra, Thạch Đông Phong lại nhìn Hoắc Khải, nói, tôi không quan tâm cậu thật lòng nghĩ như thế hay là có ý khác nhưng nếu thầy đã cho cậu quyền thừa kế. Cậu nhận thì tốt còn không muốn thì vẫn phải nhận nó. Cậu có thể không thừa nhận nhưng mấy người chúng tôi sẽ đối xử với cậu như một người em. Hôm nay là ngày thầy quy tiên, tôi hy vọng không có bất kỳ người nào khiến thầy ấm ức. Thạch Đông Phong nói chuyện không hung hăng như Miêu Nhất Khoa. Nhưng giọng điệu của ông ta thì lại rất cứng rắn, vì Ninh Thần là một phụ nữ nhưng lúc này cũng cảm thấy tức giận,
nào có chuyện như vậy, chúng tôi không muốn nhận lợi ích thì cũng là tội sao? Hoắc Khải nhìn Thạch Đông Phong, sau đó lại nhìn di chúc của Triệu Vĩnh An, cuối cùng gục đầu xuống, tiếp tục ôm bài vị trong tay và nói, tôi cũng không muốn khiến ông ấy ấm ức. Thạch Đông Phong không rõ ý trong câu nói này của anh. Rốt cuộc là đã thừa nhận thân phận hiện tại của mình hay chưa? Nhưng ông ta không hỏi tới cùng mà cũng lời nghĩ, vừa rồi đã nói, cho dù Hoắc Khải nhận hay không thì họ cũng phải nhận. Vì đây là việc cuối cùng mà Triệu Vĩnh An làm trước khi tạ thế. Đừng nói là lưu lại một người thừa kế, nếu ông ấy muốn sao trên trời, mấy người họ cũng sẽ nghĩ cách thỏa mãn tâm nguyện cho ông ấy. Còn bây giờ, Thạch Đông Phong cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, ông ta chỉ hy vọng thầy có thể đi một cách thanh thản. Sau khi bốn người này tới thì nhiều người khác cũng ùn ùn kéo tới. Hầu hết đều là học sinh của Triệu Vĩnh An, khổ nhục kế chỉ có bốn người Miêu Nhất Khoa biết, những người khác không rõ nội tình. Sau khi bốn người này ồn ào với Triệu Vĩnh An thì họ cũng chọn lựa im lặng. Vì bốn người này là những nhân vật quan trọng nhất trong mạng lưới quan hệ. Từ điểm này có thể thấy, Triệu Vĩnh An cũng coi như là biết dùng người, ít nhất ông ấy cũng biết ai có thể thật sự giữ bí mật. Ai có thể giúp ông ấy hoàn thành cho cục diện mà mình mưu tính. Tin tức Triệu Vĩnh An qua đời được luật sự đại diện Đồng Lương Tài thông báo cho mấy người Đặng Vinh Hoa đầu tiên. Sau khi bốn người biết thầy đã qua đời thì cũng lập tức báo tin vào trong nhóm bạn học. Lời nói của Miêu Nhất Khoa đơn giản nhất và cũng trực tiếp nhất. Bất kể là bây giờ mọi người đang làm gì, cho dù có đang tiếp tổng thống thì cũng phải đến được đây trước khi mặt trời lặn. Nếu không sau này đừng để tôi nhìn thấy, ai cũng biết, Miêu Nhất Khoa là người làm việc không kiêng dè ai và cũng là người có tiếng là nói được làm được nhất trong đám bạn bè. Ông ta nói không muốn nhìn thấy ai, thì người đó tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không nhẹ nhất cũng là bị đánh đập, còn nặng hơn nữa thì khiến họ phá sản, sau này hết đường làm ăn thì cũng bình thường. Trích lời mà ông ta đã nói là, ông đây kiếm được nhiều tiền như thế, trèo lên địa vị cao như thế để làm gì? Để ngắm à? Thế là từ mọi miền đất nước, những chiếc xe hào nhoáng dùng tốc độ nhanh nhất lần lượt tới đây. Nếu khoảng cách thật sự quá xa thì ngồi máy bay tới. Không có vé máy bay thì đi tàu cao tốc, đến tàu cao tốc cũng không có thì đúng là khóc không ra nước mắt. Không ai ngờ được Triệu Vĩnh An lại bỗng nhiên qua đời. Lại càng không nghĩ tới, mấy người Miêu Nhất Khoa mấy tháng trước còn chẳng thấy ỏ ê gì. Bây giờ đột nhiên lại đổi thái độ, những chiếc xe sang lần lượt đi vào khu chung cư, từng nhân vật danh tiếng lừng lẫy xuống xe, họ đi vào linh đường. Nhìn thấy Miêu Nhất Khoa và những người khác đang ngồi quỳ ở một bên với vẻ mặt u ám. Cũng nhìn thấy Hoắc Khải đang ôm bài vị ngồi dưới đất. Mỗi người đến đều dập đầu, đốt tiền giấy, sau đó mấy người Đặng Vinh Hoa chủ động giới thiệu ngắn gọn về Hoắc Khải. Không cần nói dài dòng, chỉ cần một câu đây là em của chúng tôi thì đã đủ để những người này kinh ngạc. Những người nghe câu nói này, gần như ngay lập tức hiểu ra rằng, bọn họ đã bị lừa rồi, cái gọi là quan hệ thầy trò rạn nứt chỉ là chuyện hoang đường. Khi tất cả mọi người đều tránh xa Triệu Vĩnh An thì ông ấy lại bí mật nhận người học trò cuối cùng. Hơn nữa, theo thái độ của mấy người Đặng Vinh Hoa có thể thấy, người gọi là em này chắc chắn chính là người thừa kế chỉ có trong truyền thuyết sẽ tiếp nhận mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu. Anh ta là ai, tại sao có thể được Triệu Vĩnh An xem trọng đến thế? Những nghi ngờ này, họ chỉ dám kìm nén ở trong lòng mà không ai dám mở miệng hỏi. Bởi vì sau khi họ ý thức được đã bị Triệu Vĩnh An lừa rồi thì sự hổ thẹn và bất an trong lòng khiến họ không dám nhiều lời. Chính là họ, sau khi thấy tình thế thay đổi đã chủ động xa cách Triệu Vĩnh An. Bây giờ biết mấy người Miêu Nhất Khoa không hề lật mặt với Triệu Vĩnh An thì những gì họ làm là không đúng rồi. Nếu đã làm sai, vậy thì thành thật hầu hạ ở bên cạnh, nói nhiều lời thừa thãi, rất dễ gọi đòn. Những người dân trong khu chung cư, nhân viên quản lý đều tỏ ra vẻ kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra. Một ngày trước, nhà giáo sư Triệu vẫn còn vắng tanh như chùa Bà Đanh thế mà bây giờ đã có một đám người chen chúc trong linh đường. Trong số những người này, phần lớn đều có thể nhìn thấy trên các bản tin thời sự mà người kém nhất thì cũng là nhân viên cao cấp thu nhập hàng triệu tệ một năm. Những chiếc xe sang nối đuôi nhau, chiếm hết chỗ để xe của khu chung cư, còn nhiều xe đến sau thì khi nhìn thấy cảnh này cũng không dám làm tắc đường mà vội vàng quay đầu xe ra. Sau đó đi bộ vào, vòng hoa chất đầy ba vòng trong, ba vòng ngoài vây quanh linh đường, không biết bao nhiêu tiền vàng đã được đốt cháy hết, đến khi mặt trời xuống núi thì số lượng người đã tới không dưới 700 người. Nếu cộng thêm cả thư ký, lái xe thì lại càng nhiều hơn, nhiều người đến như vậy khiến cho cơ quan chấp pháp phải thận trọng cử người đến giữ gìn trật tự. Tuy rằng người đến đều là nhân vật tinh anh nhưng dù sao cũng nhiều người như vậy. Khó tránh được xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi công an giữ trật tự đến thì linh đường của Triệu Vĩnh An trở nên quy củ và thuận lợi hơn nhiều. Giới truyền thông nhận được tin sau cùng, khi vừa bắt đầu tiến vào khu vực tổ chức tang lễ thì tranh nhau đưa tin về những việc diễn ra trong linh đường. Mấy người Đặng Vinh Hoa cũng không ngăn lại. Trong mắt họ, toàn thế giới đều phải kính trọng thầy. Đến nay, thầy đã quy tiên rồi thì đương nhiên phải khiến càng nhiều người biết để còn tưởng nhớ đến sự ra đi của ông ấy. Theo tin tức của giới truyền thông, những người ngoài không phải quan hệ thầy trò,
Bạn học cũng dần dần biết đến chuyện này, tuy họ biết tin muộn một chút, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Vô số người đang vô cùng hối tiếc, giờ phút này chỉ có thể vội vàng chạy không ngừng đến đây. Họ đã bỏ lỡ cơ duyên trở thành người thừa kế của Triệu Vĩnh An thì đương nhiên không thể tiếp tục bỏ qua cơ hội xung xoe mấy người Đặng Vinh Hoa. Dù mặt trời đã xuống núi nhưng vẫn có rất nhiều người đến viếng. Nếu là học sinh của Triệu Vĩnh An thì đương nhiên sẽ bị Miêu Nhất Khoa hung hăng mắng cho một trận. Còn nếu là người ngoài thì cúi lại, đốt tiền vàng xong thì cũng bị đuổi ra ngoài. Dù sao, Miêu Nhất Khoa cũng chán không muốn nói nhiều với những người này. Mặt mũi lớn đến đâu mà bắt người ta phải đợi, còn cho đốt tiền vàng là tôi đã nể mặt lắm rồi đấy. Những học sinh đến muộn thì cũng không dám đi, một khi đi rồi thì có khả năng sẽ bị loại khỏi mạng lưới quan hệ này. Mà những người ngoài thì cũng không dám đi, họ còn rất nhiều vụ làm ăn đều phải liên quan đến mạng lưới quan hệ này. Bây giờ mà đi thì sau này làm thế nào? Cho nên, số lượng người tập trung ở nơi này ngày một nhiều, đến sáng sớm ngày thứ hai đã có 1-2 nghìn người đến viếng. Nhiều người như vậy chen chúc chật cứng trong sân chung cư. Tiếng đồn càng lúc càng lớn khiến báo chí trong và ngoài tỉnh đều phải chạy tới. Âm thanh phát ra từ những chiếc máy ảnh lách tách nhưng phóng viên muốn vào phỏng vấn thì lại bị mấy trăm học sinh ngăn lại. Nếu là người bình thường ngăn cản thì mấy vị phóng viên này sẽ dùng danh nghĩa quyền tự do ngôn luận để tranh chấp vài câu. Nhưng bây giờ, họ không dám hé môi nói một lời. Đây là học sinh của Triệu Vĩnh An, trong kia có 4 nhân vật chủ chốt. Hơn nữa, hôm nay là ngày đưa tang, người Hoa Hạ từ trước đến nay đều rất dễ sinh lòng đồng tình và thiên vị ở mặt này. Hôm nay mà ông dám gây chuyện vậy thì bị đánh cho tơi bời cũng không có chỗ mà kêu oan. Cho nên, phóng viên chỉ có thể ở bên ngoài chụp ảnh hoặc tìm những người dân tìm hiểu tình hình. Qua đó mà họ được biết một sự thật đáng kinh ngạc. Một người trẻ tuổi tên là Lý Phong, thường xuyên đến thăm giáo sư Triệu, tưới hoa, mua thức ăn làm cơm cho ông ấy. Mà bây giờ, cũng chính người này thừa kế toàn bộ tài sản của giáo sư Triệu. Nghe nói con số lên đến mấy tỷ, kiểu truyền miệng này rất dễ bị làm quá lên, tài sản của Triệu Vĩnh An bị nói quá tăng lên gần 10 lần. Nhưng trong mắt những phóng viên này, thì đây không phải là chuyện quá ghê gớm, nếu có thể đạt tới con số mấy chục tỷ thì càng tốt. Cho nên, họ dứt khoát ghi lại những điều này, dù sao thì người nào chẳng thích hóng hớt, ai biết thật hay giả, con số càng phóng đại thì càng có người muốn xem. Trong 3 ngày, người đến viếng cũng đến mấy ngàn người, đến ngày thứ 3 là ngày đưa tang thì đã có gần 3.000 người. Trong đó học sinh của Triệu Vĩnh An chiếm 70, còn lại là những người ngoài có quan hệ với họ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 253, sóng gió. gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, toàn thành phố này cũng chưa từng thấy lễ tang nào rầm rộ như vậy. Gần như tất cả mọi người đều bàn luận về chuyện của giáo sư Triệu. Mà sau khi càng nhiều người biết tin này xong thì lại càng ngưỡng mộ người trẻ tuổi được thừa kế tài sản của giáo sư. Mấy tỷ đấy không phải là phất rồi sao? Khi thi thể của Triệu Vĩnh An được đẩy vào phòng hỏa táng thì khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng khóc khiến nhân viên của nhà tang lễ cũng phát run. Đẩy xe không dám đẩy quá nhanh mà cũng không dám đẩy quá chậm. Đẩy nhanh thì sợ bị những người này mắng cho, mà đẩy chậm thì cũng sợ bị ăn mắng. Thậm chí, lúc hỏa thiêu, họ cũng không dám có chút sơ sót nào. Cẩn thận từng ly từng tí, thiêu nửa ngày mới mang cho cốt ra. Hộp đựng cho cốt là do mấy người Đặng Vinh Hoa bỏ tiền ra mua gỗ trầm hương quý giá để tạo thành. Giá trị không nhỏ, theo tính cách của Triệu Vĩnh An thì ông ấy không thích những thứ quá đắt tiền. Tuy rằng, ông ấy sưu tầm rất nhiều cổ vật, nhưng chủ yếu là để thưởng thức chứ không phải để dùng. Sau khi chết cũng đều quyên tặng cho quốc gia, những thứ giữ lại đều là đồ quý báu do tổ tiên truyền lại. Trong lúc nói chuyện với Đặng Vinh Hoa, Hoắc Khải chắc chắn phán đoán của mình không sai, từ việc nhà bị cháy đến việc bị học sinh lật mặt đều là do ông ấy tự biên tự diễn. Nói ra thì chuyện này thật sự có vi phạm pháp luật ở một mức độ nhất định. Dù là nhà của mình nhưng cháy lớn như thế cũng rất dễ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ đó cũng là lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời của Triệu Vĩnh An. Nhưng người đã chết rồi, ai còn đi truy cứu hành động của ông ấy nữa, cho dù biết hay là không thì cũng đều phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Hộp cho cốt không được chuyển tới nhà tang lễ, cũng không giải ra sông lớn mà theo nguyện vọng của ông ấy khi còn sống là được nằm cùng với tổ tiên ở trong nhà thờ tổ. Đáng tiếc, nhà thờ tổ cũ bị cháy rồi nên qua một cuộc thương lượng. Cuối cùng Hoắc Khải giao dự án xây lại nhà thờ tổ ở vị trí cũ và tu sửa lại viện bảo tàng quy mô nhỏ cho Phương Xương Thịnh. Theo giá cả thị trường, dự án này ít nhất cũng phải tốn mấy triệu đến chục triệu tệ. Nhưng trong tình hình này, thì sao Phương Xương Thịnh dám lấy tiền, gã vung tay tuyên bố sẽ làm miễn phí, nhưng, gã muốn làm miễn phí thì mấy người Đặng Vinh Hoa cũng sẽ không đồng ý. Không phải là họ không bỏ ra được số tiền này, tự nhiên nhận ân huệ này của gã làm gì chứ. Cuối cùng, Phương Xương Thịnh cũng nghe theo lời khuyên của Hoắc Khải. Nhận giá gốc là hơn 4 triệu, cho cốt của Triệu Vĩnh An đã được chôn ở vị trí đã định trong nhà thờ tổ. Không có bia mà chỉ là một bài vị, họ dự định sau khi tu sửa nhà thờ tổ xong thì sẽ để cùng bài vị của tổ tông. Trước khi đó thì chỉ có thể để ông ấy chịu ấm ức một chút.
Nghiêm túc mà nói thì trong khu vực thành thị không được phép xử lý cho cốt như vậy. Nhưng Triệu Vĩnh An có địa vị cao như thế nào, đây lại là nhà của ông ấy, thuộc về đất tư nên người ta xử lý như thế nào thì cũng không ai quản lý được. Hơn nữa, coi như muốn quản thì ai dám quản chứ, một tang lễ mà mấy nghìn người tham gia, nhân vật lớn như thế ai dám tranh thắng thua. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới chân thực hiểu được, uy danh của Triệu Vĩnh An rốt cuộc là cao đến mức nào. Lúc này, tang lễ của ông ấy đã gần như hoàn thành, nhưng mấy người Đặng Vinh Hoa cũng không rời đi ngay mà định ở lại đợi qua tuần đầu mới đi. Tuần đầu là một ngày rất quan trọng trong tang lễ ở Hoa Hạ. Người xưa cho rằng, linh hồn của người chết sẽ quay về nhà vào ngày giỗ đầu. Trước khi linh hồn quay về thì người nhà nên chuẩn bị một bữa cơm cho họ ăn. Sau đó đốt một cái thang, những linh hồn ăn cơm xong thì sẽ leo bằng cái thang đó lên trời. Đương nhiên, bây giờ, ngày giỗ đầu cũng đã trở nên đơn giản hơn, thường chỉ đốt chút tiền vàng là xong. Hoắc Khải cũng không nghiên cứu quá nhiều về các nghi lễ tổ chức đám tang. Nhưng anh hiểu được tầm quan trọng của những tập tục này đối với con người. Sau khi tang lễ kết thúc, dù Hoắc Khải đi đến đâu thì những người quen biết anh đều nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Đa số đều là ngưỡng mộ và đố kỵ, sự phóng đại của giới truyền thông với con số tài sản khiến trong lòng họ. Hoắc Khải trở thành một người vô cùng ăn may, chưa nói đến những người bình thường, đến cả Cơ Sương Minh, sau khi gặp Hoắc Khải thì đầy vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ. Kéo anh lại, hỏi xem có phải anh được thừa kế mấy tỷ hay không? Nên biết, tài sản của cả nhà họ Cơ cũng chỉ có mấy tỷ tệ mà thôi. Nếu Hoắc Khải thật sự thừa kế nhiều tiền như thế, thì khác gì trong tay tự nhiên có sản nghiệp sánh ngang nhà họ Cơ. Do đó, Hoắc Khải đương nhiên phủ nhận thông tin đó, anh không từ chối việc mình thừa kế tài sản của Triệu Vĩnh An nhưng cũng không giải thích rằng bản thân anh không coi những thứ đó là của mình. Có một số việc tốt làm rồi không cần để lại tên. Không phải vì cao thượng gì đó mà là vì không có ý nghĩ. Hoắc Khải không muốn tăng thêm phiền phức, bị người tính kế mà anh chỉ muốn sống thật tốt, hoàn thành mục tiêu của mình mà thôi. Nhưng ngoài phương diện tiền bạc thì mạng lưới quan hệ của Đặng Vinh Hoa, Miêu Nhất Khoa và những người khác cũng là một loại tài sản. Chính điều này khiến cho rất nhiều người thay đổi thái độ đối với Hoắc Khải. Một trong số đó là đại diện cho nhà họ Cơ, Cơ Xuyên Hải. Cơ Xuyên Hải không đến tham gia tang lễ, nhưng ngày đưa tang thứ hai thì ông ta đích thân đến gặp Hoắc Khải. Ông ta đến với tư cách đại diện của nhà họ Cơ, cũng thay mặt Cơ Trấn Hùng và những thành viên cấp cao khác tỏ ý hỏi thăm Hoắc Khải. Thái độ quá nhiệt tình khiến cho Cơ Hương Ngưng nhìn thấy cũng không nén được muốn cười. Trước đây, tuy rằng Cơ Xuyên Hải đối với Hoắc Khải rất khách sáo nhưng đó là do xem trọng năng lực của người này. Nhưng bây giờ, thái độ mà Cơ Xuyên Hải biểu hiện ra là sự bình đẳng, ngang hàng, thậm chí còn có chút lấy lòng. Về điểm này, Hoắc Khải cũng không thấy có gì không tốt, phong thái của nhà họ Cơ càng thấp thì việc anh muốn làm mới càng dễ dàng. Cho dù Hoắc Khải không muốn lợi dụng Triệu Vĩnh An đã mất để tạo tiếng tăm, nhưng một khi giới báo chí có hứng thú với ai đó thì thật sự sẽ nghĩ mọi cách để đào mộ ba đời tổ tiên nhà anh lên. Trợ lý của tổng giám đốc công ty con nhà họ Cơ, người đại diện pháp luật của công ty Hy Vọng Mới, người sáng lập ra hoạt động toàn dân giảm cân, với sự tuyên truyền của báo chí, tất cả những thông tin này của anh đều được rất nhiều người biết đến. Có lẽ, nhiều người cũng không có hứng thú với Hoắc Khải cho lắm. Nhưng khi liên tưởng tới tang lễ của ông lão có mấy ngàn người tham gia thì cũng cảm thấy đáng xem. Cũng vì điểm này mà có một lượng lớn khách hàng truy cập vào cửa hàng Tao Bao để tìm hiểu. Mấy ngày liên tục, lượng khách ghé thăm hàng ngày của cửa hàng Tao Bao tăng lên gấp nhiều lần. Doanh số bán hàng cũng chính thức phá vỡ kỷ lục 500.000 tệ. Những người đến hóng hớt có lẽ cũng không muốn mua sản phẩm giảm cân. Nhưng mà đồ ăn kiêng vận chuyển toàn quốc trong vòng 20 giờ lại khiến họ cảm thấy tò mò. Nhất là khi trong mấy chục ngàn bình luận thì gần như không có phản hồi không tốt nào. Toàn bộ đều là những lời khen ngợi, tràn đầy một sắc xanh, trực tiếp phát sóng tại bếp nấu ăn cùng với việc thỉnh thoảng có Ninh Thần ra mặt khiến mọi người rất kinh ngạc. Vợ của vị tổng giám đốc này thật xinh đẹp, đây cũng là lý do thu hút người đến thăm cửa hàng Tao Bao. Cho nên mới nói, thời thế tạo anh hùng, có một số người không muốn nổi tiếng, nhưng lại cứ phải nổi bật, dường như tất cả sự may mắn đều đến với họ, thấy doanh số của các sản phẩm giảm cân và đồ ăn kiêng đều có xu hướng tăng lên với tốc độ kinh người. Mấy người Mục Thế Thiệt vui muốn ngất luôn. Đồ uống giảm cân đã phát triển xong, đang tiến hành chào bán ở ven đường thử xem hiệu quả. Chào bán ở ven đường chính là đứng bên đường mời những người đi đường uống thử. Mỗi người uống thử một ngụm sau đó hỏi ý kiến của họ. Trước mắt, phản hồi khá tốt, đa phần đều khá thích mùi vị của nó mà đồ uống này lại rất ít calo khiến họ càng thích thú. Sau khi chào bán thử sản phẩm kết thúc, họ tìm một nhà máy sản xuất đồ uống chuyên nghiệp để sản xuất là có thể xuất bán ra thị trường. Việc này phải hoàn thành trong vòng 2 tuần. Có thể thấy, thời gian khá gấp gáp, tất cả nhân viên trong công ty giáp tử đều bận sức đầu mẻ trán. Nhưng không ai kêu khổ kêu mệt, bây giờ, họ đều đã thấy tiềm lực của công ty, đến cả những cổ đông trước đây ầm ĩ đòi đi thì bây giờ cũng không dám hé miệng nói gì. Doanh số một ngày 500.000,
hơn nữa xu thế tăng trưởng không hề suy yếu. Không ai có thể biết được, thành tích của cửa hàng Taobao này có thể đạt đến mức độ nào. Chưa nói đến điều gì khác, chỉ nguyên độ nổi tiếng do hoạt động lần này đem đến cho công ty đã là vô giá. Nếu bây giờ công ty Giáp Tử đồng ý chuyển nhượng tên công ty thì sẽ có người bằng lòng bỏ ra mấy trăm triệu để mua. Tóm lại, bước đầu Hoắc Khải đã khiến những người ở công ty này biết được rằng họ chọn ở lại công ty là một quyết định sáng suốt. Mặt khác, bây giờ Vương Trường Tín cũng đang sức đầu mẻ chán, nhưng không giống như mấy người Mục Thế Kiệt, người đàn ông kinh doanh dược phẩm quốc tế đang đau đầu vì giá cổ phiếu của công ty mình rất giá thảm hại. 3 ngày trước, một lượng tiền lớn đột nhiên được rót vào, một số lượng cổ phiếu có giá trị hơn 100 triệu cũng khiến cho giá cổ phiếu tăng lên mười mấy điểm. Vốn dĩ, điều này khiến Vương Trường Tín rất vui vẻ, không quan tâm khoản tiền này sao lại được rót vào nhưng có thể tăng giá cổ phiếu thì đó là chuyện đáng mừng. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 254, nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Xét cho cùng, bản thân ông ta kiểm soát hơn 30 cổ phần của công ty, nên giá cổ phiếu càng cao thì tài sản cá nhân của ông ta cũng càng cao. Tuy nhiên, khi thị trường mở cửa vào sáng sớm hôm sau, một lượng lớn lệnh mới đã xuất hiện trên sàn giao dịch. Ước chừng khoảng 100.000 lô lớn, niêm kín sàn của phiên giao dịch, biên độ giảm 30, trực tiếp khiến cho Vương Trường Tín phải choáng váng. Ông ta hoàn toàn không hiểu, làm sao giá cổ phiếu lại giảm như thế này. Ủy ban điều tiết chứng khoán cũng đã gọi điện để hỏi xem có điều gì bất ổn xảy ra với công ty hay không. Vương Trường Tín hoang mang tột độ, rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, công việc kinh doanh đều ổn cả. Ông ta phải tìm xem lệnh lớn 100.000 lô đó đến từ đâu và do ai thực hiện. Chiều hôm đó, cấp dưới của ông ta mới phát hiện ra, nguồn tiền đến từ tài khoản cao cấp của một tổ chức môi giới ở một nơi khác. Nhưng đó cũng là những điều duy nhất mà họ có thể điều tra ra. Vì thông tin của các khách hàng lớn luôn được bảo mật. Một công ty trên NEQ đơn giản là không có quyền công bố thông tin của các khách hàng. Trong cả ngày hôm đó, giá cổ phiếu bị chốt chặt ở mức sàn, cho đến cuối phiên giao dịch mà vẫn còn gần 80.000 lô. Qua đến ngày hôm sau, tình hình vẫn không khả quan, lần này, ngay cả một số nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tham gia vào NEQ cũng đang điên cuồng bán ra. Không ai biết công ty dược phẩm Trường Tín đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cổ phiếu của công ty này đã 2 ngày liền giảm kịch sàn. Nếu nói công ty chưa hề gặp phải rắc rối gì thì chắc chỉ có quỷ mới dám tin. Vương Trường Tín như muốn phát điên, ông ta chỉ có thể tìm đủ mọi cách, lợi dụng tất cả các mối quan hệ của mình để cố gắng tìm ra kẻ nào đang đánh sập giá cổ phiếu của công ty mình. Chỉ trong 2 ngày, tài sản của ông ta đã giảm đi một nửa, đứng vào tình cảnh này thì không ai có thể bình tĩnh được. Sau đám tang của Triệu Vĩnh An cũng chính là ngày thứ 3 liên tiếp mà giá cổ phiếu của công ty dược phẩm Trường Tín giảm mạnh. Vương Vũ Hành cũng không hành động hấp tấp mà chỉ sử dụng 20.000 lô để gây áp lực lên biên độ giảm. Rơi vào khoảng 7 đến 8, sau đó cậu ta gọi cho Hoắc Khải, thì biết giá cổ phiếu của công ty dược phẩm Trường Tín đã giảm gần 60. Hoắc Khải cũng không quá ngạc nhiên vì anh đã biết Vương Vũ Hành có thể thực hiện được yêu cầu của mình. Đối với những hành động tiếp theo, Hoắc Khải cũng đã nghĩ đến rồi, anh nói với cậu ta, cứ giữ áp lực như thế là được rồi, chưa cần mạnh tay quá, chuyện sau này cần làm gì, tôi sẽ cho cậu biết sau, ngay cả NEQ cũng phải được giám sát bởi Ủy ban điều tiết chứng khoán. Giá cổ phiếu đột nhiên giảm một nửa giá trị thị trường chỉ trong 2-3 ngày có nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Hoắc Khải cũng không muốn gây ra quá nhiều rắc rối, chỉ cần giá cổ phiếu có thể áp chế đến mức đó. Mọi chuyện khác đều rất dễ nói. Vương Vũ Hành ở đầu dây bên kia cũng không hỏi thêm nhiều. Chỉ nói, khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhanh thì 2 tuần, chậm thì 1 tháng, Hoắc Khải đáp, Vương Vũ Hành ậm ừ, cũng chẳng thúc giục, có thể gặp được thầy, đừng nói là 1 tháng, dù cho phải chờ 1 năm cũng không thành vấn đề. Ban đầu, Hoắc Khải cũng có ý muốn từ từ rèn luyện Vương Vũ Hành. Nhưng cái chết của Triệu Vĩnh An đã khiến cho tinh thần của anh chịu đả kích không nhỏ. Cũng khiến cho anh dần dần chấp nhận đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề. Thật sự thì nếu bây giờ Hoắc Khải muốn chấn chỉnh Vương Trường Tín, anh chỉ cần nói chuyện với bọn người Miêu Nhất Khoa một câu là được. Với thế lực của bọn họ, việc chấn chỉnh một công ty nhỏ vẫn còn phải đang miệt mài hoạt động trong NEQ chỉ là chuyện dễ như chơi. Nhưng Hoắc Khải không làm vậy, bởi vì mạng lưới quan hệ của Miêu Nhất Khoa quá mạnh, nên không thể dễ dàng sử dụng con át chủ bài này. Dùng dao mổ trâu để cắt cổ gà thì quá lãng phí. Đối phó với kẻ tiểu nhân dùng cách này là quá đủ rồi. Anh nghĩ ngay cả việc anh yêu cầu Vương Vũ Hành ép giá cổ phiếu xuống cũng đã xem như là quá xem trọng kẻ tiểu nhân kia rồi. Về phần làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ giải quyết chuyện này? Hoắc Khải cũng đã dùng đủ mọi thủ đoạn, và một trong những thủ đoạn quan trọng nhất chính là nhờ đến lực lượng blogger mạng chuyên lên bài theo yêu cầu người thuê. Vài giờ sau, cánh cửa văn phòng của Vương Trường Tín bị thư ký hốt hoảng đẩy ra. Chủ tịch, không hay rồi, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của người thư ký càng khiến cho Vương Trường Tín đang có tâm tình không tốt lại càng thêm bực bội mà mắng. Đứng đó mà nói năng cho đàng hoàng,
hốt hoảng cái gì, đột nhiên có rất nhiều tin tức trên mạng nói rằng sự hợp tác của chúng ta với công ty dược phẩm Derek đã xảy ra vấn đề. Nói rằng nguyên liệu của chúng ta đã sắp hết hàng, và việc hợp tác với công ty dược phẩm Derek sẽ bị ngưng lại. Vì vậy nên giá cổ phiếu mới giảm mạnh, thư ký vừa nói vừa đưa laptop trên tay cho Vương Trường Tín. Những tin tức này không chỉ đến từ các nguồn trong nước, mà còn đến từ nước ngoài. Một số người thậm chí còn đến để lại bình luận dưới trang của công ty dược phẩm Derek. Sắc mặt Vương Trường Tín ngay lập tức thay đổi, nhanh chóng lấy laptop xem, đúng như lời thư ký vừa nói. Trên mạng tràn ngập những tin tức như vậy, khu vực bình luận trên trang web chính thức của công ty dược phẩm Derek. Những người không biết từ đâu ra cũng đang ra sức bình luận. Khốn kiếp, điều tra ngay cho tôi ai đã làm chuyện này, và mau báo cảnh sát, Vương Trường Tín tức giận nói. Giá cổ phiếu giảm mạnh, cộng thêm đám người đang tung tin đồn thất thiệt trên mạng này. Rõ ràng đang có người muốn chơi ông ta, đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Trường Tín cầm lên xem, sắc mặt đột nhiên xa sầm, đây là cuộc gọi đường dài quốc tế, số hiện lên là của người chịu trách nhiệm liên hệ với công ty dược phẩm Trường Tín bên công ty dược phẩm Derek. Sau khi hít thở sâu vài lần, Vương Trường Tín nhấn nút kết nối cuộc gọi và cố gắng làm cho giọng điệu của bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, người của công ty dược phẩm Derek cũng không cho ông ta quá nhiều thời gian để nói mấy câu xã giao. Ngay lập tức hỏi ông ta về nguồn cung cấp nguyên liệu của công ty. Liệu chúng có thể được giao bình thường trong quý này hay không? Vương Trường Tín đương nhiên phủ nhận những tin đồn đó, nhưng những người ở công ty dược phẩm Derek đều không tin. Bọn họ đã gọi điện đến đây thì ngoài việc tra hỏi, bọn họ còn đưa ra một yêu cầu bổ sung, tức là trong vòng một tuần, tất cả các nguyên liệu thô cho quý này phải được cung cấp đầy đủ. Một tuần, nhưng chúng tôi còn một ít nguyên liệu chưa mua được. Như vậy, bên kia hoàn toàn không có ý thảo luận, lời nói ngắn gọn mà mạnh mẽ. Nếu thực hiện được yêu cầu này thì tiếp tục hợp tác. Còn nếu không hoàn thành thì bọn họ sẽ đổi đối tác và có quyền kiện công ty dược phẩm Trường Tín vi phạm hợp đồng. Điều này đã dọa cho Vương Trường Tín sợ chết khiếp, cần biết rằng các hình phạt truy tố nước ngoài là rất nặng. Nhiều công ty trong nước làm ăn có lãi quanh năm, nhưng chỉ vì bị kiện một lần, mọi nỗ lực của họ đều có thể trở thành công cốc. Điều quan trọng nhất phải kể đến, công ty dược phẩm Derek chính là đối tác quan trọng nhất của công ty dược phẩm Trường Tín. Phần lớn lợi nhuận hàng năm đều đến từ công ty dược nước ngoài này. Nếu việc hợp tác bị ngưng lại, chưa tính đến việc phải trả những khoản tiền bồi thường thiệt hại cao ngất ngưởng sau khi bị truy tố. Chỉ riêng khoản lỗ là đã đủ để khiến cho Vương Trường Tín chết đứng. Bên kia chủ động cúp điện thoại, Vương Trường Tín đứng chết chân ở đó với nét mặt u ám. Nửa phút sau, ông ta đột một quay đầu nhìn thư ký nói, gọi ngay cho bộ phận thu mua, bất kể bọn họ dùng phương thức gì, trong vòng 3 ngày phải mua hết nguyên liệu cần cung cấp cho công ty dược phẩm Derek. Sau đó chuyển lên tàu ngay. Trong vòng một tuần, lô hàng nguyên liệu này nhất định phải giao cho công ty dược phẩm Derek. Không làm được thì cuốn gói biến hết cho tôi. Người thư ký nghe xong thì sững sờ. Ông ta muốn có đủ số hàng trong một tuần, chỉ sợ là không kịp. Các loại nguyên liệu rải rác khắp nơi trên cả nước, nhân viên ở đâu ra mà có thể chạy việc nhanh được như vậy chứ? Bình thường mất 2-3 tháng loay hoay mới hoàn thành việc mua hàng. Giờ đây thời gian còn gấp rút hơn mấy lần, chẳng phải là muốn ép chết người ta hay sao? Nhưng công ty dược phẩm Derek không muốn thương lượng thêm với công ty dược phẩm Trường Tín. Và Vương Trường Tín cũng không muốn thương lượng thêm với cấp dưới. Ông ta chỉ quan tâm đến kết quả, hoàn thành chỉ tiêu, kết quả tốt thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Còn nếu không hoàn thành chỉ tiêu, ông ta mà gặp bất trắc gì thì bọn họ cũng đừng mong qua khỏi ải này. Không còn cách nào, người thư ký chỉ có thể chạy đến bộ phận thu mua theo lệnh của Vương Trường Tín. Nhân viên không đủ thì điều từ nơi khác vào, dù cho có phải mượn người ở đâu tới thì cũng phải mượn cho bằng đủ. Thời gian quá ngắn không thể xử lý được nên chi phí thu mua bị đội lên cao cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải được tiếp tục hợp tác với công ty dược phẩm Derek. Mọi người ở trong công ty dường như đã phải dốc hết toàn bộ sức lực ra. Chạy đôn chạy đáo để lo cho vụ thu mua lần này. Dù vậy, trong lòng Vương Trường Tín vẫn vô cùng bất an, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cuộc khủng hoảng đến quá dữ dội và đột ngột, hoàn toàn không cho ông ta thời gian chuẩn bị ứng phó. Vương Trường Tín biết rất rõ có kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng ông ta không thể đoán ra được người đó là ai. Không phải là ông ta không có đối thủ cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh hàng ngày cũng không đến mức phải xuống tay tận tuyệt không chừa đường lui cho ông ta như vậy. Chuyện này nếu làm không khéo, kẻ đó còn có thể phải cùng ông ta đồng quy vô tận. Rốt cuộc thì kẻ này là ai? Vương Trường Tín nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta không có bất cứ manh mối nào. Và vào ngày hôm sau, một tin xấu hơn đã đến. Trong số những nguyên liệu cần cung cấp cho công ty dược phẩm Derek, có một loại dược liệu hoa hạ rất hiếm, sinh trưởng cần có thời gian dài, vì vậy bộ phận thu mua đã nhanh chóng cử người đến đó tìm hiểu xem thời gian sinh trưởng của dược liệu đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Kết quả đến nơi thì mới biết, toàn bộ nơi trồng loại dược liệu đó đã được người khác mua lại. Bây giờ muốn vào nơi đó,
dù muốn hái thuốc hay muốn đi dạo cũng phải xin phép người khác. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 255, đến tận cửa, gocchuyenaudio.com, những người trong bộ phận thu mua vội vã điều tra xem ai đã mua nơi trồng dược liệu. Cuối cùng họ chỉ biết đó là một công ty tên Hy Vọng Mới. Vừa xin được thông tin liên lạc liền gọi điện tới hỏi thăm. Cuộc gọi được một người đàn ông trẻ tuổi đáp lại, sau khi nghe được ý định của bọn họ, cuối cùng cuộc gọi được nối máy đến một người phụ nữ trẻ tuổi khác. Giọng người phụ nữ đó nghe nhẹ nhàng và êm tai, nhưng vừa nghe nói đến việc thu mua nơi trồng dược liệu thì đầu dây lại yên lặng. Xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, có chuyện gì thì đợi tôi xong việc rồi mới nói đi. Vừa dứt lời thì điện thoại cũng ngắt kết nối, những người trong bộ phận mua hàng chờ đợi một lát, sau đó gọi điện lại, nhưng chỉ có người đàn ông trẻ tuổi trả lời. Khi họ hỏi thông tin về quản lý của công ty và hỏi liệu bọn họ có thể gọi điện được không, thì người này chỉ trả lời rằng không thể được, chủ công ty rất bận, bận đến khi nào thì còn tùy tình hình, có thể là 8 ngày 10 ngày, hoặc có khi cả tháng. Bộ phận thu mua biết rõ rằng đối phương không muốn nói chuyện với mình thêm, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc hỏi rõ địa chỉ công ty. Định tới tận cửa viếng thăm, người ở đầu dây bên kia lại cho biết địa chỉ rất dễ dàng. Nên những người từ bộ phận thu mua vội vã đi suốt đêm để đến gõ cửa văn phòng của công ty Hy Vọng Mới vào sáng sớm hôm sau. Trong phòng làm việc, Ninh Thần đang bận chỉnh sửa báo cáo. Gần đây càng ngày càng có nhiều người đăng ký, báo cáo thay đổi liên tục, mỗi ngày đều phải bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Mà nhân lực xem ra cũng không đủ, cô đang phân vân có nên tạm thời tuyển thêm một vài người chuyên làm báo cáo không? Sau khi người của bộ phận thu mua công ty dược phẩm Trường Tín đến, Ninh Thần cũng không có ý muốn nói chuyện chi tiết với bọn họ. Chỉ nói một câu, thu mua dược liệu không thành vấn đề, 8 triệu một năm, liên tục 10 năm, trả trước 5 năm, điều kiện này làm cho những người trong bộ phận thu mua xanh mặt. Mặc dù dược liệu đó ở trong nước chỉ Huyện Thông mới có, nhưng giá trị của chúng cũng không cao, bởi vì bên công ty dược phẩm Direct cần nên bọn họ mới mua. Bằng không bán cho người khác thì làm gì có ai cần. Do đó, giá thu mua loại dược liệu này cũng không cao, thu thập tất cả các dược liệu cần từ 3 nơi thì giá cũng chưa tới 800 ngàn. Bây giờ Ninh Thần vừa mở miệng đã đòi 8 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Giá trực tiếp tăng gấp 10 lần, họ muốn thảo luận lại, nhưng Ninh Thần đã đuổi mọi người ra ngoài vì cô ấy quá bận rộn với công việc. Không có thời gian để nghiền ngẫm thêm, Ninh Thần biết chính xác công ty dược phẩm Trường Tín là công ty nào. Vì chính chủ tịch của bọn họ đã suýt tống chồng cô vào tù. Hoắc Khải đã dặn với cô rằng không được tiếp những người của công ty dược phẩm Trường Tín khi họ đến. Nên Ninh Thần đương nhiên sẽ làm như vậy. Những người trong bộ phận thu mua nhận ra Ninh Thần đang cố tình chèn ép bọn họ. Nên dù có ở đây bao lâu cũng vô nghĩa, bọn họ đành phải quay về báo lại tin tức. Sau khi nghe tin, mặt Vương Trường Tín đen lại, 8 triệu, họ dám đưa ra yêu cầu kiểu đó sao? Ông ta liền yêu cầu mọi người kiểm tra thông tin chi tiết về công ty của Ninh Thần. Việc này không khó, rất dễ dàng tìm ra phạm vi kinh doanh của công ty. Người đại diện theo pháp luật, cổ đông, tài sản và các thông tin chi tiết khác, khi nhìn thấy người đại diện theo pháp luật của công ty tên là Lý Phong. Vương Trường Tín luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra mình đã nghe qua ở đâu. Tổng tài sản của công ty Hy Vọng Mới không nhiều, số vốn đăng ký kinh doanh chỉ vài triệu, so với công ty dược phẩm Trường Tín thì công ty này chỉ đơn giản là một con kiến nhỏ. Tuy nhiên, con kiến nhỏ này hiện đang khống chế việc công ty dược phẩm Trường Tín có thể vượt qua khó khăn hay không. Do dự một hồi, Vương Trường Tín quyết định đích thân tới xem ông chủ của công ty này lớn mạnh đến bao nhiêu mà dám tống tiền ông ta. Nếu như đổi sang thời điểm khác, ông ta nhất định sẽ không thèm đi, cùng lắm cử một trưởng phòng đi là được, nhưng hiện tại việc của công ty dược phẩm Direct đang gấp rút nên ông ta không thể không chịu lép vế một chút. Chiều hôm đó, Vương Trường Tín xuống máy bay, người của bộ phận thu mua đã đợi sẵn ở lối ra sân bay. Đón ông ta rồi đi thẳng đến công ty Hy Vọng Mới. Khi đến đó, Vương Trường Tín không gặp Ninh Thần đang bận phát trực tiếp, không có thời gian để nói chuyện với ông ta, nhưng điều khiến cho Vương Trường Tín vui vẻ ngay sau đó chính là khi biết rằng ông ta là chủ tịch của công ty dược phẩm Trường Tín, thì một cô gái trẻ tên Giản Tư Tư đã đến tiếp chuyện với ông ta. Cô ấy nói rằng mặc dù tổng giám đốc đang bận nhưng cô ấy có thể giúp ông ta liên hệ với người đại diện theo pháp luật của công ty. Vương Trường Tín vui mừng khôn xiết, nhìn Giản Tư Tư với vẻ tán thưởng nói, cô làm tốt lắm, nếu sau này gặp khó khăn khi làm việc ở đây, cô có thể tới công ty dược phẩm Trường Tín tìm tôi. Trong suy nghĩ của Vương Trường Tín, Giản Tư Tư chủ động giúp ông ta liên hệ với pháp nhân của công ty chứng tỏ cô ấy đang sợ hãi trước thân phận của ông ta và muốn lấy lòng ông ta. Kẻ biết thức thời là Trang Tấn Kiệt, cô gái này hiểu chuyện, dáng vẻ lại rất đẹp, cho cô ấy ít lợi ích sau này cũng không phải là quá đáng. Sau đó Giản Tư Tư gọi điện cho Hoắc Khải, cho anh biết Vương Trường Tín đã đến. Hoắc Khải chỉ bảo Giản Tư Tư giữ người ở đó, anh sẽ đến ngay, bây giờ Hoắc Khải đã quyết định đẩy nhanh quá trình, không muốn trì hoãn thêm nữa. 30 phút sau, anh bước vào văn phòng.
Vương Trường Tín đang thoải mái ngồi trên sofa uống trà nói chuyện về công ty của mình thì nhìn thấy Hoắc Khải bước vào. Ông ta liền khẽ giật mình, ông ta có thể không nhớ tên Lý Phong, nhưng vẫn có thể nhớ được người đàn ông trẻ tuổi này. Người suýt bị tống vào tù trước đó, chỉ là lúc trước Vương Trường Tín thuộc phe chiến thắng, còn hiện tại đang ở trong phòng làm việc của người khác. Đương nhiên sẽ không thể tranh cãi nhiều lời với Hoắc Khải. Chỉ quay mặt đi, xem như không nhìn thấy người này, một kẻ thấp cổ bé họng, không đáng được coi trọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Giản Tư Tư đã nhắc nhở ông ta, Chủ tịch Vương, đại diện pháp nhân của công ty chúng tôi đã tới rồi. Ông không định bàn về chuyện dược liệu sao? Vương Trường Tín kinh ngạc quay đầu lại, không có ai khác ngoài Hoắc Khải vừa bước vào trong văn phòng. Ông ta liền muốn hỏi đại diện pháp nhân của công ty ở đâu. Nhưng Hoắc Khải chỉ phản ứng một cách thản nhiên, nhìn Hoắc Khải, ông ta ngạc nhiên hỏi, cậu ta là đại diện pháp nhân của công ty này sao? Hoắc Khải mỉm cười đi về phía trước nói, đúng vậy, ông Vương xem ra vẫn còn nhớ tới tôi, đúng là chuyện tốt. Vương Trường Tín nghe thấy giọng điệu chế giễu, sắc mặt ông ta trở nên nặng nề, người đại diện theo pháp luật của công ty hy vọng mới hóa ra lại là người này, đây là một điều mà ông ta không ngờ tới. Ngay thời điểm này, đối phương hẳn hiểu rõ loại dược liệu mà công ty ông ta cần. Tại sao lại trùng hợp mua cả quả núi trồng dược liệu như vậy? Nhất định không phải trùng hợp, chính là người tên Lý Phong này cố tình làm như vậy. Mặc dù Vương Trường Tín muốn hiểu ngọn nguồn điều này, nhưng ông ta cũng không hề tỏ ra tức giận. Với vẻ mặt bình tĩnh, ông ta nói, hóa ra là cậu Lý, đã lâu không gặp, nếu ông Vương thích nói mấy lời xã giao, vài ngày nữa tôi có thể sắp xếp người đến nói chuyện với ông. Hoắc Khải nói, Vương Trường Tín bị anh làm cho nghẹn họng. Người thư ký bên cạnh không khỏi tức giận nói, anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hoắc Khải liếc nhìn người thư ký và nói, phong cách và tư thế của cấp dưới thường có thể phản ánh được tính cách và hình ảnh của cấp trên. Cũng như nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng là như vậy. Bây giờ tôi đang nói chuyện với cấp trên của cô, cho dù cô là thư ký hay trợ lý, tùy ý nói chen vào như vậy, trong mắt có khi còn chẳng coi cấp trên ra gì. Đừng nói vậy, tôi làm sao mà, người thư ký còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Vương Trường Tín ngăn lại. Ông ta nhìn chằm chằm Hoắc Khải rồi nói, tôi không đùa chơi với cậu đâu, hiện tại tôi chỉ cần bàn về chuyện mua dược liệu mà thôi. 8 triệu là không thể, giá chúng tôi mua lúc trước chỉ có, tôi không biết lúc trước bên ông bỏ ra bao nhiêu tiền cho những dược liệu này. Mà tôi cũng không muốn biết, ông nên biết, hiện tại quả núi trồng dược liệu đó trong vòng 10 năm tới là tài sản của chúng tôi. Nếu ông Vương đây không đồng ý với giá của chúng tôi, ông có thể đi tìm nguồn cung cấp khác, mà theo như tôi được biết thì trên cả nước vẫn còn có 2 nơi khác sản xuất loại dược liệu này. Hoắc Khải mỉm cười nói, Vương Trường Tín tất nhiên biết rằng vẫn còn có 2 nơi khác có thể mua được dược liệu này. Nhưng sản lượng của 2 nơi đó quá ít, chỉ chiếm khoảng 20, còn cách xa so với nhu cầu của công ty dược phẩm Direct. Nếu ông ta muốn hoàn thành các yêu cầu của công ty dược phẩm Direct, ông ta bắt buộc phải có được nguồn cung cấp từ huyện thông. Bây giờ Hoắc Khải đã mua lại quả núi trồng dược liệu. Căn cứ theo nội dung hợp đồng, trừ khi ông ta có cách nào thổi bay được ngọn núi đó đi. Còn không thì trong vòng 10 năm không ai có thể làm gì người này. Nơi đó cơ hồ đã trở thành lãnh địa riêng của người này. Vì vậy dù cho có nói gì cũng không cần phải kiêng dè bất cứ ai. Vương Trường Tín nặng nề nhìn Hoắc Khải mà không nói lời nào. Mua đống dược liệu này với giá 8 triệu sẽ khiến cho ông ta tức đến mức ói máu. Nhưng nếu không mua thì biết phải làm sao? Hoắc Khải thấy ông ta lộ ra biểu tình do dự liền nói thêm vào. Ông Vương có thể từ từ cân nhắc, dù sao dược liệu này vẫn còn chưa phát triển trưởng thành hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu như công ty dược phẩm Direct biết được ông vẫn chưa thương lượng xong vụ này thì có thể sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Vương Trường Tín sửng sốt, sau đó đột ngột đứng lên, chỉ vào mặt Hoắc Khải mà trừng mắt nói, quả nhiên cậu chính là kẻ đứng sau toàn bộ những chuyện này. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 256, lối thoát, gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải không coi cơn phẫn nộ của Vương Trường Tín ra gì. Vẫn nhìn ông ta bằng gương mặt tươi cười, ông Vương hà tất phải tức giận như thế, chẳng phải ông đã dạy tôi đấy sao? Phải bình tâm lại, nếu không không làm nổi việc lớn. Câu nói này quả thực do Vương Trường Tín nói ra, nhưng lúc đó ông ta dùng nó để giáo huấn người khác. Còn bây giờ phải tự mình nghe, vô cùng chướng tai, quan trọng hơn hẳn, ông ta thấy thủ đoạn của Hoắc Khải vô cùng hèn hạ và bỉ ổi. Lén la lén lút mua lại ngọn núi rồi tăng giá vô cớ. Đây là việc mà con người có thể làm ra à, nếu ông Vương thực sự không muốn hợp tác thì có thể rời đi. Nơi này là văn phòng làm việc, tôi không muốn nó quá ồn ào. Hoắc Khải đáp, Vương Trường Tín nhìn anh chằm chằm. Chỉ muốn lao vào cấu xé sâu sắc con người này, Hoắc Khải bảo ông ta đi, nhưng làm sao ông ta có thể đi được, đi rồi thì xử lý chuyện dược liệu thế nào, xử lý chuyện hợp tác với công ty dược Direct thế nào. Ông ta chỉ có thể hít thở sâu vài lần, cố gắng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, tôi thừa nhận mình tính toán sai lầm, để cậu thừa cơ chơi một phố, tôi xui xẻo, nhưng 8 triệu tệ một năm thì đắt quá, xin lỗi, việc làm ăn nhỏ, không ghi nợ, cũng không mặc cả, Hoắc Khải ngắt lời ông ta,
với cả tôi cũng rất bận, nếu câu tiếp theo của ông Vương vẫn là mấy điều này, ông không đi thì tôi phải đi đấy. Lửa giận trong đôi mắt Vương Trường Tín như sắp phun ra ngoài. Ông ta chưa bao giờ tức giận đến mức muốn đánh chết một người như bây giờ. Nếu là người có thực lực mạnh hơn ông ta giở trò thì đành chịu. Thế mà đây lại là một nhân vật tép siêu ông ta vốn chẳng coi ra gì. Giống như một người sống sờ sờ bị con kiến ngáng chân vậy. Thử hỏi có tức không? Tức hơn cả là con kiến này mặc một hoàng mã quái. Không đánh được, cũng không mắng được, hoàng mã quái là quan phục thời Thanh, có màu vàng, cậu nhóc, cậu có biết làm người phải chừa đường lui để sau này còn nhìn mặt nhau không? Biết không thể cứng rắn được nên Vương Trường Tín chỉ có thể dùng biện pháp mềm dẻo. Thế nhưng chiêu dùng tình cảm để cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục của ông ta hoàn toàn không có tác dụng với Hoắc Khải. Tôi mua cả ngọn núi để chơi ông, không bỏ tiền ra, không nhắc đến vài ba ngàn tệ với tôi làm gì. Khi ông Vương tìm tới tôi và đòi 8 triệu tệ, ông không hề nói như vậy. Và lại khi đó tôi cũng từng nói với ông rồi, cầm được 8 triệu tệ này không dễ dàng gì đâu. Nếu ông cứ nhất thiết đòi cho bằng được, ngày sau sẽ phải trả tôi với cái giá gấp 10. Hoắc Khải bình tĩnh nhìn ông chủ tịch hội đồng quản trị với khối tài sản tiền tỷ này. Không hề sợ hãi chút nào, vẻ điềm tĩnh và ung dung của anh cũng khiến Giản Tư Tư và mấy người khác cực kỳ sùng bái. Đây là ông chủ của họ đó, đỉnh quá đi mất, đến cả chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty đã lên sàn chứng khoán mà anh cũng không nể nang gì. Trước kia Ninh Thần từng nói với nhân viên về nguồn cơn của công ty Dược Trường Tín rồi. Họ cũng biết rõ công ty này có ân oán với ông chủ. Cho dù mới vào công ty chưa được bao lâu, nhưng nếu đã làm việc ở chỗ này, lại là các thanh niên tích cực và cầu tiến, kiểu gì vẫn có cảm giác vinh dự theo đoàn thể. Vì vậy, họ cũng mong được thấy công ty Dược Trường Tín chịu thiệt. Nhất là Giản Tư Tư, cô sắp vỗ tay hoan hô vì Hoắc Khải rồi. Biểu cảm phấn khởi của cô khiến mặt mũi Ninh Hạo Bân ở bên cạnh thoáng xa sầm. Sau khi liếc nhìn Hoắc Khải, Ninh Hạo Bân siết chặt nắm đấm, không thể thương lượng được à, Vương Trường Tín hỏi. Không có gì để thương lượng, câu trả lời của Hoắc Khải cũng rất dứt khoát, Vương Trường Tín lạnh lùng nhìn anh, qua khoảng nửa phút mới nói. Được, 8 triệu tệ, tôi đưa cho cậu, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy, đừng cảm thấy khó tiêu, thôi đừng giở trò khua môi múa mép nữa. Nếu tôi thấy sợ, đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng nếu chỉ đưa 8 triệu thì không được, thỏa thuận mua bán ngọn núi đó kéo dài 10 năm cơ. Cho nên nếu ông Vương muốn mua dược liệu, cũng phải ký hợp đồng 10 năm, đồng thời phải trả trước ít nhất 3 năm theo điều khoản hợp đồng. Cậu đừng quá đáng quá, Vương Trường Tín càng thêm phẫn nộ, vốn dĩ ông ta chỉ định bỏ ra 8 triệu tệ để vượt qua cửa ải này đã. Đợi khi nguy cơ qua đi rồi, ông ta có thừa đủ thời gian để xử lý thằng nhãi không biết trời cao đất dày này. Nào ngờ Hoắc Khải giờ công phu sư tử ngoạm, đòi ông ta trả tiền mua dược liệu của 3 năm trong một lần. Đối với Vương Trường Tín, một năm 8 triệu tệ không phải quá nhiều, cho dù dùng danh nghĩa cá nhân, ông ta cũng có thể móc hầu bao rất đỗi nhẹ nhàng. Nhưng 24 triệu tệ cho 3 năm thì không còn là con số nhỏ nữa. Cho dù ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị cũng không thể rút số tiền này ra một cách tùy tiện. Nếu không e rằng đám cổ đông kia sẽ mắng ông ta lên bờ xuống ruộng. Đừng tưởng rằng chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn sẽ là ông chủ lớn của công ty. Đó chỉ là bề nổi thôi, nếu khiến đám cổ đông điên tiết lên, người ta hợp sức lại cũng đủ hất cẳng cả chủ tịch. Từ từ, nếu ông Vương đồng ý chuyển khoản thì đưa số tài khoản của công ty cho ông ấy. Nếu không đồng ý thì khi tan ca hãy mời ông ấy đi cho. Nhớ khóa cửa lại, Hoắc Khải nói xong, quay người định bỏ đi. Hành động của anh khiến Vương Trường Tín cuống quýt lên. 24 triệu tệ quả thực không phải số tiền nhỏ. Nhưng nếu mất đi dự án hợp tác với công ty dược phẩm Derek thì tổn thất sẽ không chỉ là 24 triệu nữa. Mà chỉ ít cũng phải 200 triệu. Thư ký biết Vương Trường Tín không tiện mở miệng, cũng không thể đích thân cúi đầu nhận thua nên vội vàng kéo Hoắc Khải lại. Đồng thời nói, giám đốc Lý, bàn thêm chút đã, không có gì đáng để bàn bạc cả. Hợp đồng 10 năm, trả trước 3 năm, đây là mức thấp nhất. Hoắc Khải đáp, tôi đã nể mặt chủ tịch hội đồng quản trị của các anh lắm rồi. Nếu không, cho dù tôi bắt các người trả đủ 10 năm ngay lập tức. Các người có thể làm gì được, thái độ hùng hổ của Hoắc Khải khiến thư ký nghe xong cũng tức giận. Nhưng người ta nói không hề sai, hợp đồng bao trọn gói ngọn núi bên phía huyện thông là hợp đồng chính quy. Không có kẽ hở nào, chỉ cần hợp đồng vẫn ở đó, ai muốn mua dược liệu bắt buộc phải được Hoắc Khải cho phép. Nếu không sẽ bị quy kết vào tội ăn cắp, đương nhiên, nếu dùng tội trộm cắp đổi lấy 80 triệu tệ, Vương Trường Tín cũng dám làm đấy, nhưng ông ta biết rõ. Mình nghĩ được điều này thì tên khốn nạn họ Lý trước mặt mình chắc chắn cũng nghĩ đến. Chưa biết chừng người của ông ta còn chưa đến nơi thì anh đã sai người phá hết cây thuốc rồi. Đến lúc đó, cho dù tiêu tốn 800 triệu tệ cũng không mua được. Vương Trường Tín không dám mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm, bây giờ ông ta bắt đầu thấy hối hận, tại sao lại đặt hầu hết lợi nhuận vào dự án hợp tác với công ty dược phẩm Derek. Nếu có thể chia đều lợi nhuận mà các dự án đóng góp vào, cũng không đến mức bị động như thế này, nhưng bây giờ nghĩ mấy chuyện ấy cũng vô dụng.
không qua nổi cửa ải này thì lợi nhuận của năm nay sẽ sụt giảm mạnh từ 70 trở lên. Phải biết rằng, mức sụt giảm này không thể nào bù đắp bằng việc năm sau cố gắng tìm doanh nghiệp hợp tác nào đó tốt hơn. Công ty nước ngoài cực kỳ coi trọng uy tín của các giao dịch xuyên quốc gia. Chỉ cần anh có một tí ti vấn đề sẽ lập tức bị họ phóng to hết cỡ. Sau đó tạm ngừng hợp tác, thậm chí có trường hợp còn bị khởi kiện, yêu cầu bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng. Khoản tiền vi phạm hợp đồng có lẽ còn nhiều hơn lợi nhuận cả năm của anh. Đã thế, một khi bị kiện thì sau này rất khó tìm kiếm đối tác hợp tác khác. Có thể nói rằng, mất vài năm cũng chưa chắc đã hoàn hồn được. Nếu không, làm sao Vương Trường Tín phải đích thân chạy tới đây chỉ vì số dược liệu chỉ đáng giá vài trăm ngàn tệ chứ? Anh Lý, thế này đi, tôi với chủ tịch bàn thêm một lát, anh đừng đi vội, xin chờ trong chốc lát. Thư ký chủ động tỏ ra mềm mỏng, bộ dạng thành khẩn cầu xin của thư ký khiến Vương Trường Tín tức lệch sống mũi. Đôi môi run rẩy, nhưng ông ta không dám gọi anh về, bản thân mình hết lối thoát rồi, nếu từ bỏ luôn lối thoát của thư ký thì chuyện này coi như toang. Ông ta không muốn trả tiền thì cùng lắm Hoắc Khải chỉ mất tiền hợp đồng 10 năm kia. Theo giá của ngọn núi đó thì một năm vài trăm ngàn tệ thôi. Anh vẫn chịu được, nhưng ông ta thì không thể chịu nổi. Sau cùng, thư ký kéo Vương Trường Tín ra ngoài, Giản Tư Tư chạy tới, đưa cho anh một cốc trà nóng với vẻ mặt lấy lòng. Sếp ơi, anh thực sự quá đỉnh luôn, ông ta là trùm có cả tỷ trong tay đấy. Thế mà anh dạy bảo người ta cứ như con mình vậy. Tôi không muốn có đứa con như thế này. Mất mặt lắm, Hoắc Khải đáp, Giản Tư Tư cười khúc khích, khen anh thêm mấy câu. Ninh Hạo Bân ở bên đó nhìn sang mà hai mắt bốc hỏa. Nhưng không dám nổi nóng với Hoắc Khải, chỉ có thể nhẫn nhịn. Qua khoảng 15 phút, thư ký bước vào và nói, chủ tịch đã đồng ý với yêu cầu của anh, hợp đồng kéo dài 10 năm, trả trước 3 năm, bây giờ có thể ký thỏa thuận. Ngoài ra, làm phiền anh thông báo với bên huyện thông, cho phép người của chúng tôi tiến vào hái cây thuốc. Chuyện này không cần nóng vội, thư ký hợp đồng xong đã rồi tính tiếp. Hoắc Khải đáp, thư ký cố nhẫn nhịn để không nổi nóng, ngoan ngoãn đợi Hoắc Khải in hợp đồng cụ thể, ba bản giống hệt, vốn dĩ theo ý của thư ký là để anh ta ký tên thay Vương Trường Tín. Nhưng Hoắc Khải kiên quyết không đồng ý, muốn ký phải để người có quyền lực nhất trong công ty các anh ký chứ. Anh chỉ là một thư ký nhỏ, có tư cách gì? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 257, chỗ dựa đáng gờm, góc truyện audio.com, trong cục diện bị động thế này. Vương Trường Tín không còn con át chủ bài bí mật nào để phản kháng. Chỉ có thể nuốt cơn giận ngút trời vào trong, đích thân ký hợp đồng, thế nhưng đến vậy rồi mà vẫn chưa xong, muốn hái cây thuốc, bắt buộc phải đợi công ty dược Trường Tín chuyển khoản tới mới được. Và lại hợp đồng cũng cần được công chứng tại điểm công chứng. Làm như thế, sau này Hoắc Khải cầm hợp đồng tới công ty dược Trường Tín đòi nợ cũng không ai có quyền ngăn cản. Khoản tiền 24 triệu tệ không phải muốn chuyển là chuyển được ngay. Cho dù công ty dược Trường Tín có bao nhiêu tiền mặt, cũng phải đợi phía ngân hàng xác minh tài sản, xác nhận không có vấn đề gì mới được thông qua, dù nhanh đến mấy cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Vương Trường Tín tức đến mức sắp nổ phổi, bao nhiêu năm nay ông ta lâu lắm rồi không phải chịu khuất nhục như thế. Đã vậy, còn bị một nhân vật tép riêu không bằng ông ta chơi xỏ. Quá nhục nhã, cho dù biết rằng bây giờ không thể đắc tội Hoắc Khải, nhưng vẻ phẫn hận trong mắt Vương Trường Tín vẫn không thể nào che giấu được. Đến chập tối, trước khi ca làm việc kết thúc, cuối cùng ngân hàng cũng chuyển khoản tới. Sau khi xác định tiền đã tới tay, Hoắc Khải vỗ vỗ bản hợp đồng đã được công chứng, tươi cười với Vương Trường Tín. Ông Vương, bây giờ ông có thể thông báo cho cấp dưới hái cây thuốc rồi. Nhưng có việc này tôi phải thông báo cho ông, theo hợp đồng mà tôi đã ký cùng huyện thông, việc hái thuốc nhất định phải do nông dân bản địa phụ trách. Đồng thời giá thành sẽ cao hơn trước đó 15, đương nhiên, đối với công ty dược Trường Tín thì đây chỉ là số tiền nhỏ nhặt. Nếu ông Vương khẳng định tôi không thông báo cho ông nội dung tường tận trước khi ký hợp đồng, cũng có thể tiến hành theo trình tự tố tụng, cùng lắm thì tôi hoàn trả 24 triệu tệ cho ông không thiếu một đồng. Cậu, Vương Trường Tín suýt nữa tức hộc máu, tiền công hái thuốc cho nông dân tăng thêm 15, cũng chỉ đáng 80 hoặc 100 nghìn tệ thôi, nhưng chuyện này thực sự rất ác, đến mức Vương Trường Tín chỉ tay vào mặt Hoắc Khải, chỉ muốn xông tới tát anh vài cái, nhưng ông ta không dám, chỉ có thể hùng hổ bỏ đi khi được thư ký khuyên bảo. Trước khi đi, Vương Trường Tín còn hăm dọa một câu, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ đợi đây. Hoắc Khải vẫy tay tạm biệt họ đầy thân thiện, ý bảo ông đi thong thả nhé. Khi Vương Trường Tín ra khỏi văn phòng, cửa vừa đóng lại, tiếng cười giòn giã từ bên trong vọng ra, một ông chủ tịch của công ty đã lên sàn chứng khoán lại bị Hoắc Khải sỉ nhục như thế khiến đám nhân viên như Giản Tư Tư cảm thấy hả hê vô cùng. Đồng thời cũng rất tự hào, đừng tưởng chúng tôi chỉ đơn giản là một công ty nhỏ với số lượng nhân viên chính thức chưa đến 2 con số. Nhưng ông chủ của chúng tôi đỉnh lắm nhé, tài sản của ông có cả tỷ thì đã sao, công ty của ông xuất hiện trên The New Thất Bót thì đã sao. Vẫn phải nhìn sắc mặt của ông chủ chúng tôi đấy thôi. Trước kia, ít nhiều gì thì mấy người họ cũng có suy nghĩ như Ninh Hạo Bân về Hoắc Khải và Ninh Thần. Cảm thấy họ may mắn gặp được khi thiên thời địa lợi chứ không phải loại giỏi giang có bản lĩnh.
Nhưng bây giờ, Hoắc Khải dùng hành động thực tế để nói cho họ biết. Thành công của anh chẳng phải ngẫu nhiên, công ty lớn với giá trị 10 chữ số vẫn bị anh xoay như con rối. Trông thì có vẻ chỉ là để bóp chẹt động mạch của đối phương. Nhưng lượng kiến thức và kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường có liên quan trong việc này không phải người bình thường nào cũng so bì được. Sếp ơi, anh đỉnh quá luôn, Giản Tư Tư chạy tới nịnh nọt thêm một hồi. Đối với một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, cho dù đã từng trải qua quãng thời gian hơn 20 năm ở trường học, nhưng vẫn là con chim non chưa hiểu sự đời. Dạng người vừa có năng lực phi phàm vừa lớn hơn mình chỉ vài tuổi như Hoắc Khải rất dễ nhận được sự sùng bái từ họ. Hoắc Khải cười cười, đáp, chuyện này có đáng kể gì đâu, chỉ làm ông ta trở tay không kịp thôi. Và lại thủ đoạn cũng không quang minh chính đại, không đáng được cổ vũ đâu. Có điều mọi người cũng nên coi chuyện này như một bài học. Trong công việc, cố gắng tránh phạm lỗi để người ta nắm được đằng chui. Nếu không sẽ dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh lấy ra để gây sự. Vâng, em hiểu rồi, Giản Tư Tư vung nắm đấm thật mạnh rồi nói. Em sẽ cố gắng, sau này cũng phải trở thành một người giỏi giang như ông chủ. Hoắc Khải chỉ cười chứ không đáp, vì Giản Tư Tư là con gái, nhưng tính tình thẳng thắn, cởi mở, tiểu tích cách này chắc chắn sẽ được cộng điểm khi làm kinh doanh. Đã vậy cô ấy rất tỉ mỉ, cũng ham học hỏi, dù bây giờ lý lịch còn mỏng, kinh nghiệm còn thiếu, nhưng nếu rèn luyện thêm thì không khó để thành công. So với cô thì Ninh Hạo Bân không hề bước tới khiến Hoắc Khải thoáng thấy thất vọng. Nhất là khi anh liếc nhìn sang và thấy ngay ánh mắt khác thường của Ninh Hạo Bân. Giản Tư Tư càng tỏ ra sùng bái Hoắc Khải thì cảm giác khó chịu trong lòng Ninh Hạo Bân càng lên cao. Đến độ ánh mắt nhìn Giản Tư Tư và Hoắc Khải cũng chất chứa vẻ oán hận và ghen ghét. Ánh mắt như thế rất dễ bị người ta phát giác, mà Hoắc Khải trước nay không thích những người có nội tâm tăm tối. Sau khi nhìn thấy Ninh Hạo Bân như vậy, đương nhiên sẽ càng thêm thất vọng, chàng trai trẻ này có kiến thức lý luận rất vững chắc. Cá tính cũng phóng khoáng, cũng có tầm nhìn, chỉ là lòng dạ quá hẹp hòi, khó mà làm nên chuyện lớn. Ngược lại, dù Giản Tư Tư kém hơn Ninh Hạo Bân đôi chút, nhưng biểu hiện trên các phương diện khá cân bằng, chỉ cần bồi dưỡng thêm, sẽ trở thành một trợ thủ khá ổn, nếu muốn để cô ấy quản lý riêng một phương diện nào đó. Có lẽ sẽ cần thêm thời gian để rèn luyện mới được. Lúc này đây, bên vệ đường, Vương Trường Tín thức tối mắng mấy câu, cái thằng mất dạy dám chơi xỏ ông, đợi chuyện này qua đi, cậu tìm ngay vài người cho tôi, để nó, chủ tịch ơi, chuyện này e là không được, thư ký đưa điện thoại cho ông ta với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi vừa tra lại, cái người tên Lý Phong kia có vẻ không đơn giản lắm. Có gì đâu mà không đơn giản, chỉ là pháp nhân của một công ty nhỏ thôi mà, dạng vô dụng như thế. Tôi, Vương Trường Tín nói được nửa chừng thì không lên tiếng nữa. Trên điện thoại của thư ký, ông ta nhìn thấy đầu đề một bài báo, hoa đào hoa mận nở khắp trời, cưỡi hạc về Tây Thiên, người thừa kế đã xuất đầu lộ diện, bên dưới tiêu đề đính kèm tấm ảnh chụp chung của Hoắc Khải và đám người Miêu Nhất Khoa. Danh tiếng của Triệu Vĩnh An cũng khá nổi danh trong giới kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng biết rõ về ông ấy, giống như Vương Trường Tín vậy, việc kinh doanh của ông ta phần lớn tập trung ở nước ngoài. Ngoài những nhân vật đứng đầu của các ngành nghề trong nước, ông ta không quá hứng thú với những người khác. Ông ta biết Miêu Nhất Khoa, cũng biết Đặng Vinh Hoa, nhưng không hiểu nhiều về Triệu Vĩnh An, nhưng không hiểu nhiều không có nghĩa là ông ta hoàn toàn mù tịt về mức độ ảnh hưởng của Triệu Vĩnh An. Chỉ ít Vương Trường Tín cũng biết mạng lưới quan hệ sau lưng ông giáo sư này lớn mạnh cỡ nào. Bây giờ đọc được nội dung của bài báo, nhất là khi thấy Hoắc Khải chính là đệ tử cuối cùng mà Triệu Vĩnh An thu nhận. Ông ta rất nghi ngờ rằng phải chăng mình nhìn nhầm, thằng nhóc suýt nữa bị mình tống vào tù là truyền nhân của Triệu Vĩnh An. Làm gì có chuyện ấy. Nhưng trong bức ảnh mà bài báo đăng tải, gương mặt Hoắc Khải hết sức rõ ràng, đồng thời quê nhà của Triệu Vĩnh An cũng là nơi này. Tang lễ vừa mới kết thúc, bây giờ vẫn là đề tài trò chuyện thường ngày của người dân. Thư ký ở bên cạnh lẩm bẩm nói, nếu anh ta thực sự có quan hệ với giáo sư Triệu thì e là chúng ta phải cắn răng chịu thiệt rồi. Nói gì mà lắm thế, Vương Trường Tín trừng mắt trách mắng, lúc trước bảo cậu điều tra, cậu bảo nó không có chỗ dựa gì cơ mà, thư ký tỏ ra ấm ức, khi ấy thực sự không điều tra được cái gì. Nghe nói sau khi giáo sư Triệu mất, mọi người mới phát hiện ra thân phận của anh ta. Vô dụng, Vương Trường Tín mắng, thư ký không nói năng gì, vì biết rằng bây giờ tâm trạng của chủ tịch đang tồi tệ vô cùng. Nói nhiều chỉ thêm rước họa vào thân, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tin tức, Vương Trường Tín siết chặt chiếc điện thoại trong tay khiến nó kêu răng rắc. Chứng tỏ biến động trong lòng ông ta đang rất khủng khiếp. Dù lên tiếng trách mắng thư ký, nhưng ông ta cũng biết rằng câu nói này không sai. Nếu chàng thanh niên này thực sự là đệ tử sau cùng của Triệu Vĩnh An thì ông ta không thể nào gây sự với anh được. Đám người Miêu Nhất Khoa hay Thượng Toàn Minh, chỉ cần lôi bừa một người ra cũng đủ đánh cho ông ta tà tơi tan tác. Làm ăn ở nước ngoài thì đã sao, vẫn phải cắm rễ cho chắc ở trong nước chứ. Thiên hạ nào mà chẳng có vua, mạng lưới quan hệ của người ta rộng khắp cả nước, ông chạy đi đâu được. Cơn phẫn nộ trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một chút hoảng loạn, khi ý định phục thù tan đi, chỉ còn lại cảm giác mờ mịt và bất an về tương lai.
một người thừa kế mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An. Muốn trừng trị ông ta, chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi à, nói thật lòng. Việc mà Vương Trường Tín muốn làm nhất ngay bây giờ là quay lại xin lỗi Hoắc Khải. Để chuyện này qua đi, về phần tổn thất vài chục triệu tệ, nếu so với vận mệnh của công ty, có đáng kể gì, ban nãy còn hùng hổ hăm dọa người ta, bây giờ đã quay lại xin lỗi, mất mặt quá chừng, cộng thêm tuổi tác ngang hàng bố của Hoắc Khải, nếu phải hạ mình với một hậu bối trong tình cảnh bị sỉ nhục trước. Vương Trường Tín thực sự không làm được. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 258, bành trướng, góc chuyện audio.com. Chấm, thư ký nhìn ra được vẻ do dự của ông ta, cũng biết ông ta đang do dự điều gì, bèn nói, đôi lúc nên giữ khoảng cách nhất định để hai bên bình tĩnh lại đã. Lần gặp sau có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Vương Trường Tín liếc nhìn thư ký, hiểu được ý đồ của người này, riêng lần này, ông ta không trách mắng hay phản bác nữa. Chỉ liếc nhìn nội dung trên điện thoại rồi đập nó vào người thư ký. Nói gì mà lắm thế, nửa phút trước, ông ta cũng nói một câu y hệt, thế nhưng chữ nghĩa thì giống chữ ý nghĩa khác rồi. Thư ký cũng không tức giận, gặp phải sự việc thế này, nếu chủ tịch không quát mắng chửi rủa mới là lạ, nếu đổi lại là anh ta, chắc anh ta tức quá nhảy lầu luôn rồi, muốn báo thù người ta, nhưng phát hiện chống lưng khủng khiếp của họ, nếu đánh trực diện chắc mình sẽ chết trước, nỗi ấm ức này, ai mà nhẫn nhịn nổi, cả Vương Trường Tín lẫn thư ký đều không dám nấn ná thêm. Dù không nói ra, nhưng họ biết rõ, bây giờ cách càng xa chỗ này càng tốt, tốt nhất là để đối phương đừng bao giờ nhớ ra mình. Chuyện của Vương Trường Tín không tạo ra ảnh hưởng quá lớn cho Hoắc Khải. Muốn trị người này chỉ cần vung tay một cái là xong. Không quá phiền phức, bây giờ Ninh Thần đã nắm bắt được nghiệp vụ của công ty Hy Vọng Mới một cách nhuần nhuyễn. Tuy rằng trong ngày nào cũng bận tối mắt, nhưng trên thực tế toàn là công việc quen thuộc, số người đăng ký tham gia hoạt động giảm cân đã vượt qua 6 con số. Chỉ riêng lượng báo cáo cần phải sắp xếp mỗi ngày đã nhiều đến độ khiến đám nhân viên như Giản Tư Tư phát điên. Với tư cách là tổng giám đốc, Ninh Thần không cần làm mấy thứ cơ bản ấy, nhưng lượng khách tham quan cửa hàng Tao Bao tăng lên đồng nghĩa với câu hỏi tư vấn cũng tăng lên. Người ta thường nói, cây to thì loại chim nào cũng có, khách hàng nhiều lên thì phiền phức cũng tự tìm tới, một số khách hàng sẽ không mua ngay dù mình trả lời hay đến mức nào. Họ sẽ luôn kén cá chọn canh đủ điều, cộng thêm một số người được đối thủ cạnh tranh phái tới để chuyên viết bình luận xấu. Sau khi mua còn cố tình gây sự, đây chính là công việc chủ yếu mà Ninh Thần phải giải quyết hàng ngày. Rõ ràng biết đối phương cố tình bới chuyện, cũng không thể phản kháng quá kích động, người tiêu dùng lúc nào cũng vậy, họ sẽ không dễ dàng tin lời người bán, nhưng chỉ cần một người mua chê sản phẩm không tốt, có lẽ trong số 10 khách hàng tiềm năng sẽ có tới 5 người nảy sinh nghi ngờ. Làm sao mới xử lý được những người này cũng đòi hỏi có kiến thức cả đấy. Ngoài ra, lượng đặt các bữa ăn giảm cân mỗi ngày lên đến mấy chục nghìn suất. Chỉ dựa vào 20, 30 vị đầu bếp thì không thể đủ được, trung tâm đào tạo đầu bếp tăng thêm nhân lực tới hỗ trợ. Công ty chuyển phát nhanh cũng lập thêm một trạm phục vụ riêng ngay bên cạnh nhà hàng. Chỉ phục vụ cho các đơn hàng bữa ăn giảm cân của công ty Hy Vọng Mới. Có lẽ vì lợi nhuận từ hoạt động này quá nhiều nên mấy công ty chuyển phát nhanh khác, bao gồm cả những người ở ngành nghề khác cũng lục tục tìm tới. Hy vọng có thể hợp tác cùng họ, các ngành nghề liên quan tới sản phẩm giảm cân và tạo ra lợi nhuận cho cả đôi bên rất nhiều. Nhưng trong đó đồng thau lẫn lộn, cần phải tiến hành khảo sát và đàm phán, nếu không rất dễ bị người ta lừa. Chỉ riêng việc đàm phán với ông chủ của những công ty tới đề nghị hợp tác đã tiêu tốn trên 80 sức lực của Ninh Thần. Cho dù là vậy, cô vẫn duy trì livestream từ 6 giờ tối đến 9 rưỡi. Đều đặn mỗi ngày, sau khi kết thúc livestream, cô cũng không rảnh tay rảnh chân mà còn phải sắp xếp lại những công việc cần làm vào ngày mai theo lịch trình Giản Tư Tư đã lên sẵn. Đồng thời suy tính xem nên làm thế nào mới tốt, bận rộn như thế nên cô thường xuyên đi ngủ lúc 2. 3 giờ sáng, thậm chí 3, 4 giờ sáng, nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy đúng 6 giờ 30. Trước kia cô phụ trách đưa đón Đường Đường, đã quen thức giấc vào giờ này, bây giờ công việc làm ăn bận rộn như vậy nên cũng không thay đổi được. Hoắc Khải lo cơ thể của cô không chịu nổi nên phụ trách sinh hoạt buổi sáng của Đường Đường. Như thế Ninh Thần có thể ngủ thêm một tiếng đồng hồ. So với vẻ bận rộn của Ninh Thần, trông Hoắc Khải có vẻ nhàn nhã, nhưng trên thực tế cũng không rảnh rang gì, bây giờ anh dồn nhiều sự chú ý vào công ty con của nhà họ Cơ. Sau khi biết Hoắc Khải có liên quan tới công ty con của nhà họ Cơ, rất nhiều khách hàng nể mặt nhóm người Miêu Nhất Khoa nên chủ động tới bàn chuyện hợp tác. Trong đám học sinh của Triệu Vĩnh An cũng có khá nhiều người tìm tới. Những người này toàn là tinh anh từ đủ mọi ngành nghề. Nắm trong tay rất nhiều nguồn lực, nếu hợp tác cùng họ, đối với một công ty đang bước đầu khuếch trương như công ty con nhà họ Cơ. Đương nhiên là một chuyện tốt, có sự giúp đỡ của những người này, công ty con sẽ có được nhiều quyền lên tiếng hơn trong phạm trù nghiệp vụ. Thị trường mà trước kia họ dùng 120 triệu để cướp về cũng đang trên đà đứng vững. Tổng bộ của nhà họ Cơ nhìn thấy điều này, Cơ Chấn Hùng vung tay, phê duyệt cho họ thêm 100 triệu tệ nữa,
100 triệu này gần như là toàn bộ tiền mặt mà nhà họ Cơ đang có. Phải biết rằng, cục nợ mà trước kia Hoắc Khải rước về cho nhà họ Cơ khiến Cơ Chấn Hùng phải tiêu tốn 200 triệu tệ để an ủi các đối tác. Chi ra 400-500 triệu một lúc khiến gia tộc vốn đã thiếu dòng tiền vì việc chia cổ phiếu thưởng quá nhiều mỗi năm càng thêm thua chị kém em. Có thể lấy ra 100 triệu nữa đưa cho Cơ Hương Ngưng chứng tỏ Cơ Chấn Hùng cũng rất quyết đoán. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân trong chuyện này là vì Hoắc Khải có liên quan tới nhóm người Miêu Nhất Khoa. Miêu Nhất Khoa từng phát biểu tại các sự kiện công cộng không dưới một lần rằng: "Sau này Lý Phong chính là đàn em của chúng tôi, ai làm khó làm dễ cậu ấy là làm khó chúng tôi." Có được câu này, chỉ cần là người dính líu tới mạng lưới quan hệ ấy. Có mấy người không nể mặt họ, cho nên bây giờ công ty con của nhà họ Cơ cần người có người. Cần tiền có tiền, chỉ thiếu một người có thể nắm giữ được cục diện lớn. Người ta thường bảo quân lính dễ kiếm chứ tướng tá khó tìm. Ý tứ đúng như hoàn cảnh hiện giờ. Cũng vì đợt này anh đang bận rộn với chuyện tang lễ nên đến cả Cơ Hương Ngưng cũng không dám nói nhiều. Bây giờ tang sự đã hoàn tất, cô vội vàng muốn gọi Hoắc Khải quay về giúp đỡ mình. Cục diện hiện tại nằm trong dự đoán của Hoắc Khải, đồng thời cũng là điều mà anh muốn thấy nhất, việc bành trướng của công ty con nhà họ Cơ càng nhanh chóng. Thế lực càng khuếch đại thì tiếng nói của họ tại nhà họ Cơ càng có trọng lượng. Năm nay Cơ Hương Ngưng chỉ xếp hạng thừa kế thứ 3. Theo trình tự bình thường thì năm sau chỉ có thể nâng lên hàng thừa kế thứ 2. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần sử dụng tốt những nguồn lực đang có, giúp cô vọt thẳng lên hàng thừa kế thứ nhất cũng không thành vấn đề. Người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An, nếu cả một chút thể diện cũng không có thì nực cười quá. Làm thế nào giúp Cơ Hương Ngưng thao túng hoàn toàn nhà họ Cơ trong thời gian ngắn nhất là việc Hoắc Khải cần làm ngay bây giờ. Mà muốn làm được điều này, nhất định phải nhanh chóng bành trướng thực lực của công ty con đến mức độ có thể đối đầu cùng tổng bộ. Đối với Hoắc Khải, điều này không khó, nhất là khi có Miêu Nhất Khoa giúp đỡ, việc này lại càng dễ làm. Điều duy nhất cần chú ý là Cơ Hương Ngưng vốn xuất thân từ nhánh phụ. Cho dù thực lực của công ty con đáng gờm đến mức nào, muốn nhánh phụ nổi dậy làm chủ cũng không dễ dàng. Vấn đề lớn nhất của các công ty gia tộc không nằm ở chỗ nghiệp vụ có ổn hay không, mà nằm ở quan niệm truyền thống khó thay đổi của họ. Nếu không có cách thức phù hợp thì không một ai trong dòng chính đồng ý khi Cơ Hương Ngưng muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị của gia tộc, mà quá nửa vị trí trong hội đồng quản trị là người của dòng chính. Họ không đồng ý thì thực lực của cô ấy mạnh đến đâu cũng vô dụng. Bây giờ Hoắc Khải vừa phải quản lý công tác vận hành công ty con, còn phải nhờ Cơ Xuyên Hải làm cầu nối để lôi kéo các thành viên khác của dòng chính. Nếu không lôi kéo được vài người của dòng chính có cổ phần qua đây, không thể nào thành công được. Được Hoắc Khải coi trọng nên bây giờ Cơ Xuyên Hải sống cực kỳ thoải mái. Địa vị trong gia tộc được nâng cao rõ rệt, cũng khiến ông ta cảm thấy may mắn khi lúc trước đã chọn hợp tác cùng Cơ Hương Ngưng chứ không trở thành kẻ địch. Nếu không, bây giờ có lẽ ông ta giữ được chức giám đốc tài chính là khá lắm rồi. Làm gì đến độ đi đâu cũng được gọi một tiếng ông ba đầy tôn kính chứ. Bận rộn ở công ty con thêm mấy ngày, rất nhanh đã đến cuối tuần, vốn dĩ hôm nay Hoắc Khải phải tới chỗ Phan Tư Mễ để điều trị tâm lý. Nhưng gần đến giờ Phan Tư Mễ gọi điện thoại báo bận việc. Đổi lịch sang buổi chiều, Hoắc Khải đã sắp xếp lịch trình trước cho cả ngày nên nhất thời không có việc gì khác để làm. Suy xét đến việc ngày nào cũng bận rộn mà còn phải đưa Đường Đường đi học. Thời tiết nóng nực, ngày nào cô nhóc kia cũng than phiền vì nóng quá đổ mồ hôi đầm đìa mà còn không được ăn kem. Ninh Thần bèn xua Hoắc Khải đi mua một chiếc xe, Hoắc Khải đã có ý định về chuyện này từ lâu rồi. Chẳng qua Ninh Thần quen ăn tiêu tiết kiệm, cảm thấy đi xe điện cũng rất ổn, bây giờ kiếm được nhiều tiền hơn, mua một chiếc xe cũng không phải chuyện to tát, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng công việc của cửa hàng tao bao quá bận, Ninh Thần không rảnh tới cửa hàng 4S cùng anh, may thay Giản Tư Tư nghe thấy ông chủ mình muốn mua xe. Cộng thêm bản thân cô cũng muốn mua một chiếc, bèn xung phong đi cùng Hoắc Khải. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 259, mua xe, góc chuyện audio.com, điều kiện gia đình Giản Tư Tư khá tốt, đối với sinh viên vừa tốt nghiệp, người nhà bù tiền mua cho một chiếc xe trăm mấy 200 ngàn cũng là điều bình thường trong thời này. Hoắc Khải thì sao cũng được, có một trợ lý xử lý thủ tục cho, anh cũng đỡ phải chạy ngược chạy xuôi. Thế là 8 giờ sáng, bọn họ bắt xe tới cửa hàng 4S, tuy rằng đây là chiếc xe đầu tiên của gia đình, nhưng Hoắc Khải không lạ gì về xe cả, theo suy nghĩ của anh, xe sẽ được tính là của công. Một là để gia đình sử dụng, hai là để đưa đón khách hàng, ngoài ra tính vào của công ty cũng tiết kiệm được một phần thuế doanh nghiệp. Tóm lại thì ít nhất cũng phải mua một chiếc xe cao cấp từ 500 ngàn trở lên. Thực ra nếu để Hoắc Khải quyết định thì anh muốn mua một chiếc tiền triệu hơn. Xe tầm tiền này không có điểm nào để chê cả, lái xe ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng có thể diện. Có thể có một số người cảm thấy cái gọi là thể diện chỉ là để ra vẻ ta đây. Nhưng trên thực tế việc anh lái xe gì sẽ để lại ấn tượng rất khác nhau cho người ta. Lái xe Zeta đi bàn chuyện làm ăn hàng chục triệu, đầu tiên người ta sẽ cảm thấy thực lực của anh không cao. Nhưng nếu lái chiếc xế hộp tiền triệu thì sẽ khác hẳn. Chỉ có điều tạm thời quan niệm chi tiêu của Ninh Thần vẫn chưa bắt kịp.
Hoắc Khải cũng không bắt buộc, cứ mua đại một cái trước, sau này muốn đổi cái khác thì tính sau. Dù sao trong một gia đình bình thường ít nhất cũng phải có 2 chiếc xe. Cộng thêm nhu cầu của công ty thì 3, 4 chiếc vẫn còn thiếu. Giản Tư Tư không nghĩ nhiều như vậy, gia đình chỉ trợ cấp 200 ngàn, không đủ tiền thì cô ấy có thể ứng lương với Ninh Thần. Ninh Thần cảm thấy cô ấy làm việc khá đáng tin, nếu không với tính cách của cô thì còn lâu cô mới chịu ứng lương cho nhân viên. Với 200 ngàn mà muốn mua hãng xịn thì chỉ có thể mua được hàng cấp thấp. Ví dụ như Mercedes dòng C, BMW 3 Series, Audi A4 chẳng hạn, còn là xe có trang thiết bị tối giản nữa. Thế nhưng trước kia Giản Tư Tư chưa lái xe bao giờ. Điều kiện gia đình có hạn, không có gì để chọn hết. Hoắc Khải muốn mua một chiếc xe hãng Mercedes thì cô ấy cũng mua theo thôi. Trước khi đến đây, Giản Tư Tư đã tìm hiểu kỹ càng. Trên đường đi cô ấy đã kể ra kiểu xe mà mình cần. Đương nhiên là Giản Tư Tư mua Mercedes dòng C, trang thiết bị đơn giản cũng không sao. Dù sao cô ấy cũng không có kinh nghiệm gì cả, cảm thấy chỉ cần lái được bình thường là ổn, có những tính năng khác hay không đều được. Hoắc Khải thì phức tạp hơn một chút, thấp nhất phải là i260L, bởi vì từ khi lên đời, 2.0T biến thành 1.5T cộng thêm động cơ hỗ trợ 48V. Đẳng cấp hơi thấp, xe hơn 400 ngàn mà 1.5T, nói ra người ta cũng cười cho, cộng thêm anh cũng có yêu cầu lắp đặt thêm trang thiết bị xe. Vậy nên cuối cùng đã quyết định mua i300L phiên bản thoải mái. Công suất hơn 200, tuy rằng không sánh bằng Porsche 911, nhưng lên 100 cây số trong 6 giây cũng là đủ rồi. Dù sao hiện tại chủ yếu là dùng trong gia đình, thỉnh thoảng đưa đón khách hàng thì cũng không có yêu cầu cao về công suất. Trên mạng nói giá khuyến mại là khoảng 400 ngàn, nhưng Hoắc Khải phải chọn đủ mọi tính năng rồi lắp đặt thêm. Cộng lại khoảng 500 ngàn, đúng chuẩn Ninh Thần đặt ra, Giản Tư Tư nhận việc đi mặc cả với cửa hàng 4S. Quyết không để ông chủ mất oan một đồng nào. Hoắc Khải biết cô ấy mới mua xe lần đầu nên rất hưng phấn. Thế là anh cũng để mặc cô ấy đi, còn chuyện có tiết kiệm được đồng nào không thì không hề quan trọng. Đến cửa hàng 4S, nhân viên tư vấn chủ động chào đón, nhiệt tình hỏi bọn họ muốn mua xe gì. Chúng tôi mua 2 chiếc dòng C và dòng E, nhưng các cô phải có ưu đãi lớn mới được. Giản Tư Tư nói với vẻ đắc ý, đối với một cô gái mới ra trường chưa được bao lâu. Mua 2 chiếc xe cùng một lúc, cộng lại là 700-800 ngàn, như thế đã là ghê gớm lắm rồi. Vậy nên trong lòng cũng sinh ra cảm giác đắc ý, còn trẻ mà đã bình thản đối mặt với mọi chuyện thì còn gì là thú vị nữa. Nhân viên tư vấn cười tươi như hoa, thái độ cũng nhiệt tình hơn hẳn. Ông chủ, anh qua đó nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để tôi lo. Giản Tư Tư vỗ ngực nói, dáng vẻ hưng phấn này của cô ấy khiến Hoắc Khải bật cười. Anh xua tay ra hiệu cho cô ấy đi. Nhân viên tư vấn nhìn Hoắc Khải, cảm thấy anh rất quen, nhưng lại không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Giản Tư Tư có quyền quyết định thì cứ kéo cô ấy đi xem xe và đàm phán giá cả vậy. Chiếc xe mà Hoắc Khải muốn mua là loại xe màu đen bình thường. Các thiết bị phải lắp đặt thêm, không có gì để xem cả. Giản Tư Tư nhìn đi nhìn lại chiếc xe dòng C kia. Hỏi hết cái này đến cái khác, trông thì cô ấy tỏ ra am hiểu thế thôi, nhưng tất cả kiến thức đều tham khảo trên diễn đàn cả. Nhân viên tư vấn có kinh nghiệm phong phú, chỉ trò chuyện vài câu là đã phát hiện ra cô ấy không phải dân trong nghề. Nhân viên bán hàng thích khách như vậy nhất, càng không hiểu thì càng dễ gạt. Khoảng một tiếng sau, Giản Tư Tư dẫn nhân viên tư vấn tới. Nói với vẻ mặt kiêu ngạo, ông chủ, mặc cả xong rồi, đảm bảo anh sẽ vừa lòng. Nhân viên tư vấn biết người trả tiền là Hoắc Khải, bèn đưa một tờ bảng biểu cho anh và giải thích, i300L phiên bản thoải mái cộng với các thiết bị lắp đặt thêm. Giá ưu đãi là 478.000 tệ, ngoài ra còn tặng gói bảo dưỡng 3 lần trong 2 năm. Cùng với 4.000 tệ tiền phụ cấp bảo hiểm, giá tiền này ngang với giá mà Hoắc Khải dự tính, anh cũng chẳng buồn mặc cả chục ngàn để phải tốn thời gian. Bèn lấy luôn thẻ ngân hàng ra. Quẹt thẻ, bởi vì lắp đặt thêm thiết bị nên Hoắc Khải phải đợi ít nhất là 2 tháng mới có xe. Thế nhưng cửa hàng 4S đã đồng ý đưa một chiếc Mercedes dòng E để anh sử dụng trong thời gian chờ xe. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Giản Tư Tư càng thêm tự hào, bởi vì chính cô ấy đã đàm phán thành công. Trong cái nhìn của Giản Tư Tư, người bình thường mua xe làm gì có đãi ngộ như vậy. Tất cả đều là nhờ tài ăn nói của cô ấy. Hoắc Khải nhìn mà vui vẻ, không ngờ cô nhóc này cũng hoạt bát đáng yêu như thế. Nhân viên tư vấn quẹt thẻ rồi đưa hợp đồng mua xe cho Hoắc Khải. Đồng thời nói với Giản Tư Tư, chúng tôi đã rửa sạch xe cho cô rồi, hiện tại cô có thể lái nó đi. Xe dòng C với các trang thiết bị tối giản như của Giản Tư Tư được sản xuất khá nhiều. Cửa hàng 4S cũng nhập thiết bị của kiểu xe phổ thông này nhiều hơn. Vậy nên chỉ cần thanh toán trong ngày là có thể lái đi được. Nghe nhân viên tư vấn nói như vậy, Giản Tư Tư vội vàng đi theo. Đến bãi đỗ xe, nhân viên tư vấn chỉ vào chiếc xe đỗ trước nhà rửa xe. Nói, đó chính là xe của cô. Giản Tư Tư hưng phấn nhận lấy chìa khóa, kéo Hoắc Khải tới đó nhìn trái nhìn phải rồi gật đầu liên tục. Đẹp quá, ông chủ, anh thấy xe tôi có đẹp không?
Hoắc Khải biết lúc này cô ấy đang rất phấn khích, nên anh chỉ hờ hững gật đầu. Cũng tạm được, sở dĩ xe Mercedes được ưa chuộng nhất trong các nhãn hiệu lớn không chỉ là bởi vì nó để lại ấn tượng tốt cho người ta qua hàng trăm năm, mà còn là vì kiểu dáng và cách trang trí bên trong đều rất đẹp, phù hợp với mắt thẩm mỹ của mọi người. Ai chẳng muốn chiếc xe đã ngốn bao tiền của mình đẹp hơn xe của người khác. Nhất là đối với phái nữ, Mercedes có sức hấp dẫn khó cưỡng. Giản Tư Tư đi vài vòng quanh xe ngắm nhìn, sau đó cô ấy mở cửa lên xe, sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia như một đứa trẻ. Cuối cùng cô ấy lại xuống xe, ngượng ngùng nói với Hoắc Khải, ông chủ, tôi mới lấy bằng, vẫn chưa quen lắm, anh có thể lái xe về giúp tôi được không? Chưa quen mà cô còn dám mua xe mới. Mặc dù nói thế, nhưng Hoắc Khải không từ chối lời nhờ vả của cô ấy. Đối với người mới tập, bọn họ sẽ cảm thấy run sợ khi lái xe ra đường. Sau đó hai người vào trong xe, ấn nút khởi động là chiếc xe hơi rung lên và nổ máy thành công. Hoắc Khải thành thạo đánh lái, dẫm nhẹ chân ga chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng vừa đạp vào chân ga là anh lập tức nhíu mày lại. Dẫm mạnh vào phanh xe, Hoắc Khải hiểu biết rất rõ về xe, ngay khi dẫm xuống lần đầu là anh đã cảm thấy có gì đó bất bình thường rồi. Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi kéo cần gạt về trạng thái lái tự do. Sau đó dẫm mạnh một cái, động cơ chạy tại chỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, nghe thấy tiếng mà không thấy xe chạy, Giản Tư Tư hơi nghi hoặc, cô ấy quay đầu lại hỏi, ông chủ, sao anh không đi, chiếc xe này có vấn đề. Hoắc Khải rút chân ra khỏi chân ga, đạp ngắt quãng mấy lần, sau đó kéo cần gạt về chế độ P, ấn phanh điện tử và nói. Trạng thái của động cơ không bình thường, tốt nhất cô nên tìm nhân viên bán hàng đổi chiếc khác. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 260, chờ mà khóc đi, góc truyện audio.com. Giản Tư Tư nghe vậy sửng sốt, chưa lái ra khỏi cửa hàng 4S mà đã phải đổi xe rồi. Cô ấy không hiểu biết nhiều về xe, nhưng cô ấy rất tin tưởng Hoắc Khải, ông chủ đã nói là có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. Sau đó Giản Tư Tư lập tức xuống xe tới chỗ nhân viên tư vấn đang đứng tiễn ở cạnh đó. Nói rằng động cơ của chiếc xe này có vấn đề và yêu cầu đổi chiếc khác. Vốn dĩ Hoắc Khải không để bụng lắm, anh cảm thấy có thể giải quyết chuyện này rất dễ dàng. Dù sao xe cũng mới mua, còn chưa ra khỏi cửa hàng 4S nữa. Ai ngờ Giản Tư Tư qua bên kia nói được vài câu thì bắt đầu cãi vã với nhân viên tư vấn. Hoắc Khải nhíu mày, anh bước tới hỏi, có chuyện gì vậy, cô ta nói xe không có vấn đề, không chịu đổi xe cho tôi. Giản Tư Tư tức giận nói, nhân viên tư vấn nhìn Hoắc Khải nói, rất xin lỗi, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra kỹ càng trước khi nhập xe. Không thể có vấn đề gì được, làm gì có chuyện anh cảm thấy có thể có vấn đề là chúng tôi sẽ tùy ý đổi chiếc khác. Nếu khách hàng nào cũng như vậy thì chúng tôi còn làm ăn kiểu gì được nữa. Hoắc Khải nói, không phải tôi cảm thấy có thể có vấn đề, mà là chắc chắn có vấn đề. Động cơ của chiếc xe này rung lắc và kêu quá to. Phải là người dành về xe thì mới phát hiện ra được. Tôi không biết thủ tục kiểm tra xe của các cô thế nào. Nhưng đã bán cho chúng tôi thì nhất định là không phát hiện ra vấn đề này. Vậy nên tôi yêu cầu đổi chiếc khác là hợp tình hợp lý. Đúng thế, xe của các cô có vấn đề thì phải đổi cho chúng tôi. Nếu không thì trả lại tiền, Giản Tư Tư nói với vẻ mặt khó chịu. Cùng lắm thì tôi sẽ mua ở nơi khác, đâu phải chỉ có cửa hàng các cô bán xe. Nụ cười trên mặt nhân viên tư vấn dần tắt ngấm. Biểu cảm và giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Xin lỗi, ô tô không phải thứ gì khác, không phải cô muốn mua là mua, muốn trả lại là trả lại, nếu không có vấn đề gì thực tế thì chúng tôi sẽ không tùy tiện đổi chiếc khác. Cái gì gọi là không có vấn đề gì thực tế, tôi đã nói với cô là động cơ không tốt mà. Giản Tư Tư tức đến mức muốn chửi ầm lên, vốn dĩ mua xe là chuyện rất vui vẻ, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, nếu biết trước thế này thì thà cô cứ bắt taxi đi hàng ngày còn hơn. Ít nhất thái độ của tài xế taxi không phải là kiểu trả lời máy móc thế này. Hoắc Khải không muốn tốn thời gian vì chuyện này, bèn nói với nhân viên tư vấn, nếu cô không giải quyết được chuyện này thì bảo cấp trên của cô tới nói chuyện với chúng tôi. Tìm ai cũng vô dụng thôi, nhân viên tư vấn lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn đi gọi người. Không bao lâu sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi theo cô ta tới trước mặt Hoắc Khải. Đầu tiên là bắt tay với anh, sau đó mới nói, tôi đã nghe kể lại chuyện này rồi, thế này đi, chúng tôi sẽ kiểm tra miễn phí một lần cho anh, xác nhận lại trạng thái của chiếc xe. Anh thấy thế nào, thái độ của người này khá lịch sự, Hoắc Khải không nói gì nhiều, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó chiếc xe được lái vào phòng kiểm tra sửa chữa và được đưa lên giá xe. Hai kỹ thuật viên trẻ tuổi đi tới tiến hành kiểm tra theo quy trình. Quản lý bán hàng thì trò chuyện câu được câu trăng với Hoắc Khải và Giản Tư Tư. Sau khoảng 20 phút, một kỹ thuật viên tới nói, quản lý Trương, không phát hiện ra vấn đề gì cả, trạng thái của chiếc xe rất tốt, được, cậu đi làm chuyện của cậu đi. Quản lý Trương xô tay bảo người kia đi rồi quay đầu cười nói với Hoắc Khải và Giản Tư Tư. Anh chị nghe thấy rồi đấy, kỹ sư của chúng tôi đã kiểm tra hai lần rồi nhưng vẫn không có vấn đề gì. Tôi nghĩ chắc anh chị có nhầm lẫn gì đó, thế nhưng tôn chỉ phục vụ của chúng tôi là làm khách hàng hài lòng 100%. Vậy nên để đền bù,
chúng tôi có thể tặng anh gói bảo hành thêm 1 năm. 2 lần bảo dưỡng cơ bản, cùng với dịch vụ rửa xe miễn phí trong vòng 5 năm. Nếu người bình thường nghe thấy những điều này thì có thể đã dao động rồi. Với thương hiệu cao cấp như Mercedes, bảo hành 1 năm cũng phải lên đến tiền chục ngàn, lại còn 2 lần bảo dưỡng cơ bản, hơn chục ngàn là cái chắc, ngoài ra còn được rửa xe miễn phí 5 năm, thế thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền đây? Cho dù 1 tháng rửa 1 lần 20 tệ, vậy thì cũng tiết kiệm được hơn 1 ngàn. Nhưng Hoắc Khải không phải người bình thường, bản thân anh chính là một người hiểu biết rất rõ về xe. Không thua kém gì những tay đua chuyên nghiệp, anh khẳng định là động cơ có vấn đề, đồng thời sẽ không thay đổi quan điểm của mình chỉ vì vài ba câu nói của người khác. Còn số tiền đền bù chục ngàn ấy lại càng chẳng là gì với Hoắc Khải. Anh kiên trì nói, chúng tôi không cần đền bù, nhất định phải đối chiếc khác, tôi không cần biết kỹ sư của các anh có kiểm tra ra vấn đề hay không. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng động cơ của chiếc xe này không bình thường. Nghe anh nói vậy, quản lý Trương cũng trầm mặt xuống, mới rồi còn mỉm cười, bây giờ đã trở mặt ngay được, anh à, anh nói như vậy không hợp lý gì cả. Chúng tôi đã kiểm tra 2 lần và đều không có vấn đề gì cả. Anh lại nặng nặc nói là có vấn đề, vậy còn cần kỹ thuật viên của chúng tôi làm gì nữa? Rõ ràng là không có vấn đề, nếu ai cũng cố tình nói là có vấn đề như anh thì chẳng phải là chúng tôi sẽ lỗ to mất sao? Chúng tôi sẽ không đổi chiếc xe khác, mọi quy trình đã được tiến hành hết một lượt rồi. Nếu anh nhất quyết kiếm chuyện thì tôi cũng không còn gì để nói. Dứt lời, quản lý Trương xoay người định bỏ đi. Ơ, sao anh lại đi vậy hả? Đã giải quyết xong đâu? Giản Tư Tư lập tức níu anh ta lại. Thái độ của quản lý Trương rất tệ. Anh ta hất tay cô ấy ra. Nói thì cứ nói. Cô mà động tay động chân là tôi có thể báo cảnh sát đấy nhé. Còn nữa, tôi đã khách khí với hai người lắm rồi. Đừng có không biết điều. Trong lúc anh ta nói, hai bảo vệ của cửa hàng 4S tới chỗ bọn họ. Suy cho cùng thì Giản Tư Tư vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Cho dù học thức cao đến đâu thì cô ấy vẫn sẽ cảm thấy bất an khi bị uy hiếp kiểu này. Cô ấy vô thức lùi về sau mấy bước, trốn sau lưng Hoắc Khải. Hoắc Khải cũng không sợ hãi gì cả, anh chỉ nhíu mày nhìn người kia, nói thế có nghĩa là các anh khăng khăng lừa đảo đúng không? Lừa đảo, tôi không nhận đâu đấy, ai lừa anh, bao nhiêu người làm chứng đây này, đã nói là không có vấn đề mà anh cứ ở đó ăn nói bậy bạ. Ai định lừa ai đây? Quản lý Trương quát lên. Hoắc Khải nhìn anh ta 2 giây, sau đó nói, nếu anh đã nói thế thì được rồi, tôi sẽ tự kiểm tra, nếu tôi kiểm tra ra vấn đề thì anh sẽ hối hận vì không đổi chiếc khác. Quản lý Trương ồ một tiếng, ông ta cười lạnh, dáng vẻ rất thờ ơ, Hoắc Khải cũng chẳng nói nhiều, anh đi thẳng tới chỗ chiếc xe con đã được hạ xuống khỏi giá. Cầm lấy đèn pin và tua vít trên bệ đựng công cụ. Hoắc Khải thò đầu chiếu đèn vào trong gầm động cơ, một kỹ thuật viên đi tới nói nhỏ giọng, quản lý Trương, thế này thì, không sao, để anh ta kiểm tra. Tôi không tin anh ta có thể kiểm tra ra cái gì. Quản lý Trương nói, kỹ thuật viên ấy do dự một lát rồi vẫn không nhịn được nói khẽ vào tai anh ta. Nhưng tôi cảm thấy người này có chút kiến thức đấy, nếu không thì vì sao lại trùng hợp nói chiếc xe này có vấn đề được. Không sao, lão Hoàng đích thân ra tay mà còn có vấn đề được sao. Cứ yên tâm đi, quản lý Trương nói một cách tự tin, Hoắc Khải đoán không sai, đúng là động cơ của chiếc xe này có vấn đề, nói chính xác ra thì một động cơ có thiếu sót nghiêm trọng. Lúc ấy chiếc xe dòng C này đã bán cho người khác. Ai ngờ mới bán được 2 ngày thì bị dò xăng, phát ra tiếng kêu, đồng thời khởi động rất lâu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện ra quá trình lắp piston của chiếc xe này có vấn đề. Dẫn đến việc bị mài mòn trong khi sử dụng, gần như bị phồng piston. Với tình huống như vậy thì chắc chắn phải đổi chiếc xe khác cho người ta. Nhưng lấy chiếc xe này về cũng đâu thể vứt đi như sắt vụn được. Dù gì cũng là chiếc xe 200 ngàn, ai nỡ vứt đi cơ chứ. Cuối cùng quản lý Trương nảy ra một ý, đó là nhập một bộ động cơ mới ở xưởng về thay. Người thay động cơ là kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong cửa hàng 4S. Ngay cả số động cơ cũng được sửa đi bằng phương pháp đánh bóng đặc biệt. Gần như không có một tí vết nào, cho dù quen thuộc về xe đến mấy thì cũng khó mà tìm ra dấu vết. Vậy nên quản lý Trương không sợ người ta kiểm tra xe. Bởi vì động cơ xe là hàng chính hãng, kiểm tra thế nào đây? Hoắc Khải ở đó nghiêm túc kiểm tra, quản lý Trương vô cùng bình tĩnh. Anh ta còn không quên nói với Giản Tư Tư, người đẹp, tôi thấy hai người đừng lãng phí thời gian nữa, làm sao mà có vấn đề được, bây giờ hai người đi thì tôi sẽ không chấp nhặt với hai người. Đồng thời vẫn sẽ có ưu đãi, nếu làm to chuyện ra thì bên thiệt thòi không phải chúng tôi đâu. Giản Tư Tư liếc nhìn anh ta, hừ một tiếng rồi nói, ông chủ tôi nói có vấn đề thì nhất định là có vấn đề. Anh cứ chờ mà khóc đi, kết chương, chế tạo hào môn, chương 261, sếp lớn đến rồi, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Giản Tư Tư, sớm đã kính nể Hoắc Khải như thần, học sinh trước nay đều là một cá thể rất đơn thuần. Tiếp xúc với thế giới chưa được sâu, chưa có quá nhiều nhận thức thông thấu về thế giới này. Bởi vì hiểu được ít, cho nên họ rất dễ bị mông lung, cũng rất dễ sùng bái người khác,
nhất là con gái trời sinh đã cảm tính, khiến họ càng dễ nảy sinh cảm giác ỷ lại người khác. Giản Tư Tư chính là như vậy, cô ấy quá tin tưởng Hoắc Khải, cho nên anh nói có vấn đề thì cô ấy chắc chắn sẽ không tin người khác nửa chữ. Quản lý Trương ngoan cố không chịu thừa nhận, không khác nào tự chuốc lấy khổ, đợi sếp tìm ra vấn đề cụ thể thì anh ta sẽ đòi đời. Giản Tư Tư tin tưởng tuyệt đối chuyện này, mà quản lý Trương cũng vô cùng tin tưởng vị kỹ thuật sư già của mình. Cho rằng Hoắc Khải không thể nào tìm ra vấn đề gì. Hai bên đều có người đáng để mình tin tưởng, nếu nói bây giờ họ mỗi người một ý, thì chẳng thà bảo rằng họ đang so xem người đứng sau mình ai giỏi hơn mà thôi. Hoắc Khải cầm lấy cái đèn pin chiếu sáng, lại dùng tua vít gõ chỗ này xem chỗ kia, trên bề mặt thì không nhìn ra có vấn đề gì, động cơ không có dấu vết thấm dầu, cũng không thấy mùi gì khó ngửi, từ phản ứng của chân ga có thể thấy, vấn đề nhiều khả năng xuất hiện ở chỗ khác. Hoắc Khải suy tính một lúc rồi lại men theo những chỗ có liên quan đến động cơ kiểm tra lại một lượt. Nhân viên kỹ thuật bên cạnh thấy sự chú ý của anh rời khỏi động cơ thì trong lòng thầm thở phào một hơi. Bởi vì cậu ta biết, vấn đề của chiếc xe này chính là nằm ở chỗ động cơ. Nếu không nhìn ra được vấn đề gì ở động cơ mà đi tìm chỗ khác, đó chính là lãng phí thời gian một cách vô ích. Sau khi cậu ta đối mặt với quản lý Trương xong thì hai người đều mỉm cười hiểu ý. Nhưng hai người họ không hề hay rằng, trình độ hiểu biết của Hoắc Khải đối với xe đã cao thâm đến mức độ nào. Một bộ động cơ từ khi xuất xưởng đến lúc được thay đổi, cho dù có làm tinh tế đến mức nào cũng không thể hoàn toàn che mắt người khác. Người khác không nhìn ra, đó là vấn đề về kỹ thuật, hoặc có thể nói là xem không đủ tỉ mỉ. Nhưng Hoắc Khải không giống vậy, anh tìm nguyên nhân không chỉ đơn thuần là xem bằng mắt, mà nhiều lúc là cầm tua vít đi gõ nhẹ vào các bộ phận. Đại khái là khi gõ đến van tiết lưu, động tác của Hoắc Khải hơi dừng lại một chút, âm thanh khi gõ vào chỗ này cảm thấy không được thuận tai cho lắm. Anh lấy dụng cụ chuyên nghiệp mở nắp van tiết lưu ra. Cậu nhân viên kỹ thuật trẻ ở bên cạnh nói, người anh em, nếu anh cứ động tay động chân như thế này, có việc gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. Hoắc Khải không thèm để ý đến cậu ta mà thuần thục mở nắp van tiết lưu ra. Bên trong rất sạch sẽ, không hề có dấu vết của việc đã qua sử dụng, nhưng vẫn là câu nói ấy, có những khi chỉ dùng mắt nhìn là không có tác dụng gì. Hoắc Khải vươn ngón tay ra, sờ lên chỗ van tiết lưu, rồi đưa lên mũi ngửi. Trừ mùi xăng dầu được sản sinh tự nhiên trong động cơ, còn có một mùi rất hiếm khi gặp, mùi này thường đến từ nước rửa van tiết lưu, không có màu sắc cũng rất dễ bị hấp hơi, nếu lái chiếc xe này thêm mấy ngày nữa thì mùi này sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, khi nhân viên kỹ thuật Hoàng tiến hành bảo dưỡng khoang máy, mặc dù đã làm sạch dấu vết từng sử dụng trên van tiết lưu nhưng lại quên mất không khởi động xe. Chất lỏng bay hơi rất chậm trong trạng thái đóng kín, mà cho dù chất lỏng có nay hơi rồi thì thể khí cũng không có nơi nào để thoát ra. Cho nên Hoắc Khải đã ngửi thấy mùi này, anh lập tức hiểu ra mình không phải là người đầu tiên lái chiếc xe này. Nói chính xác hơn thì Giản Tư Tư đã trở thành chủ nhân đời thứ hai của chiếc xe rồi. Bởi cho dù cửa hàng 4S có từng lái chiếc xe trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không cẩn thận đến mức cố ý đi làm sạch van tiết lưu. Khả năng duy nhất chính là chiếc xe này đã được sử dụng trong một thời gian dài. Một chiếc xe đã qua tay mấy đời chủ còn đem về bán, chứng tỏ xe này cũng gần như mới tinh, vậy tại sao một chiếc xe như thế lại phải đổi chủ xe? Ánh mắt của Hoắc Khải lại lần nữa rời đến động cơ xe, nơi dễ xuất hiện hỏng hóc nhất của một chiếc xe mới đến tay. Có khả năng chính là ở động cơ, bởi vì đây là trái tim của cả chiếc xe, cũng là nơi tinh vi nhất của nó, nhưng động cơ nhìn thì lại có vẻ không vấn đề gì. Cũng không có bất kỳ dấu vết nào của việc tháo lắp. Có thể khẳng định rằng đây chính là một động cơ hoàn toàn mới. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, thì Hoắc Khải lại bỏ đèn pin và tua vít xuống, một tay anh ấn lên động cơ, một tay khác thì lại mò kiếm cẩn thận khắp động cơ. Động tác của anh vô cùng chậm rãi, thậm chí vì để cho các giác quan cảm nhận được rõ ràng hơn mà còn cố tình hơi híp mắt lại. Quản lý Trương và cậu nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi kia thấy anh lại mò về động cơ thì trong lòng giật thót. Không lẽ tên này đoán ra được chuyện gì rồi, nhưng lúc nãy anh đã mở van tiết lưu ra rồi mà. Hơn nữa van tiết lưu đã được làm sạch, căn bản là nhìn không ra được bất kỳ vết tích nào hết. Hoắc Khải không tiêu tốn quá nhiều thời gian trên động cơ. Rất nhanh đã sờ được nơi khắc số hiệu của nó. Ngón tay anh chậm chậm quét qua số hiệu từ đầu đến cuối. Sau đó dừng lại, Hoắc Khải hơi cúi đầu, nhìn số hiệu động cơ gần như mới cứng đó, biết được rằng mình đã tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Tuy rằng thủ đoạn của vị kỹ sư già đó trong cửa hàng 4S đã có kỹ thuật như thần, sửa đi số hiệu vốn có trên động cơ, nhưng ông ta cũng chỉ là con người, có làm tinh tế đến đâu đi chăng nữa cũng khó mà so được với độ hoàn mỹ của máy móc. Số hiệu của động cơ là do nhà máy dùng máy móc khắc thành. Từng nét gần như y hệt nhau. Còn vị kỹ sư già kia tay nghề đã rất tinh vi rồi. Nhìn bằng mắt thường gần như không thấy được khuyết điểm nào. Nhưng khi Hoắc Khải dùng ngón tay tỉ mỉ cảm nhận nó thì lại phát hiện. Ký tự đầu tiên với hai ký tự sau cùng có sự chênh lệch nhỏ về cao độ. Điểm nhỏ này có thể tính bằng đơn vị mi,
ly, mét, người bình thường cho dù có sờ đến cũng chưa chắc cảm nhận ra được. Giống như người thường chơi mặt trược, vươn tay ra sờ là đã biết mình bốc phải bài như thế nào. Còn người bình thường sờ cả ngày cũng chẳng biết rốt cuộc là hồng trung hay là bạch bàn. Sự chênh lệch chỉ vài mi, ly, mét này làm Hoắc Khải càng thêm chắc chắn số hiệu động cơ này là giả. Máy móc hoàn toàn tự động hóa không thể nào có tí vết như này được. Cộng thêm chi tiết mùi lạ ở van tiết lưu càng làm anh thêm chắc chắn. Từ hai manh mối này, xem ra động cơ đã bị thay đổi. Cửa hàng 4S này rất cẩn thận, thay một cái động cơ hoàn toàn mới, loại bỏ tất cả dấu vết từng được sử dụng. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, một nơi dễ dàng bị bỏ quên, và một điểm sai khác rất khó để người thường phát hiện ra. Đều đã bị Hoắc Khải tìm thấy, nếu đã biết động cơ chiếc xe này bị thay đổi thì Hoắc Khải không cần suy nghĩ cụ thể vấn đề gì nữa rồi. Bởi đây đã là mạo hiểm lừa gạt, căn cứ theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cửa hàng 4S cần phải thực hiện khoản phạt hoàn 1-3. Hoắc Khải cầm lấy khăn và nước rửa tay bên cạnh lên lau sạch tay rồi rời khỏi chiếc xe. Nhìn thấy anh bước lại gần, Giản Tư Tư lập tức hiểu ra, sếp chắc chắn đã tìm thấy vấn đề rồi, trong lòng cô ấy hưng phấn còn hơn cả việc mua xe. Cô bất giác quay đầu nhìn về phía quản lý Trương đứng bên cạnh. Muốn châm biếm họ mấy câu trước khi Hoắc Khải vạch trần họ. Kết quả cô chưa kịp chào phúng thì quản lý Trương đã bước nhanh ra phía cửa. Chiếc xe Mercedes, Benz bản G63 AMG dừng trước cửa, một người đàn ông mặc Âu phục bước xuống xe. Bảo vệ và tư vấn bán hàng đứng ở cửa vội chạy tới nghênh đón. Bởi vì đây không phải ai khác mà chính là sếp lớn Tiêu Gia Bình của cửa hàng 4S. Những năm trước Tiêu Gia Bình làm kinh doanh vật liệu thép. Nhân lúc những năm đó ăn nên làm ra mà kiếm được một khoản lớn. Sau đó kinh tế trong nước phát triển nhanh chóng, ông lại nhìn ra trào lưu mới trong đó, liền lập tức lấy một khoản tiền lớn ra mở cửa hàng Mercedes. Benz 4S, tài sản của ông ở trong thành phố này cũng chẳng được tính là tốt đầu. Nhưng ít nhất cũng phải hơn 100 triệu tệ. Có thể coi như là nhà giàu rồi, với tư cách là một sếp lớn, bình thường ông đều không hay lộ diện, nhưng hôm nay lại đột nhiên có hứng đến cửa hàng để giết thời gian. Vừa xuống xe đã có một đám cấp dưới đến chào hỏi ông. Kể cả vị quản lý Trương kia cũng vậy, quản lý bán hàng ở cửa hàng 4S có đến mấy người. Không tính là lãnh đạo gì, nhưng Tiêu Gia Bình là ông chủ lớn hàng thật giá thật. Không xun xoe ông thì ai, Tiêu Gia Bình sớm đã quen với bầu không khí như vậy. Tùy tiện gật đầu mấy cái biểu thị ý đã biết. Đúng lúc ông định đến văn phòng nghe cấp dưới báo cáo thì lại nhìn thấy một người mà bản thân gần đây rất muốn gặp. Tang lễ của Triệu Vĩnh An làm lớn đến nỗi phải nửa dân số nước này biết. Bản thân lại là một nhà giàu, Tiêu Gia Bình làm sao lại không rõ cho được, có điều người chết có giỏi đến mấy đi nữa thì cũng đã chết rồi. Nhưng người kế thừa của ông ấy ngược lại càng đáng được quan tâm. Tiêu Gia Bình biết người kế thừa của Triệu Vĩnh An là Lý Phong. Sáng lập ra một công ty tên là Hy Vọng Mới, trước mắt kinh doanh mảng thương mại điện tử. Ngoài ra anh còn làm trợ lý tổng giám đốc trong công ty chi nhánh nhà họ Cơ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 262, chân tướng, góc truyện audio.com. Ông ta rất muốn móc nối quan hệ với những nhân vật như thế nhưng công việc kinh doanh của ông đến giờ chủ yếu là tập trung ở mảng buôn bán xe hơi. Không dính dáng đến mảng kinh doanh của Hoắc Khải một chút nào. Bây giờ, ở đâu cũng có người muốn nịnh nọt Hoắc Khải để thuận tiện ôm đùi mấy người miêu nhất khoa. Sao có thể đến lượt người chẳng có tí liên quan nào như ông ta? Tiêu Gia Bình cũng tự biết rằng tạm thời chưa thể gây dựng quan hệ với Hoắc Khải nên luôn cảm thấy chán nản. Thế mà bây giờ, ông ta lại thấy Hoắc Khải xuất hiện ở cửa hàng 4S của mình. Nhân vật mới nổi xuất hiện ngay trước mắt, làm sao Tiêu Gia Bình có thể để tuột mất cơ hội này. Ông ta lập tức quay lại, đi về phía Hoắc Khải, quản lý Trương đang đứng trên đoạn đường mà ông ta sẽ đi qua. Thấy ông chủ đang đến bên này thì nhất thời kích động không thôi. Anh ta còn cho rằng ông chủ đặc biệt đến tìm mình. Anh ta vội vàng bước lên trước để đón tiếp. Gật đầu, khom lưng nói, ông chủ Tiêu, sao hôm nay ông lại có thời gian đến cửa hàng thế ạ, để tôi đi pha một tách trà mời ông. Không cần, tôi không uống, Tiêu Gia Bình tùy tiện đáp, sau đó như nghĩ đến điều gì, hỏi, ở đây cậu có trà gì, trà đại hồng bao thượng hạng của núi Vũ Di, hơn 3.000 tệ nửa cân, quản lý Trương vội vàng trả lời, Tiêu Gia Bình ừ một tiếng, đối với ông ta mà nói thì loại trà này vẫn chưa ngon lắm. Chỉ thuộc loại bình thường, nhưng mà ngàn năm ông ta mới tới đây một lần nên cũng không chuẩn bị trà ngon ở đây. Do dự một lát, ông ta nói, vậy cậu đi pha hai tách trà mang qua đây, đợi một chút, hai người bên kia đến chung phải không? Giản Tư Tư đang nói chuyện với Hoắc Khải, Tiêu Gia Bình không nhớ ở trong cửa hàng có nhân viên nào như thế. Hơn nữa cô ấy cũng không mặc đồng phục, quản lý Trương nhìn qua bên đó, anh ta vẫn chưa kịp nghĩ ra tại sao Tiêu Gia Bình lại bảo pha hai tách trà nhưng sếp lớn yêu cầu thì anh ta đương nhiên sẽ làm ngay. Hai người kia à, tôi đang muốn nói với ông, hai đứa nhóc đó nói không có lý lẽ, đến cửa hàng chúng ta mua xe lại nói xe có vấn đề. Tôi bảo kỹ thuật viên kiểm tra cái xe đó hai lần mà họ vẫn không tin. Sếp à, ông đừng giận, tôi sẽ bảo họ lái xe đi luôn bây giờ.
Quản lý Trương vừa nói vừa đi về phía Hoắc Khải. Tiêu Gia Bình vội vàng kéo anh ta lại, sắc mặt u ám nói, cậu nói những lời khó nghe với cậu ấy rồi à? Không phải vậy, tôi làm việc rất chuyên nghiệp, sao có thể nói ra lời khó nghe? Nhưng cái người này, những lời nói sau đó của quản lý Trương, Tiêu Gia Bình cũng không muốn nghe, ông ta chỉ muốn xác nhận là nhân viên của mình có đắc tội lớn với Hoắc Khải không là được rồi. Không để ý đến quản lý Trương nữa, Tiêu Gia Bình tiếp tục rảo bước đi về phía Hoắc Khải. Quản lý Trương cho rằng sếp lớn muốn đích thân giải quyết tranh chấp. Vội vàng bước lên trước, nói, Tổng Giám Đốc Tiêu, việc này cứ để tôi xử lý là được, thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, nên, anh ta còn đang nói thì hai người đã đi đến phía bên kia. Ngậm cái miệng của cậu lại, sao mà nói lắm lời thừa thãi thế, Tiêu Gia Bình mất kiên nhẫn quát lên, sau đó nhảy miệng cười, chủ động giơ tay ra bắt tay Hoắc Khải. Anh Lý, chào anh, thật trùng hợp, không ngờ được lại gặp anh ở đây. Ông ta vừa nói ra câu này thì quản lý Trương cũng ngây cả người. Kiểu dùng kính ngữ như vậy khiến anh ta có chút hoang mang. Anh Lý, anh, tại sao sếp lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với thằng nhãi này? Đây không phải là người mua hạng xe hạng E và xe hạng C thôi sao? Cùng lắm chỉ có thể coi là tầng lớp trung lưu, mà Hoắc Khải lại nhìn Tiêu Gia Bình, hỏi, ông là ai? Anh không có ý muốn bắt tay khiến Tiêu Gia Bình cảm thấy có chút sợ mặt. Nhưng cũng không để ý mà tự nhiên thu tay về rồi giới thiệu nói. Tôi là ông chủ của cửa hàng này, Tiêu Gia Bình, anh Lý đến cửa hàng của tôi mua xe, đúng là như rồng đến nhà tôm. Không biết anh Lý muốn mua xe gì, đã quyết định được chưa? Tôi đã quyết định rồi, nhưng chất lượng phục vụ ở cửa hàng của các ông khiến tôi muốn lấy lại tiền. Hoắc Khải nói, vừa rồi, Tiêu Gia Bình đã nghe quản lý Trương nói rồi, tuy rằng không biết sự việc cụ thể thế nào nhưng cho dù là do nguyên nhân gì thì họ tuyệt đối không thể đắc tội người đàn ông đang được rất nhiều. Nhân vật lớn chú ý này, coi như anh cố ý soi mói thì cũng phải chịu, Tiêu Gia Bình vẫn cười tươi như lúc trước rồi nói, có lẽ là có hiểu lầm gì đó, thế này đi, những điều kiện anh đưa ra chúng tôi sẽ đều chấp nhận. Muốn đổi xe hay lấy lại tiền đều được, coi như kết thêm bạn bè, không chỉ đổi xe mà còn phải bồi thường 3 lần tiền xe. Hoắc Khải nói, không phải là thái độ của Tiêu Gia Bình tốt thì anh sẽ nương tay. Dám lấy chiếc xe đã thay động cơ bán cho khách thì người làm ông chủ phải chịu trái đắng như vậy. Tiêu Gia Bình vừa nghe xong thì sững người. Đổi xe hoặc là lấy lại tiền thì ông ta không thấy có vấn đề gì. Nhưng bồi thường 3 lần tiền xe thì có vẻ hơi quá rồi. Dù ông ta muốn tạo quan hệ với Hoắc Khải cũng không thể vô duyên vô cớ bị người khác lừa tiền như thế. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta còn coi ông ta ra gì nữa. Do đó, nụ cười trên môi Tiêu Gia Bình cũng nhạt dần, nói, tôi không hiểu lời nói này của anh Lý là thế nào. Nếu chất lượng phục vụ có vấn đề thì cũng không thể bồi thường nhiều như thế. Có cần đền nhiều như vậy hay không thì ông nên hỏi quản lý Trương này. Tôi nghĩ, anh ta sẽ có một giải thích hợp lý, Hoắc Khải nói, Tiêu Gia Bình quay đầu nhìn quản lý Trương, hỏi, có chuyện gì, quản lý Trương vội vàng lắc đầu, nói, tôi không biết anh đây nói vậy là có ý gì, Tư Tư, mở camera điện thoại của cô ra, Hoắc Khải quay lại nói với Giản Tư Tư, khi Giản Tư Tư mở camera, bắt đầu tìm góc độ chuẩn xác để quay video, Hoắc Khải mới nói với quản lý Trương, bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, chiếc xe C260L mà anh bán cho Giản Tư Tư có phải là xe mới? Nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo không có bất kỳ sự gian lận nào. Nếu là mấy phút trước hỏi như thế thì quản lý Trương chắc chắn sẽ không mảy may do dự mà gật đầu nói đúng. Nhưng bây giờ, điện thoại đang quay anh ta, Tiêu Gia Bình thì đứng bên cạnh, trong lòng anh ta bỗng nhiên có chút bất an, anh ta tin tưởng kỹ thuật viên kia nhưng bây giờ, tại sao tim lại đập nhanh như thế? Khi quản lý Trương đang do dự, nói năng úp mở, quanh co thì Tiêu Gia Bình lập tức hiểu ra, trong chuyện này có gì đó khuất tất, nếu không, Hoắc Khải sẽ không đến đây và nói muốn đền bù 3 lần tiền xe. Ông ta không biết có gì mờ ám, chỉ duy nhất một điều chắc chắn là ông ta cũng không quan tâm. Nghĩ vậy, Tiêu Gia Bình cũng rất quả quyết, vội nói, nếu anh Lý đã nói vậy thì chúng tôi sẽ bồi thường. Thế này đi, chúng ta lên lầu uống tách trà, tôi sẽ báo kế toán kết toán khoản này. Hoắc Khải lắc đầu nói, thời gian của tôi không nhiều, cứ đợi ở đây đi, trong 10 phút, dù có lấy được tiền bồi thường hay không thì chúng tôi vẫn phải đi. Thái độ kiên quyết của anh khiến Tiêu Gia Bình cũng không nói được gì. Sợ nói nhiều sẽ phản tác dụng. Vì đã đồng ý với Hoắc Khải nên ông ta cũng không hỏi gì nữa mà báo ngay với kế toán dựa vào giá chiếc xe mà Giản Tư Tư mua mà trả lại tiền còn đền. Bù gấp ba, thấy thái độ của ông ta khá hợp tác, Hoắc Khải cũng không muốn gây phiền phức nên bảo Giản Tư Tư xóa video trước mặt Tiêu Gia Bình. Sau đó rời khỏi cửa hàng 4S, anh Lý đi nhé, nếu lần sau cần gì thì cứ gọi trực tiếp cho tôi là được. Mọi người đều là bạn bè cả mà, Tiêu Gia Bình nhiệt tình tiễn ra tận cửa, rồi đưa danh thiếp cho Hoắc Khải. Hoắc Khải nhận lấy tấm danh thiếp, khẽ gật đầu rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, nụ cười trên mặt Tiêu Gia Bình dần nhạt đi mà thay vào đó là vẻ mặt u ám. Ông ta quay sang, nhìn quản lý Trương đang run rẩy ở bên cạnh,
lạnh lùng hỏi, nói đi, có chuyện gì? Từ khi Tiêu Gia Bình đồng ý hoàn trả số tiền bằng 3 lần tiền mua xe, quản lý Trương đã biết chuyện này không thể cứu vãn rồi. Anh ta tin tưởng rằng kỹ thuật viên đã làm rất sạch sẽ, không thể bị phát hiện, nhưng lại không dám khuyên Tiêu Gia Bình. Bởi vì biểu hiện của Tiêu Gia Bình từ đầu đến cuối đều tỏ ra là muốn lấy lòng người kia. Mà đã là lấy lòng thì dù có tin lời anh ta hay không, ông cũng tuyệt đối không vì chút tiền đó mà đắc tội với người ta. Bây giờ, Tiêu Gia Bình hỏi về việc này, quản lý Trương cũng không dám giấu, chỉ đành thành thật nói, lúc trước, động cơ của chiếc xe đó bị lỗi nên khách hàng trả lại xe. Sau đó chúng tôi mua một động cơ mới từ nhà máy rồi thay thế cái bị hỏng. Việc này do lão Hoàng đích thân cử người làm, mọi chi tiết đều được xử lý hoàn hảo. Anh ta không thể phát hiện, người này yêu cầu hoàn trả 3 lần tiền mua xe chỉ là dọa chúng ta. Anh ta còn chưa nói xong, Tiêu Gia Bình đã đạp cho một phát rồi quát tháo ầm ĩ, đồ khốn nhà cậu còn nói nữa. Làm mất uy tín của cửa hàng lại còn đắc tội với khách quý của ông đây. Cái con mẹ nó, ai bảo cậu làm chuyện này, Tiêu Gia Bình cứ nói một câu thì lại đạp một phát. Quản lý Trương bất ngờ không kịp tránh, bị đạp trúng, té lăn ra đất, không ai dám tới ngăn lại, đó là sếp lớn đấy. Kẻ thần kinh mới vì một quản lý kinh doanh mà đắc tội với sếp lớn. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 263, hoàn trả gấp 3, gocchuyenaudio.com, quản lý Trương ôm đầu nằm trên đất, không dám phản kháng, cũng không dám trốn tránh, Tiêu Gia Bình đạp mấy phát, quát mắng văng nước miếng tùm lum, sau đó hung hăng chỉ vào anh ta, nói, cậu cút ngay cho tôi, đừng để ông đây nhìn thấy cậu, cút. Quản lý Trương trông vô cùng nhếch nhác, không dám nói nửa câu thừa thãi, chạy ra từ trong cửa hàng, không dám quay lại nhìn. Tiêu Gia Bình tức đến nỗi thở hổn hển, người kỹ thuật viên Hoàng kia là ai thì ông ta biết. Đó là người chính ông ta dùng mức lương cao để dụ từ cửa hàng 4S khác qua đây. Nếu khách hàng bị bịp không phải là Hoắc Khải thì có lẽ Tiêu Gia Bình sẽ tin lời của quản lý Trương là người ta chỉ dọa mà thôi. Nhưng đây là người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An. Một nhân vật như thế lại đến đây để dọa ông ta sao? Người khác có thể không nhìn ra vấn đề nhưng nếu Hoắc Khải đã nói có vấn đề thì ai dám không tin? Tiêu Gia Bình tức đến phát điên. Cậu chọn ai thì không chọn lại cứ chọn gài bẫy người khách quý này. Sau này anh ta gặp tôi thì còn có ấn tượng tốt được sao? Vốn dĩ còn đang lo làm sao để lôi kéo, tạo được mối quan hệ với người ta, bây giờ thì tốt rồi, làm gì còn mặt mũi nào mà đi lôi với chả kéo nữa. Còn có chuyện gì khiến ông ta bực mình hơn chuyện này cơ chứ? Cũng vì bây giờ, thân phận ông ta đã khác trước, tính cách cũng tốt hơn nhiều, nếu không Tiêu Gia Bình chắc chắn sẽ không chỉ đánh anh ta một trận đơn giản như thế. Làm hỏng chuyện lớn của ông. Phải bị lăng trì, quay lại nhìn những nhân viên tư vấn đang đứng xung quanh. Tiêu Gia Bình chỉ vào mặt họ, quát mắng, sau này, đứa khốn nào còn dám làm chuyện như vậy thì ông đây cho đi ăn cơm tù. Lập tức đập nát chiếc xe kia rồi ném vào kho phế phẩm đi. Nhân viên tư vấn không dám nhiều lời, sếp lớn đã nói thì dù họ cảm thấy đáng tiếc như thế nào cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa chiếc xe đến xưởng kiểm tra sửa chữa xe. Cầm búa lên đập nát nó, những tiếng đập chan chát vang lên khiến cho không ít người đến xem xe đều cảm thấy kinh ngạc. Chiếc xe mới như thế, tại sao lại đập nát đi, không ai dám giải thích, thật sự, hầu hết những người trong cửa hàng đều biết nhưng không ai xem nó là vấn đề lớn. Trước đây, họ cũng đã từng làm chuyện như thế nhưng người bình thường thì không hiểu nhiều về xe cộ nên chỉ cần để một thời gian rồi khách hàng phát hiện ra. Rồi kiến nghị là họ thay linh kiện thì ai sẽ thừa nhận chứ? Nếu hết hạn bảo hành thì càng tốt, xảy ra chuyện gì thì khách hàng tự bỏ tiền túi ra mà sửa. Lúc này, Hoắc Khải và Giản Tư Tư cũng đã ngồi lên taxi để trở về. Sau khi lên xe, Giản Tư Tư rất tò mò hỏi Hoắc Khải rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề gì. Hoắc Khải cũng không giấu cô ấy, nói, động cơ chiếc xe đó bị thay rồi, bơm dầu cũng có vấn đề, nếu họ không đồng ý trả tiền thì chúng ta có thể trực tiếp khởi tố. Nhưng ông chủ cửa hàng đó rất thông minh, biết dùng tiền để tẩy trắng. Hà, động cơ bị thay đổi sao? Giản Tư Tư nghe thấy thế thì tỏ ra kinh ngạc, sau đó tức giận nói, đám con buôn tham lam này cũng thật là quá đáng, làm như vậy không phải là lừa gạt sao? Tất nhiên là lừa gạt rồi, nếu không sao lại vừa cho trả hàng vừa đền tiền gấp 3. Hoắc Khải cười nói, nhưng thế này cũng không tệ, cô có thể cầm khoản tiền này, mua một chiếc xe tốt, ví dụ như Audi TT hoặc BMW Z4 giá cả đều khoảng hơn 500 ngàn là mua được rồi. Còn tốt hơn C-Class, hơn 500 ngàn à, thế thì đắt quá, Giản Tư Tư nói, vì nói điều kiện gia đình cô ấy cũng có của ăn của để nhưng vừa tốt nghiệp nên cô ấy vẫn chưa đủ tâm lý để đi một chiếc xe đắt như thế. Căn nhà mà Hoắc Khải mua ở khu Tây Bắc cũng mới 1.8 triệu. Vậy thì chiếc xe này bằng nửa căn nhà rồi. Hơn nữa, được trả lại tiền xe còn bình thường chứ bồi thường gấp 3 lần tiền xe thì cô ấy cũng ngại cầm. Trước đây, cô ấy tốn 270 ngàn để mua một chiếc C-Class. Bồi thường gấp 3 thì tính ra là 810 ngàn. Khoản tiền lớn như thế, nếu Giản Tư Tư có thể yên tâm đút vào túi mới là khó tin như thấy quỷ vậy.
tiền này tôi không thể cầm, sếp là người phát hiện ra vấn đề đó, nếu không coi như tôi bị lừa chết mà cũng không biết sự thật thế nào. Giản Tư Tư nói, biết hay không biết chỉ là một chuyện nhưng nó vốn dĩ thuộc về cô. Hoắc Khải nói, nếu giờ cô không cần thì cuối tháng, khi Tổng Giám Đốc Ninh kết toán thì tôi cũng bảo cô ấy chuyển khoản tiền này vào tài khoản của cô. Còn tiêu thế nào là chuyện của cô, có thể mua xe, có thể mua nhà, không được. Giản Tư Tư vẫn muốn từ chối nhưng chuyện mà Hoắc Khải quyết định rồi thì cô sao có thể từ chối được. Đừng nói là 810.000, nếu mà 8.100.000 mà không phải là của mình thì Hoắc Khải cũng sẽ chắc chắn không tham lam. Anh hiểu rất rõ, tiền đóng vai trò gì trong xã hội này, nó có thể khiến kẻ thù trở nên hòa thuận với nhau cũng có thể khiến anh em trở mặt thành thù. Thẳng thắn mà nói, Hoắc Khải không thích xã hội vật chất nhưng anh cũng hiểu được rằng nếu không có tiền thì thật sự không làm được việc gì. Quy tắc của xã hội không phải là thứ mà ai thích thì có thể thay đổi. Thấy Hoắc Khải cố chấp làm như vậy, cuối cùng Giản Tư Tư cũng yên lặng và cân nhắc chuyện sau khi lấy được tiền thì làm thế nào mới tốt. Nếu theo lời Hoắc Khải nói là mua một chiếc xe sang 500.000-600.000 cũng không được. Giản Tư Tư không phải là người ham hưởng thụ, có thể lái một chiếc xe 200-300 ngàn, đối với cô đã rất tốt rồi. Về điểm này thì cô và Ninh Tần thuộc cùng một loại người. Nhưng vì càng trẻ tuổi thì quan niệm về tiêu dùng cũng cao hơn nên chịu bỏ ra nhiều tiền hơn. Nếu không mua xe thì mua gì, mua nhà sao, nhưng khoản tiền quá lớn này là do sếp giúp cô ấy đòi lại. Nếu tiêu một mình thì không ổn lắm, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Giản Tư Tư nảy ra một ý tưởng, nhưng cô ấy cũng không nói ngay với Hoắc Khải mà định trở về rồi tìm Ninh Tần thương lượng xem sao. Dù sao, trước mắt, tổng giám đốc của công ty hy vọng mới cũng là Ninh Thần. Hoắc Khải chỉ là đại diện pháp luật, rất ít khi tới công ty cũng không giữ chức vụ gì. Sau khi hai người trở lại công ty, biết Giản Tư Tư mua xe mới suýt nữa bị lừa lại trong cái rủi gặp cái may. Lấy được 8.100.000 tiền bồi thường, Ninh Thần có chút kinh ngạc còn những nhân viên trẻ tuổi trong công ty thì rất ngưỡng mộ. Tại sao mình lại không gặp chuyện tốt như thế chứ? Sớm biết vậy thì đi mua xe cùng với sếp rồi. 800.000 đấy, bây giờ, lương của họ một tháng cũng không phải là quá ít, trung bình vào khoảng 14, 15.000 nhưng muốn có 800.000 thì cũng phải làm vài năm. Nhịn ăn nhịn uống mới tiết kiệm đủ, ngưỡng mộ không, ghen tị không, hối hận không, ha ha ha, ai bảo mọi người không đi cùng với sếp, các cậu không biết đâu, sếp giỏi lắm, mấy người kia đều muốn giả ngu lờ đi nhưng sếp là người thế nào chứ? Anh ấy liếc mắt cũng nhìn ra vấn đề của cái xe đó. Nhạy bén và hiểu biết đến nỗi ông chủ của cửa hàng 4S cũng không dám phản bác. Phải ngoan ngoãn nhận tội, Giản Tư Tư tỏ vẻ khoe khoang nói về chuyện mua xe. Còn những người khác thì hào hứng lắng nghe, chỉ có Ninh Hạo Bân nghe thấy thế thì mặt mũi nhăn nhó như đất phải ruồi. Sao người đàn ông kia làm gì cũng đều may mắn như thế? Vận may của người khác như đều nhường hết cho anh rồi. Ninh Hạo Bân cảm thấy không phục, từ đầu đến cuối cậu ta đều cho rằng Hoắc Khải thành công là dựa vào may mắn. Bao gồm cả việc mua xe, nếu không phải trùng hợp Giản Tư Tư đi cùng anh ta thì anh ta phát hiện ra cái dám gì? Ở bên kia, Ninh Thần cười vui vẻ nhìn Hoắc Khải nói, anh nhìn thấy chưa, mấy cô cậu trẻ tuổi đều rất ngưỡng mộ anh, trong lòng họ, đến cả một tổng giám đốc như em cũng không có địa vị cao như anh đâu. Nhưng trong lòng anh, địa vị của họ cũng không cao bằng em, Hoắc Khải cười nói, anh bỗng nhiên nói mấy lời đó khiến Ninh Thần nghe xong cũng thấy ngọt ngào như ăn đường vậy. Nếu không phải trong văn phòng còn có nhiều người thì có lẽ cô cũng không nhịn được mà hôn Hoắc Khải một cái. Từ lúc Hoắc Khải nói muốn cùng cô yêu lại từ đầu. Mỗi lần gặp nhau thì đều nói mấy câu khiến tim cô đập thình thịch. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy như vậy gọi là dẻo mò. Nói năng khiếm nhã, nhưng mà trong mắt người tình hóa Tây thì, người ta không thích anh chạm vào tay cô ta thì gọi là đồ lưu manh. Còn nếu thích anh thì cầm tay cô ấy lại là một cách thể hiện tình yêu. Anh nói dễ nghe thế, buổi chiều còn phải đi khám bệnh nữa đấy. Ninh Thần nói, vừa rồi Tư Mễ gọi điện cho em nói buổi trưa có thể làm xong việc. Buổi chiều khoảng 1 giờ anh đi là được. Hoắc Khải cảm thấy rất bất lực, anh rất muốn nói cho cô biết, bây giờ mình không có bệnh gì, nhưng nghĩ đến việc anh vẫn chưa thật sự thẳng thắn nói những chuyện trong quá khứ với Ninh Thần nên bây giờ nói như vậy thì vẫn hơi sớm. Nghĩ vậy, anh đành phải thở dài gật đầu rồi nói, được rồi, trời ơi, đừng có nhíu mày, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, có lẽ vì cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng nhất định đến lòng tự trọng của đàn ông nên Ninh Thần chủ động lại gần anh. Nhẹ nhàng cầm tay anh, cắn nhẹ môi, hai mắt như long lanh ánh nước. Cô khẽ nói, đương nhiên cũng là vì tốt cho em nữa. Lẽ nào anh không muốn biết gần đây em học được bí kíp gì sao? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 264, uống rượu, góc chuyện audio.com. Hoắc Khải nghe vậy thì ngẩn người, rồi mới hoàn hồn trở lại. Học cái gì cơ, khí huyết của anh đột một nóng lên, đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng ra một vài hình ảnh. Chỉ một suy nghĩ cũng đủ để khiến cả người anh nóng hết lên. Nhìn sắc mặt thay đổi một cách rõ ràng của chồng mình. Ninh Thần cũng hơi đỏ mặt rồi quay đi. Cô không hề biết dáng vẻ đã nghiện còn ngại này của bản thân quyến rũ cỡ nào.
suy cho cùng, dù Hoắc Khải có nguyên tắc đến mấy thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Ngủ chung với Ninh Thần suốt bao lâu này mà chưa từng vượt qua giới hạn. Có thể thấy được anh đã phải nhịn một cách khó khăn thế nào. Thất tình lục dục là phương hướng của con người, được bản năng chỉ lối, nhẫn nhịn càng lâu thì khi bộc phát ra càng mãnh liệt. Bên trong phòng làm việc có nhiều người, Hoắc Khải cũng không tiện nói gì hay làm gì mà chỉ có thể dương mắt lên nhìn. Khó khăn lắm mới nhịn đến chưa thì lại bị Ninh Thần kéo đi tìm Phan Tư Mễ. Hoắc Khải đang nhẫn nhịn đầy một bụng, lại bị cô tự tay đưa đến trước cửa phòng khám của Phan Tư Mễ. Sau đó, Ninh Thần híp mắt cười, nói, ngoan ngoãn đi khám đi, em qua bên phòng bếp xem thế nào đã, xong sẽ tới tìm anh. Hoắc Khải rất muốn bảo cô đừng đi đâu cả, nhưng Ninh Thần nào có chịu nghe, nhìn bóng dáng vợ mình đi xa. Hoắc Khải âm thầm kêu khổ một tiếng, nhân viên lễ tân đã quen mặt anh, mỉm cười nói, anh Lý, tình cảm của hai vợ chồng nhà anh tốt quá, thật đáng ngưỡng mộ mà. Hoắc Khải nghe vậy thì thở dài, tình cảm tốt là giả, vì phần lớn đều là được xây dựng với tiền đề là Lý Phong. Nếu như Ninh Thần biết anh không phải là chồng của cô, hoặc nói chỉ có thân thể là thật, thì cô có chấp nhận không? Hoắc Khải lắc đầu, biết nếu bản thân mình không đi lên thì chắc chắn sẽ có người báo cáo cho Ninh Thần ngay. Anh đành phải đi lên tầng rồi nhìn thấy Phan Tư Mễ đang ngồi trên sofa đánh chữ. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy ngắn màu đen, đặt máy tính bảng trên đùi, một trắng một đen làm lộ rất rõ ràng vẻ đẹp của sự tương phản. Thêm vào đó, Phan Tư Mễ vốn đã có một vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Nhất là nốt ruồi duyên dưới cằm càng khiến cô ta giống như một miếng bánh mê người. Cô ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Khải đi lên rồi cười nói. Đến rồi hả, anh ngồi trước đi, tôi sắp xong rồi. Hoắc Khải ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc rồi vô thức nhìn Phan Tư Mễ một cái. Ngọn lửa mà Ninh Thần đốt lên đã khó tan rồi, giờ nó lại khiến năng lực tự khống chế bản thân của anh yếu dần đi. Nhưng Hoắc Khải cũng chỉ nhìn một cái rồi quay đi, rời lực chú ý của mình sang chỗ khác. Khoảng 2-3 phút sau, Phan Tư Mễ gặp máy tính bảng lại rồi đi tới. Hỏi, sao không nhìn nữa, hà, Hoắc Khải khó hiểu nhìn cô ta bĩu môi cười nói, ban nãy anh nhìn trộm tôi còn gì, cứ tưởng là sẽ nhìn lâu hơn cơ, sao, tôi mặc đẹp không, Phan Tư Mễ nói xong thì còn cố ý quay một vòng. Đường cong chữ S cùng bộ váy bó sát đã bộc lộ hết sự nữ tính của cô ta ra. Hoắc Khải không trả lời câu hỏi đó, mặc dù ánh mắt anh cũng không kìm được mà phải liếc nhìn vào cặp đùi trắng nõn kia. Nhưng anh vẫn cố gắng bình ổn nội tâm đang nổi loạn của mình lại rồi nói. Thấy bảo dạo này cô bận lắm. Thế cô cứ làm chuyện của mình đi, tôi ở đây giết thời gian một lúc là được, anh nói kiểu gì thế, giết thời gian một lúc là sao chứ? Phan Tư Mễ cười đáp, tôi biết anh không bị sao rồi, nhưng cũng không thể đến rồi đi luôn vậy được, nếu chán quá thì nhảy một điệu với tôi không? Anh biết nhảy chứ, không biết, Hoắc Khải dứt khoát lắc đầu, dù là nhảy điệu gì thì cũng sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể. Hiện giờ anh như một ngòi nổ vậy, chỉ cần một chút lửa là sẽ bùng cháy ngay. Huống hồ, Phan Tư Mễ còn không phải là một người bình thường mà lại là một phụ nữ rất quyến rũ. Hoắc Khải chưa bao giờ xem thường sức khống chế của bản thân. Nhưng anh biết, không nên đánh giá nó quá cao, thật sự không biết sao. Phan Tư Mễ nghi ngờ hỏi, một gã tồi mà lại không biết nhảy ư, Hoắc Khải vẫn kiên quyết lắc đầu. Không biết thật, Phan Tư Mễ ồ một tiếng rồi đáp, ừ thế thì không nhảy nữa. Nhưng anh cứ định ngồi vậy đấy à, hay là tôi mời anh uống chút gì nhé? Tôi vừa mới mua một bình rượu vang khá ngon. Chúng ta uống một ly rồi nói chuyện giết thời gian tầm 2 tiếng là tôi sẽ thả anh đi. Bình thường thì Hoắc Khải nhất định sẽ từ chối, vì mọi người hay nói uống rượu thì hay xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Nhất là khi anh đang như thế này, nhưng cũng chính vì cảm xúc của anh đang bị dao động mạnh cho nên tư duy của anh đã bị bản năng lấn át. Anh lại nghĩ rằng, uống một chút cũng được, để thả lỏng bản thân, không nghĩ linh tinh nữa. Thấy anh gật đầu đồng ý, Phan Tư Mễ vui vẻ đi lấy chai rượu vang cùng hai chiếc ly tới. Nghe tiếng kêu thanh thúy vang lên khi ly chạm vào bàn. Hoắc Khải gật đầu nói, ly này được đấy, anh còn hiểu về ly uống rượu nữa à? Phan Tư Mễ vừa mở rượu vừa ói, hay là anh thử nói cho tôi xem cái ly này tốt ở chỗ nào đi? Hoắc Khải cầm cái ly lên rồi nhanh chóng kéo miệng ly ra khiến nó phát ra một âm thanh trong trèo. Anh lại lấy cốc nước ở bên cạnh lên, thấm ướt ngón tay mình rồi xoay vòng quanh thành ly, lúc này, có thể nghe thấy tiếng rung nhẹ, anh nói, nghe âm thanh thì lượng thạch anh có trong thủy tinh cùng trình độ kỹ thuật đều rất tốt. Anh lại đem ly ra soi tỉ mỉ dưới ánh mặt trời vào nói tiếp. Độ bóng và độ xuyên thấu cũng ổn, hơn nữa lại cực ít bọt khí, có lẽ là được người ta thổi vào để làm, theo đặc điểm kỹ thuật thì có lẽ nó có xuất xứ từ Italia. Nhưng xét về cảm giác khi cầm thì lại phù hợp với gu của người nước mình hơn. Cho nên, có lẽ là người trong nước dùng máy của Italia thổi nên. Mặc dù chất lượng là thượng thừa đấy, nhưng miệng ly lại hơi nhỏ so với chính thể, hợp để uống rượu vang trắng hơn. Phan Tư Mễ nghe vậy thì sững sờ. Mặc dù cô ta đã học ở nước ngoài nhiều năm, cũng nếm thử không ít rượu ngon, nhưng bình thường cô ta chỉ quan tâm nhiều nhất đến chất lượng của rượu. Còn về ly uống rượu,
đã được bày lên những nơi ăn uống sang trọng rồi thì chắc chất lượng cũng không tồi. Cũng chẳng cần chú ý đến làm gì, cô ta tò mò nhìn ly rượu vang trên bàn và hỏi. Vậy uống rượu vang đỏ thì hợp với loại ly nào? Có hai loại, một là ly thủy tinh vang đỏ Burgundy có miệng cốc hơi hướng ra ngoài. Một loại khác là ly Bordeaux có thân cốc phình xuống dưới. Ly Burgundy có miệng cốc to là để mùi hương rượu xông lên mũi dễ hơn và cảm nhận được tầng hương thứ hai và thứ ba. Quả nhỏ ở vùng Burgundy chua hơn ở Bordeaux, khi rượu lan ra nửa đầu lưỡi là có thể cảm nhận được vị chua chua của quả rồi. Mà rượu có nhiều tannin thì hợp với ly Burgundy hơn, nguyên nhân chủ yếu là vì kết cấu của rượu vang đỏ nặng hơn. Do đó mà cần một loại ly có dung tích lớn để lắc đều cho rượu tản ra, khiến mùi thơm lan ra, mà rượu trắng thì có ít tannin, thanh khiết hơn, ly rượu không cần quá to. Ngoài ra, khi uống rượu vang trắng thì cần có nhiệt độ cực thấp. Tốc độ ấm lên của ly nhỏ chậm hơn nhiều, mà mỗi lần rót ra cũng không quá nhiều rượu. Như vậy, ta có thể uống hết trong thời gian ngắn mà vẫn giữ được nhiệt độ của nó. Phan Tư Mễ kinh ngạc vô cùng, lúc Hoắc Khải giải thích về những điều này, anh không cần suy nghĩ một chút nào mà cứ thế nói ra. Nếu đây không phải là nói xạo thì chắc chắn là anh rất hiểu về ly uống rượu vang. Có vẻ là cô ta đã đoán đúng, độ cặn bã của người đàn ông này rất cao. Nhưng đến mức nói ra được nhiều kiến thức về ly uống rượu như vậy thì hình như là hơi cao quá thì phải. Với kiểu phụ nữ như Ninh Thần thì đâu cần có một người chồng có kiến thức phong phú cỡ đó chứ. Vả lại, với thân phận và địa vị của cô ấy thì sẽ không thể tiếp xúc được với những người cao cấp như vậy. Phụ nữ có địa vị xã hội thấp thì càng bị những lời đường mật và thổi phồng của lũ đàn ông tồi hấp dẫn. Bên ngoài tỏ ra càng cao quý thì ngược lại còn dễ khiến bọn họ có cảm giác chênh lệch. Nghĩ ngợi một hồi, Phan Tư Mễ hỏi, tôi chưa từng nghe thấy Ninh Thần nói anh thích uống rượu mà. Sao anh lại hiểu rõ về rượu vang thế? Thật ra không phải là hiểu, mà chỉ là một số kiến thức bình thường thôi. Cứ đọc sách nhiều là sẽ biết mà, Hoắc Khải khiêm tốn nói. Phan Tư Mễ vô thức trợn mắt, ý của câu nói này là cô ta không đọc sách à? Cô ta không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Kiến thức chuyên ngành của Hoắc Khải thật sự khiến cô ta kinh ngạc. Nhưng đằng sau sự kinh ngạc thì cô ta lại càng coi Hoắc Khải là một gã trai tồi hơn. Sau khi mở rượu vang ra, Phan Tư Mễ đổ đầy một, ba mỗi ly rồi đưa cho Hoắc Khải một ly và nói. Anh đã hiểu rõ về rượu vang như vậy thì nếm thử xem nó ra sao đi. Hoắc Khải khẽ lắc ly rượu cho mùi rượu tỏa ra nhanh hơn. Sau đó, anh ghé sát mũi vào miệng ly để ngửi rồi mới nhấp một ngụm. Để rượu tràn khắp khoang miệng rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 265, mất trí nhớ, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Hoắc Khải không hề nhận xét luôn mà hơi nghiêng cái ly rồi quan sát. Sau đó mới nói, màu sắc và vị dung hòa với nhau. Nhưng cũng chứng tỏ rằng nó không có gì đặc biệt hết. Phần kết hợp giữa nước và rượu không hề có các màu sắc dễ phán đoán năm tuổi như là xanh, hồng, hổ phách mà lại ánh lên màu đỏ cam, chứng tỏ rằng chất lượng rượu đã bị hư tổn. Vì vậy, có lẽ vấn đề là ở việc đậy nắp hoặc lúc chưng cất, khiến cho chất lượng rượu suy giảm. Tôi đề nghị cô nên uống hết nó thật nhanh và đừng có giữ lại nữa. Nghe xong, Phan Tư Mễ lập tức cầm ly lên, nếm thử và quan sát, Hoắc Khải ở bên cạnh thì chỉ dẫn, phải nghiêng một góc 45 độ. Cô thấy tầng nước kết hợp giữa thành ly và rượu chưa? Nó càng rộng thì tức là nồng độ cồn càng cao, mà phần kết hợp giữa nước với rượu cũng sẽ có nhiều màu sắc khác nhau để thể hiện độ tuổi của rượu. Màu xanh và tím nhạt thì tức là khoảng 3 đến 5 năm tuổi. Màu đỏ gạch thì là 5 đến 6 năm, còn màu hổ phách thì là 8 đến 10 năm, được Hoắc Khải nhắc nhở. Phan Tư Mễ đúng là đã nhìn thấy màu đỏ cam nhàn nhạt. Theo cách nói của Hoắc Khải thì tức là rượu đã bị tổn hại. Tay cầm ly của cô ta run run, thể hiện sự giận dữ. Bình rượu này là do cô ta mua ở một nhà bán rượu cao cấp trước khi về nước. Theo lời người bán thì nó có chất lượng cực cao, nếu đem về nước bán thì ít nhất cũng được 3 đến 40 ngàn. Bây giờ thì, chất lượng cao cái cóc khô gì chứ, chất lượng rượu bị tổn hại, tức là bình rượu này không được đậy kín, bất kể chất rượu có tốt hay không mà bị hở thì chắc chắn sẽ công cốc. Cái gã khốn kiếp, Phan Tư Mễ lầm bầm, cô ta không nghi ngờ rằng Hoắc Khải có đang bốc phét hay không. Vì những kiến thức này quá chuyên nghiệp, người bình thường không thể biết đến được. Dù có muốn nói xạo thì cũng không nghĩ ra nổi để mà xạo. Hoắc Khải không nghe rõ, bèn hỏi lại, cô nói gì cơ, không có gì. Phan Tư Mễ đặt bình rượu xuống và nói, nếu không giữ được lâu thì uống hết cho nhanh thôi, không chất lượng rượu lại ngày càng đi xuống. Nào, cạn ly vì sự chuyên nghiệp của anh, chuyên nghiệp gì đâu, ngày xưa tôi quen một người nếm rượu, người đó chỉ cần liếc một cái, ngửi một chút là biết rượu được sản xuất ở đâu, so sánh với người đó thì tôi chỉ là một con mọt sách học vẹt mà thôi. Hoắc Khải khiêm tốn đáp, nếu phái nam cũng mọt sách như anh thì tôi thấy đây sẽ là loại đàn ông được cả thế giới chào đón nhất đấy. Phan Tư Mễ cụng ly với anh ta rồi thở dài. Đáng tiếc là bạn thân của tôi đã lấy anh rồi, nếu không thì tôi cũng muốn cạnh tranh với cô ấy lắm đó. Câu nói này rất dễ hiểu sang nghĩa khác,
Hoắc Khải bình thường sẽ không đáp lại mà chỉ nâng ly lên tỏ ý rồi uống một ngụm. À mà ngày xưa anh học ở trường đại học nào vậy? Phan Tư Mễ hỏi, muốn khiến một người phạm sai lầm thì có hai cách, một là nâng anh ta lên thật cao, khiến anh ta đắc ý vô cùng, tự cho bản thân là đúng, hai là kéo gần khoảng cách với anh ta, dụ anh ta làm những điều bình thường anh ta không dám làm với người lạ. Phan Tư Mễ lựa chọn cách thứ hai, vì cô ta và Ninh Thần là bạn đại học, nói mấy vấn đề này sẽ tiện hơn mà cũng dễ khiến đối phương buông lòng cảnh giác hơn. Thế nhưng sau khi cô ta hỏi thì Hoắc Khải lại ngẩn ra. Bởi vì khi anh muốn trả lời câu hỏi này thì lại cảm thấy đầu mình trống rỗng. Điều khó hiểu nhất là, dù anh cố sức hồi tưởng thế nào thì cũng không nhớ nổi bản thân đã từng học ở đâu. Không, không chỉ mỗi đại học đâu, nếu hồi tưởng về sâu nữa thì lại càng là một khoảng trắng. Mà anh càng nghĩ nhiều thì đầu anh lại càng khó chịu. Hoắc Khải trở nên ngơ ngác, sao lại không nhớ ra được thế này? Mãi cho đến giờ, anh mới nhận ra, từ khi sống lại, anh chưa từng nghĩ đến những chuyện lúc trước. Hình như anh đã dồn toàn bộ lực chú ý và tâm trí lên người Ninh Thần cả rồi. Điều duy nhất anh rõ ràng là anh đã gặp Ninh Thần ở bệnh viện. Sau đó họ yêu nhau và kết hôn. Trước đó thì sao, đừng nói là học đại học trường nào, đến cả người nhà là ai, anh còn không biết nữa là, cái thông tin anh là cô Nhi này là do Ninh Thần nói. Còn việc anh có phải cô Nhi hay không, hoặc bố mẹ anh đã qua đời thế nào thì anh cũng không nhớ được. Bạn bè và thân thích thì càng không thấy một bóng người. Mặc dù anh là một con mọt sách, là một cô Nhi, nhưng không thể quên sạch sẽ mọi chuyện như thế được chứ. Phan Tư Mễ thấy vẻ khác thường của anh thì hỏi, anh sao thế, tôi hỏi anh học trường đại học nào thôi mà sao như kiểu là nuốt phải ruồi vậy. Hoắc Khải ngẩng đầu lên nhìn cô ta, mấy phút sau anh mới hỏi, nếu tôi nói là tôi không nhớ nữa thì cô có tin không? Anh không muốn nói thì thôi, sao phải lấy ra lắm lý do thế, anh nghĩ tôi có tin không? Phan Tư Mễ nói thẳng, chính tôi cũng không tin được mà. Hoắc Khải nâng ly lên rồi lại uống một ngụm nữa. Anh đột nhiên nhận ra, bản thân không quá hiểu rõ Lý Phong, một người không thể đột nhiên mất trí nhớ như vậy được. Khi sống lại, anh cũng chỉ có thể nhớ được thời gian ở bên Ninh Thần. Tại sao lại không nhớ được những chuyện trước đó chứ? Nếu là người bình thường thì sẽ cho rằng đây là di chứng sau khi sống lại. Kiểu như khi bị tai nạn thì người bị hại sẽ có khả năng bị mất trí nhớ vậy. Nhưng Hoắc Khải không phải người bình thường, anh đến từ một gia tộc giàu có và đẳng cấp, hơn nữa còn là người đứng đầu cả gia tộc. Người như vậy sẽ không bao giờ xem thường bất kỳ tình tiết nào. Anh cố gắng nhớ về xuất phát điểm của trí nhớ, nhưng chỉ nhớ được lần đầu anh gặp Ninh Thần là anh vẫn còn đang nằm trên giường. Khi ấy, Ninh Thần lấy khăn chấm môi cho anh, ấn tượng đầu của anh về cô giống như gặp được thiên thần thực thụ vậy. Đẹp đẽ và ấm áp như thế, tại sao khi đó anh lại nằm trên giường bệnh, anh đã mắc phải căn bệnh gì sao? Những câu hỏi không có đáp án này, anh càng nghĩ càng không nhớ nổi. Quan trọng nhất là, tại sao Ninh Thần lại giúp anh làm ẩm môi? Vậy tức là hai người đã quen biết từ lâu, nhưng quen biết ra sao thì anh lại không thể nhớ ra. Hoắc Khải lại nhấp ngụm rượu thứ ba, đằng sau chuyện này hình như có gì đó khác lạ, có lẽ anh nên hỏi Ninh Thần xem là đã xảy ra chuyện gì. Nè, đã bảo là cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm mà, anh uống hết một mình là sao hả? Phan Tư Mễ nói rồi rót thêm rượu cho Hoắc Khải, cô ta rót gần đầy ly rồi nói, nếu anh thích uống như vậy thì uống nhiều lên, tôi uống cùng anh, cạn ly, nói rồi, cô ta ngẩng đầu lên. Một hơi uống cạn, dù là loại rượu gì đi nữa, uống như thế thì không khác nào bỏ ăn mẫu đơn, sẽ chẳng nếm ra cái vị gì hết, nếu là bình thường, Hoắc Khải sẽ không quan tâm người khác có uống hết hay không. Anh chỉ uống theo cách của mình, nhưng hiện tại, Hoắc Khải lại không làm thế, tư duy của anh đang hơi hỗn loạn, tâm trạng cũng phức tạp vì vô tình phát hiện bản thân rơi vào trạng thái mất trí nhớ. Với bất kỳ ai đi nữa thì đây cũng là một việc lớn. Hơn nữa, trực giác còn nói với anh rằng, chuyện mất trí nhớ không liên quan nhiều đến việc sống lại. Nếu không thì anh sẽ không chỉ nhớ được mỗi lần gặp nhau đầu tiên trên giường bệnh. Chuyện này không thể trùng hợp đến vậy được. Vì vậy, sau khi Phan Tư Mễ uống cạn thì Hoắc Khải cũng nâng ly lên rồi uống ừng ực. Anh không quan tâm là có bao nhiêu rượu, xét về tửu lượng thì ít ai đọ được với anh lắm. Người nhà họ Hoắc có tửu lượng cũng có gan uống rượu. Theo cách nói của tổ tông nhà họ Hoắc thì là, anh có thể ép tôi uống đến chết, nhưng muốn tôi nhận thua thì đừng hòng, nhà họ Hoắc vĩnh viễn không bao giờ nhận thua. Dĩ nhiên, lúc này mà còn nói đến tửu lượng hay gan uống rượu thì đúng là chẳng hề liên quan. Thứ Hoắc Khải đang uống bây giờ là sự mơ hồ, chứ chẳng phải muốn đọ với ai, mà Phan Tư Mễ thì cũng vui vẻ nhìn anh uống như vậy. Ly vừa cạn thì cô ta liền rót đầy thêm, cô ta thấy Hoắc Khải đang nghĩ về chuyện xưa, dường như thấy gì không ổn, cô ta không nói những chuyện nhức đầu nữa mà chuyển sang những chủ đề dễ chạm vào trái tim con người hơn. Như là ước mơ chẳng hạn, thật ra tôi không định làm bác sĩ tâm lý đâu. Điều tôi mong muốn nhất là vào rừng sâu và mở một quán bar trong đó. Khách đến nơi đây sẽ có thể uống bia, giơ tay lên hái lá cây và cỏ non để bón cho mấy bé động vật nho nhỏ ở xung quanh. Mỗi lúc đi ngủ, bên cạnh tôi sẽ có một con cáo,
một chú sóc nhỏ, cả hươu sao nữa, khi tỉnh dậy sẽ có chim chóc đậu bên cửa sổ hát ca. Sẽ có gấu lớn quỳ trước bậc thang chờ tôi bón mật ong cho nó. Còn có cả sư tử tản bộ xung quanh, thỉnh thoảng lại gầm lên vài tiếng. Phan Tư Mễ Mễ vừa nói vừa uống, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Có thể thấy, cô ta không hề đang nói dối. Có lẽ đây từng là ước mơ đơn thuần nhất trong nội tâm của cô ta. Chấm, kết chương, chế tạo hào môn, chương 266, chi bằng cứ xuôi theo dòng. Góc truyện audio chấm cơm. Còn anh, ước mơ của anh là gì? Phan Tư Mễ hỏi, Hoắc Khải nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Trầm mặc một lát mới nói, tìm lại tất cả những gì tôi đã mất. Phan Tư Mễ khẽ giật mình, cô ta không ngờ đó lại là câu trả lời của anh. Liền bất giác hỏi, anh đã mất những gì? Nếu tôi nói tôi thực chất là một cậu chủ giàu có, đã từng nắm giữ tài sản hàng trăm tỷ, chỉ cần ra lệnh là vô số người nghe theo, nhưng hiện tại tình cờ lạc tới đây, không vì chuyện gì khác, chỉ muốn uống rượu giải sầu, nói vậy thì cô có tin không? Hoắc Khải hỏi, Phan Tư Mễ phản ứng lại, che miệng cười, anh đúng là khoe khoang, tài sản hàng trăm tỷ, anh có biết khái niệm đó nghĩa là gì không? Anh là đồ miệng lưỡi lắt léo, vậy mà Ninh Thần cứ nói với tôi anh là con người chân thật. Đối với tôi mà nói anh hoàn toàn là đồ lưu manh. Mồm mép không có chút nào thành thật, tôi không biết anh làm thế nào để lừa được Ninh Thần nữa. Nói nghe xem, anh có bí mật nào không? Ví dụ như một vài cô nhân tình chẳng hạn. Hoắc Khải đương nhiên biết loại người như Phan Tư Mễ không đáng tin, nên anh chỉ nói tùy tiện vài câu, đôi khi nói sự thật với giọng điệu đùa cợt có thể giúp cho con người ta thư giãn đầu óc, không phải lo nghĩ quá nhiều. Đối với câu hỏi của Phan Tư Mễ, Hoắc Khải rất tự nhiên mà lắc đầu nói, tôi mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, cô cho rằng tôi còn có thời gian nuôi tình nhân bên ngoài sao? Nói vậy có nghĩa là nếu như anh có thêm thời gian, anh có thể nuôi tình nhân phải không? Phan Tư Mễ nói xong, đột nhiên cúi người cười hỏi, nếu đã là như vậy, anh có nên nghĩ đến tôi một chút không? Tôi có thể làm rất nhiều thứ đó, Ninh Thần có thể làm gì thì tôi không biết, nhưng những thứ mà cô ấy không làm được thì có tôi đều có thể làm được. Phan Tư Mễ không nói gì lộ liễu, nhưng ẩn ý trong đó thì tất cả đàn ông trên đời đều hiểu. Không biết cổ áo của cô ta đã được mở ra từ lúc nào? Chỉ biết sau khi chiếc cúc thứ hai được mở, đường viền cổ áo đã hơi lỏng ra một chút, tư thế cuối người này lại càng dễ dàng lộ ra một chút cảnh đẹp thần tiên. Nhưng Phan Tư Mễ hoàn toàn không quan tâm, nhất là khi ánh mắt của Hoắc Khải lướt qua đường viền cổ áo. Dù cố ý hay vô ý, nụ cười của cô ta càng lúc càng lộ rõ. Thật ra, những ước mơ trước đây của tôi đều là những suy nghĩ vớ vẩn. Lúc tôi còn nghĩ trên đời có rất nhiều điều tốt đẹp. Sau nhiều lần bị xã hội vùi dập, tôi đã hiểu ra rằng, làm đàn ông đã khó, làm phụ nữ còn khó hơn. Ví dụ như nói đến chuyện kết hôn đi, người đàn ông từng coi mình như báu vật trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn lại coi mình như cỏ rác, trong số các bệnh nhân khám ở khoa tâm thần của tôi. 80, đã ly hôn hoặc có suy nghĩ muốn ly hôn nên tôi hoàn toàn không còn hứng thú với hôn nhân. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông có vẻ ngoài vừa mắt, để thỉnh thoảng có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, tình yêu cái gì chứ, toàn là những thứ xa vời. Câu này nói rất thẳng thắn, hầu như đã chẳng còn là một gợi ý nữa rồi. Hoắc Khải nhìn cô ta cũng nhìn Hoắc Khải, giây phút hai ánh mắt chạm nhau còn không có ý định thu lại. Những lời này, tôi coi như là cô chỉ nói đùa, chúng ta uống rượu tiếp, Hoắc Khải nói. Phan Tư Mễ lắc ly rượu vang đỏ, liếc mắt qua, vừa rồi là đùa sao hả, anh sợ à, sợ tôi nói lại với Ninh Thần sao? Phan Tư Mễ nhìn về nơi nào đó trên người Hoắc Khải, nói với một sự chế giễu cố ý, hay là, cơ thể anh không hoạt động bình thường hả, nếu thật sự không ổn thì cũng không sao, vì trước đó tôi cũng nghĩ rằng anh đang đùa khi anh nói rằng cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh. Không có người đàn ông nào chịu nổi khi bị cười nhạo trong vấn đề này. Hơn nữa, Hoắc Khải đã uống một ly rượu vang đỏ lớn. Bây giờ các hành vi đụng chạm khác nhau của Phan Tư Mễ đang khiến cho anh rơi vào một tình huống nguy hiểm. Giống như một quả đào chín được rửa sạch sẽ đặt ở trước mặt mấy người. Bảo mấy người thưởng thức, vậy mấy người có ăn hay không chứ? Cô có biết bản thân mình đang làm gì không? Hoắc Khải nhìn Phan Tư Mễ nói, cô nghĩ Ninh Thần sẽ nghĩ gì nếu như cô ấy biết những gì mà cô vừa nói? Tôi không thích những giả thuyết, cũng không thích trả lời những câu hỏi giả thuyết. Phan Tư Mễ nhún vai nói, hơn nữa tôi là người trưởng thành, tôi biết nhu cầu của mình. Tất cả những gì tôi muốn là một người đàn ông trông vừa mắt, có thể an ủi thân xác và tâm hồn cô đơn bấy lâu nay. Có lẽ vì tôi là một nhà tâm lý học, nhiều nhu cầu bị đè nén lâu ngày dễ sinh bệnh, không muốn nhẫn nhịn nên chỉ biết tìm cách chút bỏ. Phan Tư Mễ đứng dậy đi tới trước mặt Hoắc Khải, sau đó ngồi vào lòng anh, một tay cầm ly, tay kia nâng nhẹ cằm Hoắc Khải lên. Thế nào, anh có muốn cân nhắc một chút không? Hay là nói như vậy, anh nghĩ tôi có điểm nào không bằng Ninh Thần? Cách cô ta tán tỉnh đương nhiên táo bạo hơn cả Ninh Thần. Bởi vì cô ta thuộc VIP người rất hấp dẫn từ gương mặt cho đến thân hình. Đàn ông bình thường sẽ không thể chịu được sự cám dỗ này. Sức nóng của cơ thể, sự nồng đậm của rượu vang đỏ và tất cả các yếu tố bất lợi cộng lại với nhau.
như đã điều khiển Hoắc Khải nắm lấy tay của Phan Tư Mễ. Phan Tư Mễ cũng không né tránh mà chỉ cười khúc khích. Cô ta cười rất thoải mái và tự nhiên, điều đó chứng tỏ rằng trong lòng cô ta đang thật sự rất vui vẻ. Xem ra cô thật sự rất muốn. Hoắc Khải đặt ly rượu xuống, rất tự nhiên thẳng người lên, cơ bắp dưới chân của Phan Tư Mễ hơi thắt lại, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng, cô ta vòng tay qua cổ Hoắc Khải, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thở ra một hơi mê hoặc, lẽ nào anh không muốn sao? Bàn tay của Hoắc Khải từ từ di chuyển lên trên, đặt lên eo cô ta rồi đột nhiên giật mạnh cô ta vào người mình. Lực mạnh đến mức ly rượu của Phan Tư Mễ suýt chút nữa rơi xuống. Cô ta kêu lên một tiếng, một tay bất giác muốn chống đỡ, nhưng một tay lại ôm lấy cổ Hoắc Khải. Hoắc Khải cũng nắm lấy bàn tay kia, tưởng như vẫn còn có một bàn tay thứ ba, lồng ngực hai người lúc này đã áp sát vào nhau, luồng không khí nóng bỏng thi nhau tụ lại, luân chuyển giữa hai người. Mặc dù có phong thái táo bạo như vậy, nhưng thực tế Phan Tư Mễ cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Hơn nữa vì hành động của Hoắc Khải, gương mặt của cả hai gần như đã dính chặt vào nhau. Chỉ còn một khoảng cách chưa đầy 5 cm giữa hai đôi môi. Chỉ cần một người tiến lên thì sẽ hôn nhau một cách dễ dàng. Rút ra bài học từ lần trước, lần này Phan Tư Mễ không tỏ ra hoảng sợ nữa, thay vào đó cô ta chỉ cười khúc khích và nói, không thể đợi được, có một cái giường ở đằng kia, có muốn đến đó không? Khi nói đến chuyện này, sẽ có ai từ chối đây? Hoắc Khải dường như cũng không có ý từ chối, vòng tay ôm lấy eo Phan Tư Mễ, tư thế của hai người lúc này giống hệt như một đôi tình nhân thật sự. Cô đã nói rằng ước mơ của cô là sống trong rừng, mở một quán bar, xem khách cho hươu ăn và xem sư tử gầm, cho nên bên trong trái tim của cô là sự hoang dã. Nhưng lớp sâu hơn cô lại không muốn đánh mất cuộc sống xã hội của mình vì lý do nghề nghiệp. Tiếng gầm của sư tử đó có nghĩa là cô thích cảm giác chinh phục hơn bị áp bức. Cô thích một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông có thể khiến cô bị chinh phục hoàn toàn và không thể thoát ra. Có phải không? Phan Tư Mễ sửng sốt, nhưng trước khi cô ta kịp phản ứng thì đã đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp trên đôi môi của mình. Nụ hôn mạnh mẽ khiến đầu óc của cô ta trong phút chốc trở nên trống rỗng. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, nghĩ rằng có phải trả giá thế nào cũng phải vạch trần bộ mặt thật của tên cặn bã Hoắc Khải. Nhưng khi tất cả những chuyện này xảy ra, cô ta lại quên mất mục đích ban đầu của mình. Phân tích của Hoắc Khải không hề sai. Phan Tư Mễ đúng là một người như vậy, cô ta đã nhìn thấy quá nhiều mặt đen tối của con người. Nên cho dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ thì trong tiềm thức cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi thế giới. Vì vậy, cô ta muốn có một người đàn ông có thể bảo vệ mình. Mà một người đàn ông như vậy đương nhiên phải mạnh mẽ. Động tác của Hoắc Khải rất thành thạo và còn có phần hơi thô bạo, khiến cho Phan Tư Mễ cảm thấy như bị trói bởi một con chăn. Thậm chí còn có chút khó thở, cô ta cố gắng vùng vẫy trong tiềm thức, nhưng hoàn toàn bị vòng tay của Hoắc Khải ôm chặt, không thể động đậy, sự ngột ngạt như chết đuối này khơi dậy bản năng phản kháng của cơ thể. Nhưng nụ hôn mãnh liệt chưa từng thấy đã khiến cô ta trở nên yếu ớt. Cả người mềm nhũn ra, sự đấu tranh xuất phát từ bản năng, nhưng có nhiều hơn một bản năng, và những bản năng ấy đã khiến cho cô ta không thể thoát khỏi tất cả những điều này. Không biết là đã qua một hay hai phút, Hoắc Khải mới thả cô ta ra, khi Phan Tư Mễ dường như đã sắp ngất đi vì khó thở. Đôi môi của người phụ nữ này đã đỏ và sưng tấy, thậm chí còn có hơi tê dại. Tuy nhiên, đôi mắt của Hoắc Khải dường như đã tỉnh táo hơn sau tất cả những chuyện này. Hoắc Khải không vì cùng Phan Tư Mễ tiếp xúc thân mật mà tiếp tục rơi vào những vòng xoáy sâu hơn. Mà chính bởi sự tiếp xúc thân mật đó đã khơi thông anh, để cho anh hồi phục lại sự tự chủ của mình. Thay vì cứ cố kiềm nén dòng chảy để đến khi bùng nổ thì không thể nào ngăn chặn lại được nữa. Chỉ bằng bản thân cứ xuôi theo dòng, linh hoạt dựa theo tình hình mà giải quyết, đây chính là chân lý đã được người xưa đúc kết từ hàng nghìn năm nay. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 267, suy xét, gocchuyenaudio.com, bế Phan Tư Mễ lên, xoay người đặt cô ta xuống ghế, Hoắc Khải nắm cằm của cô ta với ánh mắt đầy hung hãn. Như thể một con sư tử được đang trừng mắt nhìn con mồi của mình. Nói, lần trước tôi đã nói rồi. Đừng thách thức giới hạn của một người đàn ông, giới hạn đó có thể dần dần bị phá vỡ, cho đến khi nó bị phá vỡ hoàn toàn, thì sẽ không còn một giới hạn nào nữa. Đến lúc đó thì cô sẽ biết, một người đàn ông không còn bị giới hạn kiềm chân sẽ trở nên đáng sợ như thế nào. Vì vậy, cho dù nhu cầu của cô là gì, tốt nhất cô đừng chọc tức tôi nữa. Bây giờ tôi không muốn phá vỡ giới hạn của mình. Đối với Hoắc Khải, phụ nữ và tình yêu là hai thứ khác nhau, không thể phản bội tình yêu, cho dù anh có làm gì hay nói gì, cũng không thể lừa dối tình yêu của mình. Vì vậy, anh chỉ có một người vợ, đó chính là Ninh Thần, bất kể anh làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ chỉ lấy Ninh Thần làm trung tâm, vì Ninh Thần mà bắt đầu, nếu như anh và Ninh Thần đã có quan hệ vợ chồng thật sự. Cho dù sau đó anh gặp một người phụ nữ mà anh cực kỳ yêu thích lại đang cố tình trêu chọc anh, có lẽ anh cũng sẽ không mảy may quan tâm. Suy cho cùng, trong bản năng của động vật, con đực luôn có nhu cầu được quan hệ với nhiều con cái. Bởi vì quần thể nào cũng cần sinh sản,
nguồn gốc đó vốn đã nằm sâu trong mã gen, nhưng nếu Hoắc Khải đã không quan hệ với Ninh Thần, thì anh cũng sẽ không quan hệ với bất kỳ người đàn bà nào khác. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều phải có trước có sau. Ngoài ra, thỏ không ăn cỏ gần hang, Phan Tư Mễ là bạn học và cũng là bạn thân của Ninh Thần. Cho dù cô ta có nguyện ý thì một khi Ninh Thần biết chuyện này, cô cũng sẽ rất đau lòng. Vì vậy, chỉ động tay động chân một chút thì còn có thể tha thứ được. Chứ những chuyện khác thì miễn. Không quay lại nhìn Phan Tư Mễ lấy một cái, Hoắc Khải quay người rời khỏi phòng khám tâm lý, tiếng gót giày khô khốc nện từng bước lên cầu thang khiến cho Phan Tư Mễ định thần lại. Nhìn thấy Hoắc Khải rời đi, cô ta bất giác đứng dậy kêu to, chờ một chút, tuy nhiên, Hoắc Khải vẫn bỏ đi, xem như không nghe thấy. Sự xấu hổ và tức giận càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt của Phan Tư Mễ. Và đôi môi sưng tấy khiến cô ta khẽ run lên, trước giờ chưa từng có một người đàn ông nào dám ức hiếp cô ta rồi thẳng thừng quay đi giống như Hoắc Khải. Bản thân cô ta là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Lý do khiến cô ta dấn thân vào nghề bác sĩ tâm lý cũng là vì sự quyến rũ của phụ nữ có thể thúc đẩy tiến độ công việc trở nên tốt hơn. Thế nhưng giờ đây Phan Tư Mễ đã gặp một người đàn ông không hề xem cô ta ra gì. Giống như trên nhiều bộ phim truyền hình có cốt truyện drama tức tưởi. Người đàn ông càng thờ ơ với một người phụ nữ nào đó thì cô ta lại càng dễ dàng cắn câu. Theo cách nói của một tên đàn ông cặn bã, thì chiêu này được gọi là lạc mềm buộc chặt. Tuy nhiên, Phan Tư Mễ cũng có thể mơ hồ nhận ra được Hoắc Khải không phải muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt này. Vừa rồi anh vốn có thể muốn làm gì thì làm, tại sao còn phải vòng vo như vậy? Chỉ có thể nói rằng người này vốn không hề có hứng thú với cô ta. Không, phải nói là hứng thú chưa đủ mạnh, ít nhất thì anh cũng đã chủ động hôn cô ta. Cô ta nghiến răng rồi đi đến bàn làm việc, mở máy tính xách tay lên, nhấp chuột vào một trong những phần mềm. Trong góc bàn được lắp một chiếc camera mini giấu kín để ghi lại tất cả những gì diễn ra. Trong camera, có thể thấy rõ Phan Tư Mễ đã bị lợi dụng như thế nào. Cô ta nhìn thấy cảnh bàn tay của Hoắc Khải lướt từ dưới lên trên. Rồi vòng qua eo cô ta còn nhìn thấy cảnh người đàn ông này gắt gao ôm lấy cô ta. Hôn cô ta như một con mãnh thú, hơi ấm đó đã khiến cho cô ta cảm thấy da đầu mình tê dại. Những khung hình trên camera khiến trái tim của Phan Tư Mễ trở nên hỗn loạn. Cô ta biết rất rõ rằng bản thân của cô ta đã buông xuôi ngay lúc đó. Cô ta đã bị người đàn ông này chinh phục chỉ trong một thời gian ngắn. Đúng là một việc đáng xấu hổ, bởi vì cô ta không thật sự thích Hoắc Khải, cô ta chỉ muốn xui khiến anh phạm tội. Video này có thể được sử dụng làm bằng chứng cho tội lỗi của anh. Có thể chứng minh rằng người đàn ông này quả là một tên cặn bã. Nếu không thì tại sao anh lại đi hôn một người phụ nữ khác? Nhưng cũng phải nói rằng, mọi thứ trong video có vẻ giống như cô ta đang cố tình làm như vậy. Nếu Ninh Thần thật sự yêu người đàn ông này thì chỉ cần dựa vào chút sơ sót đó cũng có thể nói Hoắc Khải chỉ vô tình phạm lỗi. Và chuyện này sẽ hoàn toàn trở thành cạm bẫy của người thực thi lẽ phải như cô ta. Điều quan trọng nhất, thứ mà Phan Tư Mễ muốn không phải chỉ là một tội danh đơn giản như vậy. Thứ cô ta muốn là thứ có thể khiến cho Hoắc Khải có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi được nữa. Hơn nữa bây giờ việc chứng minh Hoắc Khải có phải là một tên cặn bã hay không đã không còn là mục đích duy nhất của cô ta. Phan Tư Mễ chỉ muốn biết, làm thế nào mà người này lại có thể rút lui vào giai đoạn nguy cấp nhất đó. Nếu như thủ đoạn của tên cặn bã này thật sự cao như vậy. Tại sao lại đi chọn Ninh Thần làm vợ, tất cả phụ nữ trên đời còn không phải xếp hàng để cho tên cặn bã này chọn lựa hay sao? Anh thật sự có thể tự chủ đến mức đó, hay là sức hấp dẫn của cô ta không đủ để dụ dỗ người này phạm phải sai lầm lớn? Thế là chuyện này, từ việc muốn chứng minh sự cặn bã của Hoắc Khải lại dần dần chuyển thành muốn chứng minh sự hấp dẫn của chính cô ta. Đừng nhìn thấy Phan Tư Mễ và Ninh Thần chơi thân với nhau mà lầm tưởng. Cô ta luôn tươi cười, hành động và cách nói chuyện rất tự nhiên. Nhưng thật ra trong lòng của cô ta luôn thầm tồn tại cảm giác kiêu ngạo. Ngay cả người như Cơ Hương Ngưng mà cô ta còn không chịu chủ động hòa giải. Thì làm sao người như cô ta có thể coi trọng người khác được? Có lẽ trong khoảng thời gian ở trường đại học thật sự đã từng tồn tại một thứ tình bạn trong sáng và đầy hoài niệm. Nhưng sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài xã hội, sự hồn nhiên và đơn giản ấy đã biến mất khỏi cô ta từ lâu. Ở nước ngoài không yên bình như ở trong nước, áp lực cạnh tranh ở đó rất cao, nếu vẫn yếu đuối ngây thơ và tốt bụng như trước. Tất nhiên sẽ không thể tồn tại trong thế giới đó. Để tồn tại trong thế giới đó, Phan Tư Mễ phải học cách cứng rắn. Một người cứng rắn, tự nhiên sẽ có lòng tự tôn rất mạnh, không dễ dàng thừa nhận thất bại. Đó chính là điểm mạnh, nhưng cũng chính là điểm yếu của họ. Không ai có thể giành chiến thắng mãi mãi. Vì vậy nếu quá miễn cưỡng không chịu thừa nhận thất bại sẽ chỉ khiến cho người ta rơi vào hố sâu bế tắc không thể nào thoát ra. Phan Tư Mễ đã chìm vào hố sâu bế tắc đó, hơn nữa còn chìm rất sâu. Rất sâu, cô ta đã không còn có thể giải thoát bản thân. Không thể kìm nén bản năng bên trong được nữa, đóng máy tính lại một cách hung tợn, đi tới bệ cửa sổ nhìn Hoắc Khải đang đứng bắt taxi ở bên đường. Cô ta nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ khốn nạn, tôi nhất định không tin, tin hay không là chuyện của Phan Tư Mễ, còn đối với Hoắc Khải,
những gì xảy ra ngày hôm nay chính là một lời cảnh báo. Khả năng tự chủ không mạnh như tưởng tượng, nên nếu cứ tiếp tục như vậy, phạm sai lầm là điều khó tránh khỏi. Đương nhiên, Hoắc Khải sẽ không đổ hết tội lỗi cho người khác, anh chỉ có thể nói rằng bản năng của con người không thể bị suy nghĩ khống chế. Chỉ có một cách để giải quyết chuyện này, đó là thật sự trở thành vợ chồng với Ninh Thần, để bản thân không còn bị vướng bận bởi chuyện này nữa. Để làm được điều này thì cũng không quá khó đối với Hoắc Khải. Chỉ cần không còn rào cản tâm lý nữa thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Chỉ là anh không muốn để cho mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng sự giả dối. Hoắc Khải không thể có lỗi với vẻ đẹp và sự lương thiện của Ninh Thần. Cũng như không thể có lỗi với sự ngây thơ và đáng yêu của Đường Đường. Đời này sống lại, chuyện của giáo sư Triệu Vĩnh An đã khiến cho anh vô cùng tiếc nuối. Anh đã không thể ở cùng ông ấy trong những giây phút cuối đời. Nhưng lại được nhận từ ông ấy món quà to lớn như vậy. Chuyện như thế này hoàn toàn không thể xảy ra lần thứ hai. Ngay cả khi anh đã sắp xếp cho Đồng Tiên Thanh lo cho sự an toàn của Ninh Thần thì cũng chưa đủ. Vì tai nạn vẫn có thể xảy ra vào những giây phút mà con người ta không ngờ tới nhất. Những thiên tai, hay những thảm họa do con người tạo ra, vẫn đang ngày ngày tiếp diễn, sức người làm sao có thể mãi chống đỡ nổi. Hoắc Khải thật sự không muốn đợi cho đến khi có chuyện ngoài ý muốn gì đó phát sinh. Buộc anh phải ra đi khi mà chưa một lần kịp nói ra sự thật. Ngồi trong xe taxi, Hoắc Khải tự hỏi, làm thế nào để khiến cho tất cả mọi chuyện xảy ra theo ý muốn của bản thân? Suy nghĩ một chút thì anh mới nhớ ra, hình như vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Có lẽ anh có thể tận dụng ngày đặc biệt này, nhưng trong khi đang lục lại các ký ức, Hoắc Khải lại nghĩ đến việc mình bị mất trí nhớ, sự việc này dường như là rất bất thường đối với anh. Có lẽ anh nên quay lại để hỏi Ninh Thần về việc này. Anh có linh cảm rằng Ninh Thần sẽ biết được câu trả lời thật sự. Trước khi xe taxi đến công ty, điện thoại di động của Hoắc Khải đã đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi, dãy số trông có vẻ quen mắt, nhưng chưa liên lạc lần nào. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên. Anh Lý, chào buổi chiều, không quấy rầy đến anh chứ? Hoắc Khải nhanh chóng lục tìm chủ nhân của giọng nói này trong đầu. Có lẽ thời gian suy nghĩ của anh đã khiến cho người đối diện ý thức được điều gì đó. Nên ngay lập tức tự giới thiệu, tôi là Tiêu Gia Bình, lần trước anh đến cửa hàng của tôi mua xe nên chúng ta đã gặp nhau. Khi được nhắc, Hoắc Khải mới lập tức nhớ ra người này là chủ cửa hàng Mercedes. Ben 4S, ông chủ Tiêu à, có chuyện gì vậy? Hoắc Khải không ngạc nhiên khi đối phương biết được số điện thoại di động của anh. Vì lúc mua xe anh có cho thông tin liên lạc, nên ông chủ cửa hàng biết thông tin này cũng không có gì kỳ lạ. Là như vậy, chiếc Mercedes-Benz E-Class mà anh mua đã có mặt tại cửa hàng. Khi nào thì tiện cho anh đến lấy xe, nếu như anh bận tôi có thể bảo người lái xe đầu kéo chở đến tận nhà cho anh. Tiêu Gia Bình hăng hái nói. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 268, trả thêm tiền, gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải có hơi ngạc nhiên liền nói. Không phải ít nhất 2-3 tháng thì hàng mới tới sao? Nếu là người khác mua xe thì đương nhiên phải đợi theo thứ tự. Còn đây là anh mua xe, bắt anh phải đợi đến mấy tháng thì chẳng phải là tôi kém quá rồi hay sao? Tiêu Gia Bình nói, vậy anh thấy khi nào thì anh đến lấy xe được? Hoắc Khải suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì tôi lấy ngay, khoảng 2-30 phút nữa là tôi tới nơi. Được, vậy tôi sẽ chờ để đón anh tại cửa hàng. Tiêu Gia Bình rất vui vẻ nói. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải yêu cầu tài xế lái xe đến cửa hàng Mercedes. Ben 4S, Tiêu Gia Bình đã đợi ở cửa hàng từ sớm, nhìn thấy Hoắc Khải vừa bước xuống taxi thì liền bước tới chào hỏi. Nhiều nhân viên cửa hàng đứng phía sau lẳng lặng theo dõi. Biết rằng đây hẳn không phải là một khách hàng bình thường. Sự việc quản lý Trương bị Tiêu Gia Bình đuổi việc vào buổi sáng vẫn còn rành ra đó. Giờ ai còn dám coi thường người đàn ông vừa bước xuống taxi này chứ? Anh Lý, chào anh, Tiêu Gia Bình chủ động đưa tay ra, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, người ta đã lịch sự. Thì Hoắc Khải cũng lịch sự đưa tay ra. Sau khi bắt tay, anh nói, cảm ơn ông chủ Tiêu đã giúp tôi có thể lấy xe nhanh như vậy. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, mời anh đi bên này, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ chiếc xe mới, đi theo Tiêu Gia Bình đến xưởng bảo dưỡng, anh thấy một chiếc xe phía trước được phủ một lớp lụa đen. Bên trên đó còn đặt một bó hoa tươi, đó chính là xe của anh Lý, anh tự mình tháo khăn phủ đi, chúng tôi sẽ chụp hình cho anh, Tiêu Gia Bình nói, đây cũng có thể coi là một nghi thức khi mua một chiếc xe hơi ở Hoa Hạ. Nhưng bình thường thì chỉ một chiếc xe hạng sang như Mercedes. Ben S, Plus trở lên mới được đối xử tốt như vậy. Hoắc Khải rất hiểu biết, lại thường xuyên đi xe sang triệu đô nên cũng không lạ lẫm gì chuyện này. Anh đi tới cầm bó hoa lên, sau đó xé tấm vải lụa đen, lớp sơn xe màu đen tuyền rõ ràng đã được làm sạch và gia công độ sáng. Lấp lánh bên dưới ánh đèn, Tiêu Gia Bình đứng bên cạnh nói, đã dán phim xe rồi, chất lượng hàng đầu ở 3M, ngoài ra để bảo vệ lớp sơn xe. Chúng tôi cũng đã dán qua một lớp áo xe trong suốt. Áo xe trong suốt là thứ đồ chơi xe hơi mới trong những năm gần đây.
nghe nói có thể bảo vệ xe khỏi những chảy xước nhỏ. Tuy nhiên, ngành này rất hỗn tạp, chưa kể đến áo xe hơi đắt tiền, còn dễ mua phải hàng kém chất lượng. Đôi khi một chiếc áo xe hơi trị giá đến mấy ngàn có thể bị nứt và bong chóc chỉ trong vòng chưa tới 1-2 năm. Tuy nhiên, Tiêu Gia Bình là thân phận gì chứ? Đương nhiên sẽ không mua phải hàng kém chất lượng. Hơn nữa từ 3 đến 5 năm, cho dù Hoắc Khải có dùng xe ẩu đến cỡ nào cũng có thể không hỏng. Chỉ là khi Hoắc Khải liếc nhìn trục bánh xe, liền phát hiện kích thước của trục bánh xe không chính xác. Anh nhìn Tiêu Gia Bình và hỏi, đây không phải là phiên bản tiện nghi i300L đúng không? Trục bánh xe của i300L có kích thước R18. Bánh xe trước mặt anh rõ ràng là lớn hơn một chút. Tiêu Gia Bình mỉm cười, bật ngón tay cái lên và nói, anh Lý thật sự là một chuyên gia, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể biết được. Đúng vậy, đây là mẫu xe hàng đầu của 4MATIC. Tất cả các thiết bị anh cần đều có trên chiếc xe này. Bao gồm túi khí mà anh muốn thêm vào, màn hình hiển thị trên đầu, âm thanh Berlin với 23 loa. Hoắc Khải khẽ cau mày nói, tôi không cần xe có hệ dẫn động 4 bánh, xe là loại có hệ dẫn động 4 bánh, nhưng vẫn tính tiền theo giá của loại thường cho anh. Tiêu Gia Bình nói, tôi cũng biết anh Lý không phải là người tham lam, mục đích tôi tìm cho anh chiếc xe này là hoàn toàn trong sáng. Đó là bởi vì anh đã giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn. Nếu không phải anh là người rộng lượng, thì không chỉ là thương hiệu cửa hàng của tôi bị mất uy tín, mà ngay cả Tiêu Gia Bình tôi cũng không có mặt mũi nào để sống tiếp ở thành phố này. Vì vậy, đây là món quà để cảm ơn anh, xin anh vui lòng nhận lấy nó. Mẫu 4MATIC là mẫu tốt nhất của dòng E-Class. Có giá đắt hơn gần 100.000 nhân dân tệ so với phiên bản mà anh muốn mua. Tiêu Gia Bình dùng 100.000 tệ này lấy lòng anh cũng không hề lỗ. Đây là lý do tại sao sau khi Hoắc Khải rời đi, Tiêu Gia Bình đã lập tức tìm kiếm những mẫu xe xịn đáp ứng những yêu cầu của anh ở khắp nơi. May mắn thay, một cửa hàng 4S khác lại đang giữ một chiếc xe hơi hàng đầu. Nhưng vì một số vấn đề chi phí nên vẫn còn đang cảm thấy đau đầu vì chiếc xe này. Sau khi Tiêu Gia Bình biết được tin này thì liền chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức mang xe đầu kéo đến kéo chiếc xe đó về xưởng. Chiếc xe này không có bất kỳ vấn đề gì sau khi kiểm tra. Nền phim xe hơi, áo xe trong suốt và tấm lót chân tốt nhất trên thị trường đã ngay lập tức được trang bị một cách phù hợp nhất. Tiêu Gia Bình đã tốn thêm hơn 800.000 cho đống này nhưng cũng không quá quan tâm đến nó. Nếu có thể khôi phục lại ấn tượng tốt của Hoắc Khải, thì dù cho có tốn thêm 1.800.000 cũng xứng đáng. Hoắc Khải tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Tiêu Gia Bình. Là một thương nhân, lại đi nhiệt tình như vậy với một người không thân thiết. Chắc chắn phải có động cơ khác, đã biết như vậy, nếu là lần khác, có thể Hoắc Khải đã từ chối. Nhưng lần này, suy nghĩ một lát thì anh lại chấp nhận, nếu không chấp nhận thì thật sự phải đợi thêm 2-3 tháng. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, anh không muốn đường đường phải chịu thêm sự dây vò của cái nắng như thiêu đốt nữa. Đối với việc trả thêm 100.000 nhân dân tệ cho phiên bản hệ dẫn động 4 bánh, Hoắc Khải sẽ trực tiếp chuyển tiền cho Tiêu Gia Bình, không hề muốn lợi dụng điều này để kiếm lợi. Tiêu Gia Bình đương nhiên không muốn, nhưng Hoắc Khải nhất định không chịu, nếu ông chịu lấy thêm tiền, tôi sẽ lấy xe đi, còn không thì cứ ném xe ở lại đây. Dù sao thì đó cũng không phải là chiếc xe mà tôi muốn mua. Không còn cách nào khác, Tiêu Gia Bình đành phải chấp nhận nhận thêm tiền của Hoắc Khải. Trong lúc Hoắc Khải chuyển thêm tiền, Tiêu Gia Bình ngập ngừng không nhịn được liền nói, anh Lý, chuyện xảy ra lúc sáng thật sự chỉ là chủ trương của một mình người quản lý mà tôi thuê kia. Đương nhiên, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém của tôi. Đã thuê phải một kẻ xấu xa như vậy, tôi không trốn tránh trách nhiệm, chỉ mong anh Lý đừng để ý đến chuyện này, tôi chẳng có gì phải để bụng. Chiếc xe đó là do một nhân viên của tôi mua, sau khi Hoắc Khải ký tên xong, anh quay sang Tiêu Gia Bình nói, tôi biết ông đang nghĩ gì, cũng biết đạo lý thêm bạn bất thù, ông cứ yên tâm là tôi sẽ không đổ hết tội lỗi của người khác lên đầu ông. Mà ông chủ Tiêu nhiệt tình quá khiến tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hay là như vậy, khi nào có thời gian thì chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm. Tiêu Gia Bình vui mừng khôn xiết, vừa cảm động, vừa cảm thấy khó hiểu, Hoắc Khải không những không truy cứu trách nhiệm của người quản lý mà còn mời mình đi ăn tối. Một người như vậy quả thật đáng kính. Trước đó, Tiêu Gia Bình chỉ muốn làm quen với Hoắc Khải để xây dựng mối quan hệ. Biết đâu sau này lại có dịp lợi dụng được, nhưng bây giờ, Tiêu Gia Bình lại hy vọng mình có thể trở thành bạn bè thật sự với người đàn ông này. Người đàn ông này tuy còn trẻ nhưng rất tinh tường trong từng lời ăn tiếng nói và cách làm việc. Ngoài ra còn được Miêu Nhất Khoa đứng sau giúp đỡ, Tiêu Gia Bình linh cảm rằng nếu thật sự có thể làm bạn với người trẻ tuổi này, nhất định sẽ là sự lựa chọn đúng đắn và đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mình. Tiêu Gia Bình ngay lập tức nói với Hoắc Khải, nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cũng không nói nhiều nữa, khi nào cùng đi ăn một bữa chúng ta lại nâng cốc chúc mừng. Hoắc Khải mỉm cười, nói thêm vài câu xã giao rồi lên xe, những người như Tiêu Gia Bình tưởng như vô dụng, nhưng theo quan điểm của Hoắc Khải, bất cứ ai cũng có ích, sau này sự nghiệp của anh sẽ ngày càng phát triển, hiện tại anh chỉ vừa mới tậu một chiếc xe hơi cho riêng mình.
còn tương lai thì sao? Công ty cần một chiếc xe hơi, và Ninh Thần cũng cần mua một chiếc. Cả Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc Lâm, Hóc Khải cũng đang nghĩ đến việc mua cho họ một chiếc xe hơi tốt. Mercedes-Benz có thể không phải là chiếc xe có chất lượng tốt nhất thế giới. Nhưng trong mắt người dân Hoa Hạ, nó là chiếc xe mang lại thể diện cho chủ nhân nhất khi họ lái ra ngoài. Hóc Khải biết rất rõ, đối với những người ở tầng lớp thấp, đừng nói đến chế tác, chất lượng hay những thứ tương tự, bởi vì họ hoàn toàn không thể cảm nhận được. Đối với bọn họ, mua xe tức là mua sĩ diện, nếu không thì tại sao phải tiêu số tiền lớn như vậy? Do đó, sẽ có nhiều thời điểm tiêu gia bình có thể trở nên hữu ích trong tương lai. Mua một chiếc xe cũng không tốn quá nhiều tiền, nhưng nếu còn muốn mua 2, 3, 5 chiếc nữa thì sao? Hóc Khải là người đã từng nắm trong tay khối tài sản lớn hàng đầu. Nên rất rõ ràng điểm này, nếu một công ty muốn tồn tại, điều quan trọng nhất không phải là kiểm soát lượng bán ra bao nhiêu, mà là kiểm soát được chi phí vận hành. Nếu chi phí vận hành của công ty vượt qua lợi nhuận, thì dù có làm việc chăm chỉ đến đâu, có đến 10.000 kế hoạch marketing cũng đều trở nên vô ích. Làm kinh doanh để làm gì? Không phải chính là để kiếm tiền hay sao? Hơn nữa Hóc Khải không chỉ nghĩ đến việc kinh doanh, cuộc sống của anh cũng là một loại tồn tại tương tự như hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, trong việc kiểm soát chi phí, không nơi nào là không có mặt của anh, trả xong xuôi tiền xe, sau khi lên xe và kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Hóc Khải và Tiêu Gia Bình chào hỏi nhau một tiếng rồi anh mới lái xe rời đi. Tiêu Gia Bình đã chịu trách nhiệm về việc đăng ký biển số xe và những thứ khác, nên anh chỉ việc lái xe đi, vô cùng tiện lợi, nhìn Hóc Khải rời đi. Sau vài giây, Tiêu Gia Bình mới quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười nói, hôm nay tôi rất vui, lát nữa tôi sẽ đến phòng tài vụ bảo phát thưởng cho mọi người. Mỗi người 1.000 tệ, đám nhân viên ngay lập tức hò reo. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 269, ân tình, góc chuyện audio.com. Hóc Khải lái xe đến trước cửa nhà bếp, sau khi đỗ xe và bước vào nhà bếp thì anh thấy Ninh Thần đang cầm điện thoại livestream quá trình các đầu bếp nêm nếm món thịt bò tiêu đen. Mọi người nhìn kỹ nhé, đây đều là thịt bò phi lê tươi ngon, cắt từng miếng lớn chứ không phải là loại thịt bò xay thành bột rồi nặn tạo hình đâu. Tuy rằng giá thành cao hơn một chút, nhưng ăn vào cũng yên tâm, một khi suất ăn này có vấn đề gì thì đấy đều không phải chuyện nhỏ. Nếu chỉ đau bụng thì còn đỡ, chứ nhỡ mà lại liên quan đến tính mạng thì có kiếm cả triệu tệ cũng đền không nổi. Chưa kể đến còn phá hỏng danh tiếng của mình, cho nên chúng tôi chấp nhận kiếm ít đi một chút, cũng phải đảm bảo lúc ăn mọi người được yên tâm, mọi người yên tâm thì chúng tôi cũng có thể yên tâm. Mọi người xem tiếp bên này nhé, đây đều là rau sạch vừa được hái bên nông trại về. Đây hoàn toàn đều dùng phương pháp trừ sâu thủ công, không hề phun thuốc trừ sâu nào hết, lần sau có thời gian thì tôi sẽ đến nông trại livestream quá trình hái rau cho mọi người xem. Âm thanh của Ninh Thần từng giây từng phút gần như chưa từng ngừng lại. Sự nghiêm túc và chuyên chú lúc làm việc của cô thì khó có ai mà bì được. Thậm chí Hóc Khải vào đến nơi cả buổi rồi cô vẫn chưa phát hiện ra. Mãi đến khi Giản Tư Tư đưa nước cho cô rồi nhân tiện nhắc nhở, Ninh Thần mới quay đầu lại nhìn rồi ra dấu tay, ý bảo livestream vẫn chưa kết thúc. Hóc Khải gật đầu cười với cô, rồi kéo ghế ngồi xuống. Số lượng người xem livestream mỗi ngày đã đạt đến gần 100.000 người. Độ nổi tiếng của cô gần như có thể so với Côn Tầm Trung hoặc ngôi sao hạng 3. Hạng 4, cũng có người nói rằng chuyện đó là không thể nào. Mấy con đó livestream bừa một cái thôi cũng có đến cả 100.000 thậm chí cả triệu người xem. Nhưng thực tế con livestream thì phần lớn là độ nổi tiếng đi mua. Nói thẳng ra là người máy cày view, cái ngành này từ lâu đã có người thừa nước đục thả câu. Trước tiên họ mua độ nổi tiếng rồi sau đó mua doanh số. Tạo dữ liệu già, cứ như vậy rồi sẽ có người đến mời con bán sản phẩm của mình. Một buổi livestream mấy triệu người xem, có những lúc lượng tiêu thụ còn chẳng đạt được đến 10.000 tệ. Còn gần 100.000 lượt xem của Ninh Thần đều là hàng thật giá thật. Lượng người tiến vào trang chủ cửa hàng để xem sản phẩm gần như tương đương với lượng người xem livestream. Tuy rằng không phải ai cũng mua hàng, nhưng lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 800.000 lượt. Đang tăng tốc rất nhanh đến gần mục tiêu 1 triệu, toàn bộ hoạt động giảm béo cũng đã tiến hành được hơn nửa. Còn không đến một tháng nữa là đã có thể công bố bảng xếp hạng cuối cùng. Bởi vì thời gian còn lại không nhiều nên cũng chẳng còn mấy người đi tranh giành giải thưởng quán quân 2 triệu tệ kia nữa. Những khách hàng mới đều biết mình thua kém người khác về mảng thời gian. Cho nên nguyên tố này đã rất khó để thu hút được họ. Tuy nhiên cái tên công ty chi nhánh Giáp Tử đã được thành công tạo được tiếng tăm qua hoạt động này. Bây giờ gần như tất cả người dân cả nước đều biết có một công ty giảm béo có sản phẩm rất tốt mà chất lượng cũng đảm bảo. Cộng thêm Ninh Thần mỗi ngày đều livestream quá trình làm suất ăn giảm béo trong phòng bếp. Làm khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng thứ mình ăn sạch sẽ như thế nào. Cho nên độ nổi tiếng của cô vẫn luôn bùng nổ như cũ. Chỉ riêng doanh số ngày của suất ăn giảm béo bây giờ đã vượt hơn 20.000 đơn. Hơn nữa lượng đơn mỗi ngày đều điên cuồng gia tăng từ 1 đến 2.000 đơn. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng doanh số ngày mà suất ăn giảm béo cống hiến đã là 300.000 tệ.
đây không phải là một con số nhỏ. Một tháng trước, khi suất ăn giảm béo mới được đăng bán, qua một tuần đầu bán chạy mới chỉ được 1.000 suất. Doanh số mỗi ngày 20.000 bây giờ quả là tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Rất nhiều doanh nghiệp trên Taobao đều đã học cách làm suất ăn giảm béo. Nhưng suất ăn giảm béo của họ không thể so sánh được về độ sạch, hương vị và thời gian giao hàng, vì vậy doanh số bán hàng đương nhiên chênh lệch rất lớn. Bắt chước học bừa chỉ tổ làm trò cười cho người khác. Không có hệ thống và nền tảng hỗ trợ, làm sao có thể dễ dàng thành công như vậy? Hiện giờ bàn ghế băng rôn của toàn bộ quán đã được dỡ bỏ hết. Căn bếp vốn đã chiếm diện tích lớn nay lại được cơi nới thêm. Lúc này, tầng 1 và tầng 2 đều có các đầu bếp đang bận túi bụi. Bên phía trung tâm đào tạo đã gửi thêm gần 200 đầu bếp đến. Cho dù như vậy họ vẫn bận đến đầu tắt mặt tối. Ninh Thần đã liên hệ thêm với một trung tâm đào tạo khác. Mong họ có thể gửi thêm nhiều đầu bếp đến làm việc. Tuy rằng lương phải trả rất nhiều, nhưng theo lời Hoắc Khải nói thì việc sáng lập ra danh tiếng tốt không khó. Thế mà đến 99, người làm dịch vụ ăn uống đều bại ở chỗ không bảo vệ tốt nó. Để khống chế giá thành mà họ sẵn sàng chấp nhận hương vị kém đi một chút. Cho rằng khách hàng cũng có thể chấp nhận, nhưng họ lại không biết bây giờ sức cạnh tranh lớn như thế. Đừng nói là hương vị của anh kém đi một chút, cho dù có giữ nguyên được hương vị gốc cũng có khả năng bị hương vị khác tốt hơn đẩy ra. Nói đơn giản hơn thì, bây giờ phải bảo vệ danh tiếng bằng mọi cách, thiết lập được thương hiệu, hoạt động lần này thu hút được sự quan tâm rất lớn. Không nhân cơ hội này mà thiết lập thương hiệu thì quả thật quá đáng tiếc. Do sức hút của hoạt động giảm béo đang dần giảm đi, Hoắc Khải càng hy vọng có thể biến lượng theo dõi hiện tại chuyển hóa thành lượng giữ khách. Cố hết sức để khiến những người đến hóng chuyện kia trở thành khách hàng. Cho dù là họ mua sản phẩm giảm béo hay suất ăn giảm béo cũng được. Theo như tình hình trước mắt thì lượng chuyển hóa vẫn khá ổn. Sau khi hoạt động kết thúc, doanh số ngày đạt được đến 100 triệu chắc là không vấn đề gì. Có điều một khi hoạt động hoàn toàn kết thúc, doanh số có thể sẽ sụt giảm, cho nên Hoắc Khải đã nghĩ xong hoạt động tiếp theo để tránh việc sức nóng bị giảm quá nhanh. Qua khoảng 20 phút sau, Ninh Thần mới coi như là đã xong việc livestream hôm nay. Cô vừa uống nước vừa đi về hướng này, Hoắc Khải đứng dậy đón cô. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán mà thương xót nói, mệt lắm đúng không? Thực ra mấy việc livestream như thế này em có thể giao cho mấy người tư tư bọn họ làm mà. Thế sao được, khán giả đều khá quen với em rồi, có nhiều người còn vì em mà đến xem đấy. Nếu như em không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ rời đi, thế là đánh mất cơ hội biến họ thành khách hàng rồi. Giọng nói của Ninh Thần nghe có vẻ hơi khàn khàn, việc livestream nói liên tục trong thời gian dài khiến cổ họng của cô có vẻ càng khàn nặng thêm. Nhưng cô sẽ không vì vấn đề sức khỏe của mình mà đẩy việc cho người khác. Thành công ngày hôm nay đến được quả thật không dễ dàng gì. Theo như cô thấy, đây chắc chắn là kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện tốt nên mới có phúc phần này. Nếu không nắm chắc cơ hội này, ai biết lần sau có còn chuyện tốt như thế nữa hay không? Hoắc Khải biết cô là một người rất cần cù, rất có trách nhiệm, đây chính là ưu điểm của cô. Cho dù anh có sót cỡ nào cũng không thể vì quan tâm mà đi phủ định hay khuyên cô bỏ đi ưu điểm này. Người ta sống trên đời này không chỉ vì để được người khác quan tâm, mà còn phải sống cho có ý nghĩa. Hoắc Khải nhìn Giản Tư Tư, nói, lần sau nhớ thường đưa thuốc nhuận họng cho Tổng Giám Đốc Ninh. Lúc không có chuyện gì thì đừng để cô ấy nói lời thừa thãi. Biết chưa, nếu cổ họng cô ấy mà có vấn đề gì là tôi hỏi tội cô đấy. Giản Tư Tư lè lưỡi nói với Ninh Thần, đấy chị thấy chưa, em đã nói là sếp sẽ đổ việc này lên đầu em mà. Có chạy cũng không thoát, bây giờ em mà muốn chạy vẫn kịp đấy. Ninh Thần cười nói, còn lâu em mới chạy. Giản Tư Tư lập tức nói, có ông bà chủ âu yếm như thế này, khiến em cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu. Sao lại phải chạy, em cứ ở đây, ngày nào cũng xem hai người khoe tình cảm, ăn no bánh gato, vừa kiếm tiền vừa đỡ cơm. Tốt thế còn gì, học cái thói lẻo mép của ai thế không biết. Ninh Thần bị cô ấy cho cười xong quay sang nói chuyện với Hoắc Khải. Đúng rồi, Tư Tư nói với em là buổi sáng lúc mua xe được đền những hơn 800.000 tệ. Cô ấy thấy rằng mình cầm số tiền đấy không phải cho lắm, nên muốn mua 40 phần cổ phần danh nghĩa. Anh thấy được không, trước kia có công ty khác muốn thu mua Hy Vọng Mới. Hoắc Khải đã đề xuất sử dụng 10, vốn cổ phần của công ty để phát hành 100 triệu cổ phiếu. Tương đương 10.000 nhân dân tệ trên một cổ phiếu, khiến hầu hết các công ty đầu tư sợ hãi bỏ chạy. Chỉ có 2 công ty bỏ ra hàng triệu tệ để mua mấy ngàn cổ phần danh nghĩa. Nghe nói còn bị người cùng ngành chê cười, một công ty mới chỉ được rót vốn vài triệu tệ mà lại dám bán 10.000 tệ một cổ phiếu. Mà 100 triệu cổ phiếu mới chiếm khoảng 10. Cổ phần, thế 100, vốn chủ sở hữu há chẳng phải đến tận tỷ đô la à, phải biết rằng. Tất cả các công ty trên thế giới có thể đạt đến con số đó vỏn vẹn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một công ty thương mại điện tử còn con dựa vào cái gì mà dám có gan mở miệng đòi như vậy. Hơn nữa lại thật sự có kẻ ngốc đi tin bùa mê của họ. Hiện giờ Giản Tư Tư muốn mua cổ phần danh nghĩa, 800.000 có thể mua được 80 phần, nhưng cô ấy chỉ muốn 40 phần. Nguyên nhân rất đơn giản,
cô ấy thấy số tiền này mình tự cầm thì phòng tay. Thôi thì lấy danh nghĩa mua cổ phiếu mà bỏ tiền ra vậy. Đương nhiên rồi, 80 phần vốn, cô ấy chỉ muốn 40 phần, coi như là trả một nửa cho Hoắc Khải. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 270 tiên nữ, góc truyện audio.com. Giản Tư Tư thương lượng với Ninh Thần trước về chuyện mua cổ phần. Sự hiểu chuyện của cô ấy khiến Ninh Thần rất tán thưởng. Có một nhân viên cấp dưới không tham rẻ mà còn rẻ những 400 ngàn là một điều hiếm gặp. Bây giờ, có rất nhiều người vì tranh nhau mấy trăm tệ mà có thể từ bạn tốt biến thành kẻ thù. 800 ngàn, 80 cổ phiếu, sau khi trở lại, cô đăng ký rồi ký hợp đồng là được. Hoắc Khải nói, hà, sao có thể như thế được, tôi đã nói chỉ cần 40 cổ phiếu mà. Giản Tư Tư vội vàng xua tay, nếu cô cảm thấy áy náy khi cầm khoản tiền này thì về sau hãy nỗ lực hết mình làm tốt công việc. Hy vọng cô có thể dùng hành động thực tế để kiếm được về cho công ty phần lợi ích còn nhiều hơn 400 ngàn này. Hoắc Khải nói, chị cũng nghĩ vậy. Ninh Thần nói tiếp, Tư Tư rất có năng lực, chỉ cần cố gắng hơn nữa thì sau này nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực của chị. 400 ngàn này vốn dĩ thuộc về em, mà dù cho nó không thuộc về em thì cũng coi như là tiền thưởng chị tạm ứng cho em. Thấy hai sếp chồng sướng vợ tùy, khóe mắt Giản Tư Tư dần dần đỏ ửng. Đối với một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học mà nói thì khoản tiền 400 ngàn chưa đủ để khiến cô ấy làm trâu làm ngựa cho họ, nhưng trong lòng cô lại cảm động mãi không thôi. Vẫn là câu nói đó, trong xã hội vật chất này, không có gì khiến bạn dễ xúc động bằng việc một người không tham tiền tài của bạn. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Ninh, hai người yên tâm, sau này em nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không phụ sự hy vọng của hai người. Giản Tư Tư đỏ mắt nói, Ninh Thần cười ôm lấy cô ấy, nói, nhóc con lớn thế này rồi còn khóc nhè. Người khác nhìn thấy lại tưởng bọn chị bắt nạt em. Giản Tư Tư nghe lời nói trêu chọc của cô thì ngại ngùng đỏ cả hai má. Lúc này, Hoắc Khải lên tiếng, không còn sớm nữa, thu dọn rồi tan ca đi thôi. Chúng ta còn phải đi đón Đường Đường nữa. Ninh Thần cũng không phản đối. Từ ngày đầu tiên kinh doanh, Hoắc Khải đã từng nói với cô, cho dù bận thế nào thì vẫn phải đặt chuyện của người thân và con cái lên hàng đầu. Đừng quên mất mục đích của việc kiếm tiền là gì, không phải để một cá nhân hưởng thụ mà là khiến người nhà có một cuộc sống tốt hơn. Nếu như không quan tâm người nhà có hạnh phúc, vui vẻ hay không mà cả ngày chỉ biết bận rộn làm ăn, vậy kiếm tiền có ý nghĩa gì nữa? Do đó, bình thường có bận rộn thế nào thì khi đưa đón Đường Đường đi học, làm cơm ăn cơm thì cả nhà sẽ đều chủ động dừng tay hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi trong ngày này. Vì thế mà Ninh Thần cũng dưỡng thành thói quen rồi, khu nhà bếp đã có người của cơ sở đào tạo trông nom, còn có hai điện thoại livestream tất cả những gì diễn ra ở đây trong 24 giờ. Cho nên, gần như không cần lo lắng những đầu bếp sẽ làm sai quy trình. Nếu không ngay hôm sau chắc chắn sẽ có người báo lại cho Ninh Thần. Nói ra mới thấy, làm đầu bếp cũng rất vất vả, mỗi ngày họ đều phải tăng ca rất muộn, chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn theo dự tính của ngày hôm sau. Về nhà nghỉ ngơi chưa được mấy tiếng đồng hồ thì đã phải quay lại để tiến hành công đoạn giao cho đơn vị chuyển phát để đưa đồ đi. Từ bếp ăn đến điểm nhận hàng của công ty chuyển phát rồi lại đến ga tàu. Ngày nào cũng phải đi như vậy khiến cho ai cũng như con thiêu thân cần cù bận rộn không ngừng. Đương nhiên, công việc đúng là có chút lu bù nhưng có thể kiếm được nhiều tiền. Ngoài lương cố định trả cho cơ sở đào tạo, Hoắc Khải còn cố ý tăng thêm phúc lợi cho những đầu bếp này. Ví dụ như sau 8 tiếng làm việc chính thức, nếu tăng ca thì cộng thêm 10 tệ mỗi tiếng. Nếu như bình thường, họ tăng ca hơn 9 tiếng một ngày thì chỉ tính lương tăng ca một tháng đã được gần 3.000 tệ. Những người trẻ tuổi vừa mới vào cơ sở đào tạo chưa lâu, vẫn đang học nghề thì nào ai nghĩ đến việc mình lại đạt được đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, khoản tiền này không qua tay của cơ sở đào tạo mà dùng tiền mặt phát trực tiếp cho những đầu bếp. Do đó, cơ sở đào tạo có chút không vui, nếu tiền trong tay họ thì chắc 1/5 số tiền đến được tay những đầu bếp này đã tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ, họ cũng không dám đắc tội với Hoắc Khải, ai cũng biết, cửa hàng này cần một số lượng lớn đầu bếp, hơn nữa lại không giới hạn trình độ, chỉ cần họ có thể phân chia đồ ăn là được. Dù sao, những món đồ ăn kiêng, ngoài một vài loại thịt thì hầu hết đều là các loại hoa quả. Rau củ rửa sạch rồi thái ra thành miếng, đã có không ít cơ sở đào tạo nghe ngóng được chuyện ở đây đều chủ động tới liên hệ. Nếu họ dám làm trái ý Hoắc Khải thì chỉ cần phút mốt là sẽ có người thay thế bọn họ. Trước đây, Hoắc Khải tính theo lương của mỗi đầu bếp là 1.500 tệ để trả cho cơ sở đào tạo. Khoản tiền này, cơ sở đào tạo lấy 2/3, tức là lấy của mỗi người 1.000 tệ. Đến nay, họ đã tuyển khoảng 200 học viên, tính ra mỗi tháng thu nhập thêm 200.000 tệ. Vốn dĩ, học viên còn phải trả học phí cho cơ sở đào tạo. Nếu không, ai dạy họ thái rau, xào thức ăn chứ, tính toán trước sau, ai mà nỡ để mất mối làm ăn chứ. Họ không dám đắc tội với Hoắc Khải nhưng lại không có chút lòng thương những học viên kia. Trong 500 tệ thì lại lấy của mỗi người thêm 200. Ai có ý kiến thì cứ việc lên tiếng, hôm nay có ý kiến, ngày mai đổi ngay người khác, dù sao những học viên muốn đến đây làm việc nhiều lắm. Mỗi tháng chỉ phát lương cho những đầu bếp thì đã tiêu tốn gần 1 triệu tệ. Đây không phải là con số nhỏ,
nhưng cả Hoắc Khải và Ninh Thần đều không sót của chút nào. Đến giờ, số lượng đồ ăn kiêng bán ra đã sắp đạt được con số 30.000 suất mỗi ngày. Trung bình 15 tệ, vậy tổng doanh thu mỗi tháng là hơn 13 triệu tệ. Tuy giá vốn của nguyên liệu cũng cao hơn so với ngành thực phẩm phổ biến nhưng sau khi trừ tất cả chi phí thì lợi nhuận cũng đạt được khoảng 20. Tương đương gần 3 triệu, mức bán chạy của đồ ăn kiêng, một phần dựa vào hoạt động, phần khác thì do món ăn có hội tụ đủ 3 yếu tố. Mùi vị ngon, nguyên liệu cao cấp, giá cả hợp lý, mà trong đó, đầu bếp cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nếu đầu bếp không có tâm thì dù có dùng nguyên liệu cao cấp, thức ăn nấu ra sẽ vẫn khó nuốt. Vì thế, cho dù lương của đầu bếp gần bằng 1/3 lợi nhuận thì Hoắc Khải và Ninh Thần cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giảm lương của họ mà sẽ tiếp tục tìm biện pháp khác để giảm giá thành sản phẩm bù vào phần lương của đầu bếp. Những đầu bếp nhận được càng nhiều lương thì càng có động lực làm việc. Khi làm đồ ăn cũng sẽ có tâm hơn, đây cũng là một vòng tuần hoàn tốt không cần phải phá vỡ. Mọi người vất vả rồi, hẹn gặp lại ngày mai. Ninh Thần vẫy tay chào tạm biệt để ra về, rất nhiều đầu bếp hớn hở quay đầu lại cười vui vẻ đáp lời. Bà chủ đi cẩn thận nhé, ông chủ phải đối xử với bà chủ thật tốt nhé. Lại thêm một ngày biết ơn bà chủ trôi qua, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt. Ninh Thần là bà chủ vừa xinh đẹp, vừa hào phóng lại dịu dàng có tiếng trong mắt những chàng trai đầy nhiệt huyết này. Trước đây có người của cơ sở đào tạo, vì chuyện lương tăng ca mà nói xấu sau lưng Ninh Thần. Thế là người đó đã bị mấy đầu bếp học việc này chỉ mặt mắng cho một trận. Những người trẻ tuổi này mặc kệ tương lai gì đó, trong mắt của họ, Ninh Thần thật sự là một tiên nữ, ai dám nói nữ thần không tốt thì chắc chắn là người đó muốn tìm cái chết. Phen não tàn không có lý trí như thế khiến cho người của cơ sở đào tạo sợ cơn giận họ lây lan nhanh không khống chế được lại có người nói cho Ninh Thần. Biết thì mối làm ăn này coi như xong, nên đành phải xin lỗi, nếu không, có lẽ thật sự sẽ bị đám nhóc này đánh cho một trận. Một bên là ông chủ gắng sức ăn bớt công sức lao động của họ. Một bên là tiên nữ xinh đẹp, lương thiện phát lương tăng ca cho họ, đến kẻ ngốc cũng biết, ai là người tốt, nghe thấy tiếng hoan hô sau lưng, Giản Tư Tư rất đắc ý nói với Hoắc Khải, chủ tịch, tổng giám đốc Ninh được nhiều người yêu mến lắm đấy, anh phải giữ thật chắc vào, em đừng nói vớ vẩn, Ninh Thần vội vàng nói, vì cô biết Giản Tư Tư chỉ nói đùa nhưng kiểu đùa cợt làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng như này thì cô không thích. Giản Tư Tư cũng biết lời vừa nói ra không ổn lắm. Lẻ lưỡi, không nói tiếp nữa, ba người đi đến cửa tiệm thì Ninh Thần nói với Giản Tư Tư. Chị còn phải đi đón Đường Đường, em định đi thế nào, em cũng gọi xe, ngồi xe bus không có chỗ ngồi mệt chết đi được. Giản Tư Tư nói, tôi lái xe đưa cô đi. Hoắc Khải nói, Ninh Thần ngạc nhiên nhìn anh lấy xe ở đâu ra, sáng nay không phải là anh đi mua xe à, cửa hàng 4S đó vừa hay về một chiếc xe mới. Sau khi từ chỗ Phan Tư Mễ trở về thì anh đi lấy xe. Hoắc Khải vừa nói vừa chỉ vào chiếc Mercedes. Ben E, Class 4 MATIC đang đỗ ở bên kia đường. Nói, em nhìn kia, chính là chiếc xe kia. Hoa, wow, anh lấy xe nhanh thế. Chiếc xe này đỗ trên đường cảm giác còn đẹp hơn ở trong cửa hàng 4S. Phan Tư Mễ tỏ vẻ khoa trương hô lên. Từ trước đến nay, Mercedes vẫn luôn nổi tiếng về ngoại hình và nội thất rất được lòng phái nữ. Hoắc Khải nói, anh nói như là đàn ông các anh không thích Mercedes không bằng. Tôi thấy trên đường, đàn ông đi Mercedes còn nhiều hơn phụ nữ. Giản Tư Tư nói, cách trương,